thần cấp ở rể. Chương 121: Cứu vớt gia tộc Ma Sui. Buổi sáng hôm nay, ánh nắng tươi đẹp, công ty vận tải đường thủy của hai nhà Lâm Bạch chính thức thành lập. Lâm Thư Âm đại biểu cho nhà họ Lâm ký tên lên thỏa thuận hợp tác với Bạch Vân Phong, sau khi hai người bắt tay, cùng cầm kéo đi đến tấm lụa màu đỏ thẫm, Bạch Vân Phong cười ha hả nói: "Tổng giám đốc Lâm, mời cô." Lâm Thư Âm khách khí nói: "Tổng giám đốc Bạch, mời ông." Sau khi hai tiếng xoẹt xoẹt vang lên, tấm lụa màu đỏ rơi xuống đất, xung quanh vang lên những tiếng vỗ tay vang dội. Diệp Vô Phong và Bạch Vân Phong cùng nhau đi lên một sườn núi đầy nắng, nhìn xuống biển rộng phía dưới, Bạch Vân Phong xúc động nói, tư lệnh Diệp, thời gian trôi qua thật mau, nháy mắt mà đã 5 năm, năm rồi. 5 năm, năm trước, nhà họ Bạch chúng tôi rơi vào đường cùng, nếu không nhờ cậu Nghĩa khi cứu giúp, nói không chừng nhà họ Bạch đã sớm bị tiêu diệt. Diệp Vô Phong cười cười, ông Bạch, tôi và Bạch Vân Phi cùng vào sinh ra tử, tình như anh em. Ông là anh trai của anh ấy, cũng là anh trai của tôi. Nhà họ bạch gặp nạn, sao tôi có thể ngồi yên mặc kệ được chứ? Nói đi cũng phải nói lại, ông bạch đây đúng là thương nhân lão làng, 5 năm trước nhà họ bạch chỉ sở hữu chừng 35 tỷ rưỡi tài sản. Giờ chỉ mới qua vài năm, đã được ông tăng lên gấp 10 lần, một phát vọt lên đứng đầu trong bốn tỉnh, quá giỏi, tôi bội phục. Bạch Vân Phong cười cười, chút năng lực này của tôi còn kém tư lệnh diệp xa lắm cậu quản lý bốn chi nhánh của Long môn, tài sản của 10 vạn lính đánh thuê đâu phải chỉ có vài trăm tỷ. Người đứng đầu của siêu cường quốc cứ hễ nhắc đến chuyện tư lệnh Long môn là biến sắc. Lúc này, Lâm Thư Âm cùng Bạch Nhạn Phi cũng khoác tay nhau leo lên sườn đồi, thấy bọn họ nói chuyện vui vẻ như vậy, Bạch Nhạn Phi liền hỏi: "Bố, Vô Phong, hai người đang nói gì vậy? Sao lại vui vẻ như thế?" Bạch Vân Phong biết, Diệp Vô Phong không muốn người khác biết thân phận tư lệnh Long môn của mình bèn nói bố và vô phong đang nghiên cứu xem nên khai thác ngành du lịch ở đây như thế nào bạch nhạn phi liền hỏi diệp vô phong anh có kế hoạch gì hả diệp vô phong phất tay cười khổ nói đối với phương diện này tôi không có chút hiểu biết nào tôi với thư âm đã từng nói hai bố con cô đều là kỳ tài kinh doanh vợ chồng tôi chỉ quan tâm đến việc đầu tư phân chia lợi nhuận là được lâm thư âm cũng đồng tình đúng vậy nhạn phi cậu cứ tùy ý phát triển đảo đông ngư đi Audio điện tử võ tấn bền. Bạch Nhạn Phi chỉ cho Lâm Thư Âm những vị trí sẽ xây dựng bến tàu, khách sạn, sân vận động, quán ba cùng với khu biệt thự sang trọng. Thư Âm, cậu nhìn xem, kế hoạch của chúng ta còn có chỗ nào sai sót không? Lâm Thư Âm khen, Bạch Nhạn Phi, kế hoạch của cậu đã tỉ mỉ tường tận đến mức này rồi, còn có thể sai sót chỗ nào chứ? Mọi người đang thảo luận, đột nhiên, trên mặt biển xuất hiện 5 chiếc cano chiến đấu, năm chiếc cano vừa xuất hiện đã lập tức phá vỡ sự yên tĩnh của hòn đảo diệp vô phong nhìn năm chiếc cano kia trong lòng trùng xuống một dự cảm xấu không hẹn mà đến năm chiếc cano nhanh chóng lái đến mỗi chiếc chở ba người tất cả đều là lính đánh thuê được trang bị vũ trang hạng nặng dẫn đầu là masui ichiro năm chiếc cano từ từ tiếp cận hòn đảo masui ichiro dùng kính viễn vọng bội số lớn thấy được diệp vô phong lâm thư âm bạch vân phong và bạch nhạn phi trên đỉnh núi nhiệm vụ của anh ta hôm nay là giết chết đám người diệp vô phong sau đó dẫn theo những thuộc hạ tinh nhuệ lẻn vào thành phố tam giang khi đến thời cơ chín mùi thì cứu em trai anh ta là masui chiro ra masui ichiro cho rằng cảnh sát trung hoa đều là thùng rỗng kêu to sở dĩ em trai anh ta masui chiro thua trận so tài võ thuật rồi bị bắt là bởi vì cái cô cảnh sát gian trá kia dùng súng lục bắn em trai anh ta khiến cho masui chiro bị thương nếu không chỉ dựa vào võ công của em trai, mấy con ma bệnh của Đông Á này sao có thể bắt được hắn ta chứ? Masui Ichiro vung tay lên, đẩy nhanh tốc độ, xông thẳng lên đi, xử lý tất cả những người trên đó. Diệp vô phong, lâm thư âm, bạch tinh đồng, ai hạ được một trong số đó sẽ được thưởng 3 tỷ đồng. Năm chiếc cano chiến đấu của 15 lính đánh thuê được vũ trang đầy đủ, tất cả đều đã chuẩn bị tốt để giao chiến, Masui Ichiro nâng thanh súng trường bắn tiền lên khẩu súng này của anh ta là súng chuyên dụng để bắn từ khoảng cách xa, tầm bắn đạt đến 1.500 mét. Cano trên biển rất nhanh chóng tiếp cận quả núi nhỏ bên này, nhóm lính đánh thuê vũ trang khiến Diệp vô phong lập tức cảnh giác, anh túm lấy lâm thư âm đẩy cô ngã lên cỏ, đồng thời la lớn tình huống ngoài ý muốn, tất cả mọi người mau trốn đi. Đúng lúc này, súng bắn tỉa trong tay Masui Ichiro nhắm chuẩn nơi này nổ một phát. Diệp vô phong phản ứng quá nhanh, Masui Ichiro chưa kịp nhắm, anh và Lâm Thư Âm đã nằm sấp xuống, vì thế, Bạch Vân Phong đứng bên cạnh Diệp Vô Phong trở thành bia ngắm. Một tiếng súng nặng nề vang lên, viên đạn bắn trúng bụng của Bạch Vân Phong, ông ta ôm chặt bụng yếu ớt ngã xuống. "Ông Bạch!" Diệp Vô Phong vừa nằm xuống đất vội vã đỡ lấy ông ta. "Bố, bố trúng đạn rồi, Bạch Nhạn Phi lo lắng không thôi." "Phi Nhi, bố, sắc mặt Bạch Vân Phong tái nhợt, viên đạn này không có bắn trúng chỗ hiểm của ông ta." Nhưng mà bề mặt vết thương do viên đạn gây ra quá lớn, đâm thủng một lỗ trên bụng ông ta, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả quần áo ông. "Mau đưa bố tôi đi băng bó vết thương đi." Bạch Nhạn Phi hét lên với đám vệ sĩ phía sau. Diệp Vô Phong nhanh chóng đè cô ấy lại, "Mọi người đừng hấp tấp, đối phương có tay súng bắn tỉa." "Nhạn Phi, cô bảo vệ thư âm rút lui khỏi đây đi, giao bác trai cho tôi." Diệp Vô Phong cẩn thận giúp Bạch Vân Phong di chuyển xuống núi núp sau một gốc cây lớn đủ che thân thể ông bạch thế nào rồi bạch vân phong ôm bụng lắc đầu không nói gì hiển nhiên là thương thế rất nặng diệp vô phong vội vàng xem xét vết thương trên bụng bạch vân phong cũng may viên đạn không có bắn trúng chỗ hiểm nhưng mà uy lực và khả năng xuyên thấu của viên đạn này rất lớn máu ở bụng chảy như thác đổ phải lập tức đi đến bệnh viện thì may ra còn giữ được một cơ hội sống nếu chậm trễ mạng của bạch vân phong sợ là khó mà giữ diệp vô phong cao giọng quát to với người của hai nhà lâm bạch đang bị dọa sợ mau gọi cảnh sát đi nhiều người bắt đầu hoàn hồn gọi điện cho cảnh sát diệp vô phong chỉ một vệ sĩ thân hình cường tráng đỡ bạch vân phong đứng lên chúng ta phải mau chóng rút lui ở đây rất nguy hiểm cảnh sát chưa tới kẻ bắt cóc sẽ giết người diệt khẩu tất cả chúng ta tất cả mọi người đều hoảng sợ không thôi nhanh chóng nghe theo sắp xếp của diệp vô phong chạy xuống núi Lâm Thư âm sốt ruột nói, "Nhạn Phi, thuyền của cậu đâu? Bố cậu chảy nhiều máu lắm rồi, cần đến bệnh viện ngay lập tức." Bạch Nhạn Phi lấy điện thoại di động ra, "Du thuyền số 1, tôi là Bạch Nhạn Phi. Lập tức lái thuyền sang đây, bố tôi bị thương rồi, cần đến bệnh viện gấp." Bạch Nhạn Phi vừa nói dứt câu, chợt nghe một tiếng nổ lớn, chiếc du thuyền mà hai bố con họ dùng để đi đến bị đám lính đánh thuê cho nổ tung rồi. Masui Ichiro đứng trên cano tay cầm súng bắn tỉa nhe răng cười nói, các anh em, tất cả thuyền của bọn họ đều bị thanh lý cả rồi, họ chạy không thoát đâu, sông lên đảo đi, giết chết bọn họ. Năm chiếc cano chiến đấu nhanh chóng đến gần hòn đảo. Tất cả khách khứa đều hoảng loạn, vài người phụ nữ sợ tới mức bắt đầu hòa khóc. Diệp vô phong an ủi bọn họ, mọi người đừng loạn, nghe hướng dẫn của tôi. Bạch Nhạn Phi lập tức nói, Diệp vô phong, chúng ta chỉ có vài người này còn sức chiến đấu, nhưng đám lính đánh thuê nhiều lắm, bọn họ còn có súng bắn tỉa, đánh bậy đánh bạ sẽ gây thương vong rất lớn. Không bằng chúng ta lùi vào trong nhà cố thủ, mặt khác tôi sẽ lập tức liên hệ với Bạch Tinh Đồng, yêu cầu sự hỗ trợ của đặc công vũ trang trên không trung. chương 122, trận chiến bảo vệ đảo. Rút lui, Diệp vô phong ra lệnh, để cho mọi người thay phiên bảo vệ lẫn nhau, nhanh chóng lui về tòa nhà văn phòng. Anh đã phân tích xong tình huống trước mắt, Hiện tại hỏa lực của bọn xã hội đen quá mạnh, đánh bừa bãi cùng bọn họ chắc chắn sẽ dẫn đến toàn quân bị diệt. Hơn nữa bây giờ phe mình đang bị vây ở địa thế bất lợi, phe địch còn có tay súng bắn tỉa mai phục xung quanh, vậy mấy chục người ở đây chính là những tấm bia sống. Trước cứ quay về tòa nhà đã rồi tính tiếp, lúc trở lại tòa văn phòng, nhân viên công tác bên trong đã loạn như ong vỡ tổ. Đột nhiên có tiếng súng nổ, bọn họ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì sau đó một đám người vũ trang hạng nặng vọt vào dọa mọi người đến choáng váng. Nhìn thấy tất cả mọi người đều hỗn loạn, không ngừng la hét chói tai, Diệp Vô Phong quyết đoán nổ một tiếng súng cảnh cáo, hét lớn, không được hoảng. Bây giờ chúng ta đang bị lính đánh thuê tập kích, chẳng qua chỉ cần không bước chân ra khỏi tòa nhà này thì chúng ta vẫn an toàn. Nghe tôi chỉ huy, tất cả mọi người mau chạy lên lầu 3 đi. Bạch Nhạn Phi dẫn đầu, mọi người đi theo tôi, lên lầu 3. Nhìn thấy bộ dáng lâm nguy không hoảng sợ của Nhạn Phi, mọi người có chút trầm mặc sau đó lần lượt đi theo cô ấy lên lầu ba lâm thư âm vẫn đứng bên cạnh diệp vô phong vô phong em ở cùng anh diệp vô phong xoa đầu cô nói được rồi chỗ này rất nguy hiểm em cũng lên lầu ba đi đi vào phòng tài vụ nơi đó có một cái cửa chống trộm rất dày đạn bình thường không xuyên qua được đi đi lâm thư âm lo lắng cho an nguy của diệp vô phong nhưng cũng không còn biện pháp nào khác bản thân ở đây chỉ tổ gây thêm phiền toái chỉ có thể dặn dò anh ngàn vạn lần phải cẩn thận, sau đó đi lên lầu ba theo mọi người. Bạch Nhạn Phi kêu vệ sĩ của mình lên, để cho bọn họ bảo vệ lối đi quan trọng ở hành lang. Vệ sĩ của công ty Long Kiếm có giấy phép sử dụng súng, hiện tại bọn họ nạp đạn, lên nòng, vào trạng thái cảnh giác cấp độ 1, thoạt nhìn bình thường cũng được huấn luyện bài bản lắm. Diệp vô phong hỏi Bạch Nhạn Phi tình hình hỏa lực, người phía sau trả lời, chúng tôi chỉ có 5 khẩu súng lục. Không có băng đạn dự phòng, Diệp Vô Phong cúi đầu nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Bạch Tinh Đồng cần bao lâu?" "Bạch Nhạn Phi, hiện tại cô ta đã lên máy bay đặc nhiệm, chắc khoảng hơn 10 phút nữa sẽ đến." "Tốt, Diệp Vô Phong bố trí hỏa lực, dặn mọi người chú ý ẩn nấp cho tốt, đừng nổ súng quá sớm, chỉ cần thủ được 10 phút, viện quân của chúng ta sẽ tới, đối phương chắc chắn sẽ thua." Nhìn bộ dáng chỉ huy của Diệp Vô Phong, Bạch Nhạn Phi cũng thành thật hơn, "Vô Phong, may mà có anh ở đây." Thời khắc nguy hiểm phụ nữ luôn yếu ớt, cần một người đàn ông mạnh mẽ bảo vệ họ. Đừng khách sáo, dù sao tôi cũng khá nhàn rỗi. Mọi người cứ coi như là đang chơi game CFD. Diệp vô phong không để ý lắm, anh đã xem xét thử tòa nhà này rồi, kiến trúc vô cùng chắc chắn, tường bê tông dày khoảng 50cm, điều này khiến phe địch không thể sử dụng vũ khí hạng nặng, mạnh mẽ tấn công thì may ra. Cano của Masui Ichiro đã sắp cập đảo, anh ta trước tiên đi tuần tra một vòng xung quanh hòn đảo, lại khảo sát địa hình một chút. Thông qua kính viễn vọng, anh ta phát hiện đoàn người trên đỉnh núi đã lui vào tòa nhà văn phòng, quả nhiên không có mai phục, anh ta ra lệnh, lên đảo. Mấy chục lính đánh thuê do Masui Ichiro chỉ huy nhanh chóng tiến vào, chẳng mấy chốc đã đi đến bên dưới tòa nhà. Đây là một tòa kiến trúc bốn tầng, tầng trệt không cao lắm, mục đích xây dựng ban đầu là để chắn gió bão, cho nên vô cùng chắc chắn. Masui Ichiro nhìn một chút, cảm thấy tiến công cũng không hẳn là tốt, vậy chỉ có thể mạnh mẽ đánh tới. Đầu tiên, anh ta ném nổ hai quả lựu đạn, sau khi hai tiếng nổ vang lên phá vỡ cửa kính của tòa nhà, thì nhe răng cười các anh em, xông vào đi. Trai giết sạch, nữ thì mang về thuyền tùy ý hưởng dụng. Súng phun lửa trợ giúp, phun ra mấy ngọn lửa tạch tạch, hai hàng lính chia thành hai hướng tiến vào tòa nhà từ hai phía khác nhau. Các vệ sĩ của Bạch Nhạn Phi vừa mới thỏ đầu ra khỏi cửa sổ một chút, thì bùm, bị tay bắn tỉa bên ngoài bắn chết một người, một người bị thương, một người vội lùi về, không dám tùy tiện lộ diện nữa. Diệp vô phong nhìn vào cửa sổ liền nhận ra tình huống bên ngoài như thế nào, không nghĩ hỏa lực của đối phương mạnh mẽ như thế. Nếu nói như vậy, đối phương sẽ rất nhanh có thể đi vào cửa chính, chỉ dựa vào binh lực của mình lúc này quả là rất khó chống đỡ được đến 10 phút. Ngồi chờ chết chi bằng chủ động tiến công, anh nói với Bạch Nhạn Phi, cứ như vậy không phải là biện pháp, cô mang theo giám vệ sĩ đi đến lầu 2 đi, sau đó bố trí lại phòng ngự. Tôi ra ngoài cản bọn họ một chút. Bạch nhạn phi giữ chặt cánh tay anh, vô phong, anh cứ vậy xông ra rất nguy hiểm. Hỏa lực của chúng ta kém hơn bọn họ rất nhiều, nếu lộ mục tiêu chắc chắn sẽ chết, chúng ta cùng nhau đi lên lầu 2, cố gắng kéo dài đến khi bạch tinh đồng bọn họ đến cứu viện. Diệp vô phong quyết đoán đẩy cô ấy ra, nghe lời tôi, các cô mau lên lầu đi. Nếu cứ bị động phòng thủ thế này, Chúng ta không kéo dài nổi 10 phút đâu. Tin tưởng tôi, lời nói của anh vô cùng đáng tin, Bạch Nhạn Phi đành phải nghe theo, sau đó dẫn theo vệ sĩ lui lên lầu 2 bảo vệ những chỗ quan trọng. Diệp Vô Phong chờ bọn họ đi rồi, anh xem thử khẩu súng trong tay, 10 phát, không có băng đạn dự phòng, anh phải dùng từng này thứ để đối phó với hơn 10 người lính đánh thuê chuyên nghiệp. Đây là chuyện không có khả năng. Biết rõ trong núi có hổ vẫn ngoan cố đi vào, anh nghênh đón tiếng súng dưới lầu 1 khi đi qua nhà ăn, anh phát hiện trong trong tủ khử trùng có hơn 10 con dao, anh bỗng nảy ra một ý, mở tủ rồi lấy toàn bộ dao dắt vào bên hông. Sau khi cầm lấy những con dao đó, Diệp vô phong đi ra khỏi nhà bếp, anh vừa thò đầu ra thì, bùm bùm bùm, một loạt đạn vò tới làm nổ tung bức tường bên cạnh, nhất thời bụi đất bắn tung tóe. Có hai tên lính đánh thuê từ cửa chính lao thẳng lại đây. Diệp vô phong đành phải con người xoay lại phòng ăn, lúc này anh lại nghe thấy hai tiếng, bùm bùm, từ góc trên lầu vang lên, là bạch nhạn phi nổ súng từ chỗ ẩn nấp, từng phát một, hai tên lính đánh thuê bị giết ngay lập tức. Thiện xả, Diệp vô phong lớn tiếng tán thưởng, anh vừa dứt lời, tiếng súng ầm 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 liên tục vọng đến từ ngoài cửa sổ, viên đạn bay về hướng bạch nhạn phi ẩn nấp. Cô ấy đành phải lộn một vòng lăn ra khỏi vùng nguy hiểm, cũng không dám tùy tiện thò đầu ra nữa. Bạch nhạn phi núp trong một góc chết, không ngừng mắng, tên thối tha, hỏa lực mạnh như vậy. Diệp vô phong, anh phải cẩn thận. Thừa Diệp phe địch đang bị bạch nhạn phi thu hút sự chú ý, Diệp vô phong lặng lẽ rời khỏi nhà bếp, anh nhanh chóng chạy ra khỏi cổng chính, núp ở con sư tử đá lớn trước cửa. Web đọc nhanh tại chủ tiyuyenangen.vn Cánh cửa đã bị nổ tung thành một đống lộn xộn, trong làn khói mịt mù, Diệp vô phong nhìn thấy có hơn 10 tên lính đánh thuê cầm vũ khi có giải có ngắn trong tay, men theo bức tường phía tây tiến tới, anh cúi người về phía trước, chạm vào cánh cửa một số người trong bọn họ chú ý cánh cửa, số khác trang bị súng cảnh giác cửa sổ trên lầu, chỉ là không ai chú ý đến ngay chỗ con sư tử đá có một người mai phục. Diệp vô phong không chút do dự ra tay trước. Bang bang bang, ba phát liên tục, không trượt phát nào, mỗi phát bắn ra đều trúng đích, ba tên lính đánh thuê ngã xuống tại chỗ, đối với Diệp vô phong, trong cự ly bắn 20 mét có thể nắm chắc 100%. Bắn xong ba phát cũng không hề ngừng lại, anh lao thẳng ra phía sau con sư tử đá, tận dụng tán cây xanh che giấu, lao đi như một con rắn, di chuyển ra xa hơn 10 mét. Ngay lúc anh vừa nhảy ra khỏi hai giây, phía sau vang lên một loạt tiếng nổ. Có lính đánh thuê ném bom, nổ sư tử đá thành một đống đá vụn, xương khói bụi mù bay tứ phía. Bùm bùm bùm, một loạt đạn xuyên qua cành lá xanh tươi, bắn gãy toàn bộ cành cây. Mà lúc này, Diệp vô phong đã nấp dưới một bảng quảng cáo bằng thép. Bảng quảng cáo này dày tận 10cm, hơn nữa, có một tấm gương phản chiếu ở trên đỉnh. Diệp vô phong dựa vào tấm kính phát hiện có bốn năm tên lính đánh thuê đang tiến đến từ hai phía trái phải vây lấy anh. Tới thật nhanh, Diệp vô phong nhìn chằm chằm kính phản chiếu phía trên bảng quảng cáo, tính toán vị trí của bọn họ, thấy những người kia đã sắp tiếp cận được, anh đột nhiên vùng lên, quăng một con dao ra từ phía bên trái của bảng quảng cáo. chương 123, kìm lòng không đặng. Hai tên lính đánh thuê phía trước đột nhiên ngã xuống đất, bởi vì không có tiếng súng nên những tên lính đánh thuê phía sau không biết chuyện gì đang xảy ra trong lúc họ sững sờ một lưỡi dao sáng như tuyết khác đã ghim ở cổ họng họ dầm dầm lại ba người nữa ngã xuống đám lính đánh thuê bên hướng kia đột nhiên phản ứng kịp vội vàng nằm xuống mặt đất đồng thời nổ súng ầm ầm cong cong viên đạn đập vào biển quảng cáo bị bật ngược trở về một lính đánh thuê bị chính viên đạn của mình phản ngược lại bắn trúng đầu mà chết hai tay diệp vô phong nắm chặt con dao đứng dậy từ phía sau biển quảng cáo. Như một bóng mà bình thản đi đến trước mặt ba gã lính đánh thuê đang nằm trên mặt đất, mấy tên đó vẫn còn đang nằm, không có cách nào tránh né, lưỡi dao lóe lên, chỉ còn lại ba gã lính đánh thuê với vết cắt trên cổ, nằm bất động tại chỗ. Động tác cực kỳ nhanh chóng, cả một chuỗi động tác đánh lén chỉ được thực hiện trong 4 năm giây đã xong, để lại 10 thi thể của những tên lính đánh thuê. Đột nhiên, Diệp Vô Phong cảm thấy nguy hiểm đang âm thầm tiến tới, anh không dám ham chiến, tung cả người lên phía trước, xoay người lăn một phát, bùm bùm, hai tiếng súng vang lên, bắn vào bức tường bên tông bên cạnh anh lõm sâu nửa thước có tay bắn tỉa. Nhìn thấy tay bắn tỉa hụt hai phát, Masui Ichiro nổi trận lôi đình, liên tục la to, giết, giết nó cho tao. Giết chết thằng này tao có thưởng lớn, không dưới trăm triệu, không, năm mươi triệu. Hiện tại, Diệp vô phong đã dựa vào lùm cây di chuyển đi nơi khác, ẩn núp dưới một cái hòn non bộ trên hòn non bộ có mấy cái hang đá, vừa hay có thể quan sát tình huống bên ngoài, trước mặt hòn non bộ là một cái ao cá, cá vàng bên trong đã chết hơn nửa. Dưới sức nặng của phần thưởng tự nhiên có kẻ can đảm, đội trưởng nhỏ Nagowa cầm súng lên, dắt vài tên lính đánh thuê đánh bọc tới hòn non bộ. Khi đến gần hòn non bộ, Nagowa Kamiki ra lệnh một tiếng, tất cả súng lục đồng loạt nổ súng, phá hòn non bộ thành một đống bầy nhầy, nhưng đợi đến khi bọn họ đến nơi thì lại chẳng thấy bóng dáng diệp vô phong đâu nữa người vừa nãy chạy đi đâu rồi độn thổ hay thăng thiên rồi trong lúc bọn họ còn đang nghi hoặc tự hỏi thì một chiếc lá sen to trong hồ đột nhiên bị sốc lên một bóng người từ trong nước nhảy ra bùm 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 bắn hết đạn còn lại trong băng có năm tên lính đánh thuê ngã xuống người này dĩ nhiên là diệp vô phong nagoa kamiki cũng phản ứng rất nhạy bén tiếng súng vừa vang lên anh ta đã nằm xuống ngay lập tức thấy bóng người từ trong nước phóng lên liền lập tức nổ súng bắn trả bùm 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 bọt nước bắn lên tung tóe hiện giờ súng của diệp vô phong đã không còn viên đạn nào khẩu súng lục tuy trở nên phiền toái nhưng vẫn còn chỗ dùng anh dùng nó như phi tiêu hét một tiếng ném nó thẳng về hướng nagoa anh ta cũng không ngốc nghiêng người đứng lên thì ầm hứng chọn một băng đạn diệp vô phong ba bước gộp hai vào đến phía sau cột cờ đạn không ngừng đuổi theo phía sau ầm ầm đạn bắn vào cột cờ không thể xuyên thủng tóe lên những tia lửa văng khắp nơi tiếng súng đột nhiên ngừng lại nogawa kamiki chửi bởi đổi băng đạn rắc một tiếng kéo chốt nạp đạn trong nháy mắt này một con dao từ đâu bay thẳng vào cổ tay phải của anh ta tất cả những điều này masui ichiro đều thấy rõ thông qua kính viễn vọng người lóe lên như bóng ma giết chết mấy chục tên lính đánh thuê nọ đúng là diệp vô phong chị masui sora đã nhiều lần đăng ảnh của anh cả ảnh chụp chính diện Gần xa đều có đủ, khẳng định là người này không thể nghi ngờ. Bạch Nhạn Phi cùng vệ sĩ ở trên lầu trong tòa nhà đem tất cả những hành động đó thu vào mắt, tất cả mọi người đều nhịn không được mà tán thưởng, Diệp Vô Phong thật sự quá lợi hại. Ngoài ngưỡng mộ ra, mọi người đều cảm thấy chút xấu hổ. Thấy Diệp Vô Phong một mình chiến đấu chống lại đám lính đánh thuê bên ngoài mà bọn họ lại ở trong đây co đầu rụt cổ, điều này thật sự chứng minh khoảng cách giữa bọn họ Nhìn lại thì thấy Masui Ichiro đang chỉ huy thuộc hạ bọc đánh từ bốn hướng, bọn vệ sĩ không kiềm chế nổi nữa, hối thúc bạch nhạn phi, cô chủ, chúng ta cũng đi ra đi, không thể để cho một mình anh Diệp liều mạng như vậy được. Bạch nhạn phi sao có thể không lo lắng, nghe mọi người hối thúc, cô ấy cũng không nhẫn nhịn được nữa, vô phong, bọn tôi đến giúp anh. Nói xong, mở cửa sổ ra, thực hiện một cú nhảy hoàn mỹ từ lầu hai xuống, khi cơ thể cô ấy gần chạm đất liền cuộn người lại lăn đi, Cơ thể như một cục bông, hoàn toàn không phát ra chút tiếng động nào lặng lẽ lăn ra sau một cục đã vỡ. Nhìn thấy một tên lính đánh thuê đang thăm dò gần đó, vất tay cho anh ta một phát súng. Tên lính đánh thuê đó gục tại chỗ. Thấy cô chủ lao ra, hai vệ sĩ Tần Kỳ và Tần Hoàn cũng không chịu thua kém, chĩa súng từ cửa sổ ra bắn vào đám lính đánh thuê bên ngoài. Lại có lính đánh thuê lập tức bị bắn chết. Nhìn thấy người của mình ngã xuống hai tên, Masui Ichiro cũng không sốt ruột dù sao kinh nghiệm chiến đấu của anh ta đầy mình nếu đối phương vẫn cố thủ trong nhà bản thân không rõ ràng lắm thì giết bọn họ thật không dễ nhưng bây giờ bọn họ chủ động lộ ra rồi chẳng phải tự tìm đường chết sao nghĩ đến đây anh ta lặng lẽ cầm khẩu súng nhắm lên nhắm vào chỗ cửa sổ bùm bùm hai tiếng vang lên hai vệ sĩ bị bắn trúng thi thể rơi khỏi cửa sổ rất ầm một cái trên mặt đất diệp vô phong sốt ruột anh quay lại quát bạch nhạn phi ai cho cô đi ra đây hả mau quay về cố thủ đi. Bạch Nhạn Phi có chút hủy khuất, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, người ta lo lắng cho anh chứ bộ. Sao anh có thể hung dữ như vậy? Nói xong, nước mắt đảo một vòng quanh hốc mắt. Diệp vô phong không còn cách nào đành dặn dò một câu, cẩn thận ẩn nấp cho tốt. Bắt giặc phải bắt vua trước, Masui Ichiro cũng hiểu đạo lý này. Anh ta cũng đã nhận ra một nam một nữ xuất hiện trước tòa nhà chính là Diệp Vô Phong và Bạch Nhạn Phi mà ông ra đang muốn tìm cái tên nagowa kamiki kia quả thật hung hãn ông ta vốn bị diệp vô phong dùng dao đâm vào cổ tay bây giờ đã rút cây dao ra băng bó đơn giản rồi cùng vài tên lính đánh thuê khác vây quanh diệp vô phong bọn họ thấy trong tay diệp vô phong không có vũ khí toàn bộ dao cũng đã bị ném ra cả rồi sau khi mấy tên lính đánh thuê đánh trực diện với diệp vô phong bọn họ mới phát hiện diệp vô phong đối kháng tay không kinh khủng đến mức nào cả tay cả chân đều có thể thành vũ khí giết người ba người cùng tiến lên mà không chiếm được chút tiện nghi. Nagoa Kamiki giỏi võ nhất nhưng cùng lắm chỉ là cao thủ cấp địa nhẫn, sau hai lần giao thủ, ông ta mới phát hiện ra áp lực như núi, suýt nữa thì bị Diệp vô phong khóa cổ. May mắn có hai tên lính đánh thuê khác quấy rối anh, ông ta mới có thể rút lui về sau. Ngu ngốc, ông ta quát to một tiếng, rút một con dao găm từ bên thắt lưng ra đâm vài nhát. Bước chân huyền chuyển linh hoạt, đao pháp hung ác. Chỉ với một con dao trong tay mà sức chiến đấu tăng lên gấp bội. Mặt khác, hai tên lính đánh thuê khác thấy thế cũng muốn lấy dao găm từ thắt lưng họ ra. Đáng tiếc Diệp vô phong không để họ có cơ hội này. Một tay họ vừa đặt được đến hôm đã bị Diệp vô phong đá cho một cước. Đá trúng lồng ngực, bay ra xa 7-8 mét, miệng phun đầy máu. Một con dao được rút ra thì biến thành vũ khí của Diệp vô phong. Người phía sau tựa như sợi chỉ vàng quấn quanh cổ tay nhưng không hiểu sao dao găm trong tay anh ta lại lọt vào tay Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong thuận thế rạch một nhát lên ngực anh ta, máu thịt trắng bóc nhuộm một mảng đỏ chói, cũng không biết vết dao sâu tới độ nào. Ngu xuẩn, tôi liều mạng với cậu. Nogawa Kamiki rút dao găm tùy thân ra, nghênh đón chính diện với Diệp Vô Phong, cơ thể nhanh chóng di chuyển về phía bên phải của Diệp Vô Phong, bước trận mạnh mẽ cho thấy tố chất lính đánh thuê được huấn luyện nghiêm chỉnh của Nogawa Kamiki. Chiến đấu tay đôi kiểu này, cho dù đối phương có vũ khí cũng chẳng làm gì được Diệp vô phong. Diệp vô phong đá một cước vào cổ tay Nogawa Kamiki. Nogawa Kamiki lắc mình tránh né, không để Diệp vô phong đá chúng. Sau đó vung dao ngang ngược Diệp vô phong. Mặt khác, hai tên lính đánh thuê khác cũng bay vào hỗ trợ Nogawa Kamiki đối phó Diệp vô phong. Hai người đều là những tay thiện chiến, tuy rằng trong tay không có vũ khí nhưng họ rất tư phụ vào bản lĩnh của mình, cho rằng ba đánh một với Diệp vô phong không thành vấn đề. Ai ngờ bọn họ đã quá xem nhẹ đối thủ. Diệp vô phong đạp bên hông, trực tiếp đá bay một tên lính đánh thuê ra xa bảy tám thước, khiến anh ta té lăn trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Bạch nhạn phi thấy thế cũng gia nhập cuộc chiến, nâng hai tay lên thuận thế bẻ gãy cổ tên lính đánh thuê trước mặt mình. chương 124, cứu viện trên không. Masui Ichiro chỉ huy vài tên lính đánh thuê còn sót lại sông vào trong tòa nhà, nhưng hai anh em Tần Kỳ và Tần Hoàn liều chết canh giữ lầu một, mấy tên lính đánh thuê một phân cũng không vào được. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến những tiếng vang ầm ầm, Masui Ichiro ngẩng đầu lên thì thấy phía xa xa trên bầu trời xuất hiện một trực thăng vũ trang, trong vòng một phút nữa sẽ dừng trước mặt anh ta, xem ra lần ám sát này sắp thất bại rồi. Masui Ichiro đỏ cả mắt, mẹ nó, nhiều người như vậy, tao không tin không giết được bọn nó. Trong trận hỗn chiến bên cạnh bồn hoa, Diệp vô phong quát một tiếng lớn, đấm một đấm cực mạnh vào ngực Nogawa Kamiki, sau đó đá bay anh ta ra xa. Nogawa Kamiki hét lên thảm thiết, cơ thể ngã xuống trước mặt Masui Ichiro, gương mặt ông ta vặn vẹo, đầu lệch sang một bên. Nhìn thấy những chiến hữu của mình từng người từng người đều bị Diệp vô phong đánh hạ, Masui Ichiro nổi trận lôi đình, anh ta phóng vọt qua bồn hoa, vừa đúng lúc đối mặt chính diện với Diệp vô phong. Đồ ngu, Masui Ichiro hét lớn, nhảy đến tiện tay xách cây súng bắn tỉa gần đó, đánh vào ót Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nghiêng đầu sang một bên tránh một kích này của Masui Ichiro, tay trái Masui Ichiro rơi vào khẩu súng trường, định nhắm vào Diệp Vô Phong mà bắn, nhưng Diệp Vô Phong phản ứng cực nhanh, vốn định tránh nó thì anh đột nhiên nhớ ra sau lưng mình là Bạch Nhạn Phi. Trong nháy mắt, đầu óc Diệp Vô Phong trống rỗng, anh biết nếu mình tránh né, Bạch Nhạn Phi đứng phía sau 7 mét chắc chắn sẽ trở thành bia ngắm cho Masui Ichiro đây là kết quả không thể xảy ra được dưới tình huống cấp bách anh vội trượt về phía trước chân trái dơ lên đá vào họng súng của masui ichiro bùm một súng này bắn vào khoảng không bạch nhạn phi phía trước sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh nguy hiểm thật ngu xuẩn diệp vô phong mày chết chắc rồi masui ichiro đánh mất khẩu súng trường giơ súng lục trong tay trái lên nhắm diệp vô phong bắn diệp vô phong không nói câu nào anh ta nổ súng rồi Súng lục trong tay Diệp Vô Phong không phải là súng sao, lúc này còn không bắn thì chờ chết à. Hai người đồng thời nổ súng, đồng thời tránh né. Diệp Vô Phong nhẹ nhàng né tránh viên đạn của Masui Ichiro. Nhưng Masui Ichiro lại không thể tránh thoát hoàn toàn khỏi viên đạn của Diệp Vô Phong. Bả vai bị bắn trúng, thẹn quá hóa giận, anh ta nâng súng lên muốn tiếp tục bóp cò về phía Diệp Vô Phong lần nữa, đột nhiên một khẩu súng lục lặng lẽ chĩa vào cổ tay anh ta. Được Diệp Vô Phong cứu lần nữa. Trong lòng Bạch Nhạn Phi vô cùng cảm kích, mắt thấy Diệp Vô Phong cùng đối thủ đang kịch liệt rằng co, Bạch Nhạn Phi nhanh chóng nâng súng lên, rứt khoát bóp cò, một viên đạn bay chính xác vào giữa ngực Masui Ichiro, cả người Masui Ichiro run rẩy, anh ta dùng hết chút sức lực cuối cùng muốn trả thù Bạch Nhạn Phi một đòn, nhưng Diệp Vô Phong nhanh tay lẹ mắt bước lên phía trước, đấm một phát nặng nề vào ngực anh ta. Cú đấm này quá mạnh, nện thẳng vào lồng ngực Masui Ichiro, ầm cơ thể masui ichiro bị đánh bay xa cả hơn chục mét chết ngay lập tức thấy kẻ cầm đầu bị giết hai lính đánh thuê còn sót lại muốn quay đầu bỏ chạy bạch nhạn phi nhanh chóng đuổi theo tung một cú đấm dữ dội vào giữa lưng một tên lính đánh thuê người này bị đánh chết tại chỗ người còn lại quay sang nổ súng vào bạch nhạn phi bạch nhạn phi lắc mình né tránh diệp vô phong nâng súng bắn chết tên lính đánh thuê cuối cùng lúc này trên không trung vang lên ầm ầm trực thăng của đội đặc công đến rồi. Bạch tinh đồng lớn tiếng quát, người phía dưới nghe rõ, tất cả mau buông vũ khí. Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Diệp vô phong biết cảnh sát vũ trang trên trực thăng hiện tại không thể phân biệt địch ta, anh không dám lộn xộn, ném vũ khí dơ hai tay lên. Bạch nhạn phi cũng ném súng lục dơ hai tay lên, hét lên với bên trên, chúng ta là người nhà. Là đội trưởng Bạch sao? Bố tôi bị thương rồi, mau đưa ông ấy đến bệnh viện bạch tinh đồng ra lệnh cho trực thăng hạ độ cao cô ta nương theo sợi dây đáp xuống đất bạch nhạn phi bố cô thế nào rồi bạch nhạn phi rom rớm nước mắt em không biết tóm lại là ông ấy chảy rất nhiều máu lúc này lâm thư âm thấy cuộc chiến bên ngoài đã kết thúc liền kêu vệ sĩ đang cõng bạch vân phong trên lưng nhanh chóng chạy xuống bạch vân phong mất máu quá nhiều đã hoàn toàn hôn mê rồi diệp vô phong nói không bị bắn trúng chỗ hiểm nhưng mất máu quá nhiều Nhanh đưa ông ta vào bệnh viện cấp cứu đi. Mọi người mau chóng nâng Bạch Vân Phong lên phi cơ, Bạch Nhạn Phi cũng theo lên trực thăng, trực thăng bay thẳng tới bệnh viện nhân dân ở thành phố Tam Giang. Bạch Tinh Đồng nhìn Diệp Vô Phong nói, nhiều lực lượng vũ trang bất hợp pháp đã xuất hiện ở thành phố Tam Giang chúng ta, đây lại là thế lực nào? Diệp Vô Phong trả lời, tôi đã xem xét vũ khí và quân trang của bọn họ, không phải là lính đánh thuê ác ma của đảo Diêm Vương thật ra trông giống lính đánh thuê hắc điện của Đông Dương quỷ hơn. Vừa nãy tôi có giết một kẻ, luôn mồm mắng muốn báo thù cho anh hai Masui Chiro. Tôi đoán rằng người là do vợ của phó thị trưởng mã của thành phố Tam Giang dẫn đến. Mục đích chính là muốn cứu Masui Chiro ra, đương nhiên, bọn họ cũng muốn báo thù, muốn giết chết tôi với cô ấy. Bạch tinh đồng phun một ngụm lên xác chết trên mặt đất nói, hừ. Mấy tên tiểu quỷ mà còn đòi báo thù, diệp vô phong anh xử lý thật tuyệt. Nếu mấy con quỷ này đã muốn nhập cảnh phí pháp với ý đồ gây nên bạo lực vũ trang thì tới một kẻ giết một kẻ, một người cũng không tha. Sau khi xử lý mọi sự ở đảo Đông Ngư, trấn an người dân ở đảo Đông Ngư xong, Diệp Vô Phong, Bạch Tinh Đồng và Lâm Thư Âm mới quay lại thành phố Tam Giang. Lâm Thư Âm nói: "Vô Phong, ông Bạch Vân Phong bị trọng thương, tình huống không rõ ràng, chúng ta trước đến bệnh viện thăm ông ấy một chút nhé." Diệp Vô Phong gật đầu nói: "Anh cũng có ý này." đi thôi chúng ta đến bệnh viện ba người đi vào bệnh viện bạch nhạn phi và bạch văn đông đang lo lắng chờ đợi ở trước cửu phòng cấp cứu thấy diệp vô phong đến đợt đi bạch nhạn phi vội vàng đi đến vô phong anh quay lại rồi diệp vô phong gật đầu hỏi bố em thế nào rồi bạch nhạn phi đáp bác sĩ nói vết thương không quá nghiêm trọng nhưng mất máu quá nhiều trước mắt vẫn đang gấp rút cấp cứu đã hơn một tiếng đồng hồ rồi còn chưa tỉnh lại thật sự là gấp muốn chết rồi Diệp vô phong an ủi nói, đừng suốt ruột quá. Chỉ cần viên đạn không làm tổn thương nội tạng trọng yếu thì bố cô bản lĩnh thâm hậu, nhất định sẽ được cứu thôi. Lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ đi đến, thấy vậy mọi người vội vàng vây lại đây, bác sĩ nói, xin mọi người cứ yên tâm. Ngài Bạch đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi, một lúc nữa sẽ tỉnh lại thôi. Người nhà cũng nên chú ý một chút, không nên thăm bệnh quá lâu, cũng không nên kích động cảm xúc của ông ấy. Bạch Nhạn Phi vui vẻ nói, tôi hiểu rồi, bác sĩ. Trái tim treo lơ lửng của mọi người bây giờ mới rớt xuống, top 5 top 3 tụ tập ở hành lang thảo luận sự kiện bị tập kích lần này. Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng còn cẩn thận nghiên cứu xem liệu sẽ có đợt tấn công thứ hai, thứ ba hay không. Diệp Vô Phong nhíu chặt lông mày, nói, mấy người đã bỏ mạng này đến từ lính đánh thuê hắc điện ở phía Đông Thái Bình Dương. Tôi cảm thấy lần ám sát này của bọn họ mang mục đích gì đó, không chỉ đơn thuần là ám sát tôi. Có lẽ còn có mục đích khác, đội trưởng Bạch, cô nên thông báo cho trại tạm giam đi, tăng cường giám sát Chiro. Chương 125, khó lòng phòng bị. Khi cửa phòng y tế mở ra, một nữ bác sĩ mặc quần áo y tế, gọi một tiếng ở hành lang, ai là Lâm Thư Âm? Đến lấy sổ bệnh án đi này. Lâm Thư Âm nghe mình bị gọi, có chút khó hiểu, sổ bệnh án của cô? Nhưng cô vẫn trả lời, tôi là Lâm Thư Âm. Nữ bác sĩ nhìn cô một cái, ý bảo lâm thư âm cùng vào trong lâm thư âm cũng không nghĩ nhiều cất bước đi theo diệp vô phong cũng nghe được tiếng gọi sửng sốt một chút rồi đột nhiên kinh hãi la lớn thư âm đừng vào nhưng lời này đã muộn lâm thư âm đã đi đến trước mặt vị nữ bác sĩ nọ đối phương rỗi tay bắt lấy cổ tay lâm thư âm dùng sức kéo mạnh lâm thư âm bị đẩy vào trong phòng cánh cửa cũng bị đóng lại ngay lập tức diệp vô phong hét to không ổn người phụ nữ kia không phải bác sĩ Thư âm đang gặp nguy hiểm. Diệp Vô Phong tách khỏi đám người chạy vội đến. Bạch Tinh Đồng cũng đuổi theo sau, người ở hành lang không ít, tất cả đều là người của Bạch Vân Phong, mọi người lo lắng cho an nguy của ông cụ Bạch Vân Phong nên đều tập trung ở hành lang. Kết quả làm Diệp Vô Phong chế mất thời gian cứu người tốt nhất. Chờ đến khi Diệp Vô Phong tách được đám đông đuổi tới thì cửa phòng đã bị khóa từ bên trong mất rồi. Bạch Tinh Đồng la lớn, "Diệp Vô Phong, tình huống thế nào?" diệp vô phong không có thời gian giải thích trong nháy mắt vừa nãy anh đột nhiên phát hiện vị nữ bác sĩ này có chút kỳ lạ bởi vì tuy là bên ngoài cô ta mặc áo blau trắng nhưng mà trên chân lại mang một đôi giày chiến đấu của quân đội không cần hỏi cũng biết người phụ nữ này là lính đánh thuê cho dù diệp vô phong phản ứng lẹ cỡ nào đáng tiếc vẫn chậm một bước lâm thư âm đã bị kéo đi rồi diệp vô phong không kịp nghĩ ngợi nâng chân lên nhắm ngay cánh cửa dùng sức đạp ra dưới sức công phá mạnh mẽ của Diệp Vô Phong, cánh cửa bị đạp hỏng. Diệp Vô Phong nhanh chóng vọt vào phòng, ánh mắt tìm tòi khắp nơi trong căn phòng đồng thời chuẩn bị cứu người. Nhưng trong phòng không còn bóng dáng của Lâm Thư Âm nữa, chỉ có một vị nữ bác sĩ bị trói chặt tay chân, miệng bị bịt chặt, đang không ngưng la hét. Diệp Vô Phong nhìn lại thì thấy cửa sổ đang mở, anh vội vàng đuổi theo, một chiếc xe tải ở dưới lầu đã bắt đầu khởi động, khốn kiếp, quả nhiên còn có phương án dự phòng. Diệp vô phong không có thời gian lo lắng nhiều, tung người nhảy từ lầu ba xuống. Nhưng chiếc xe đã kịp khởi động với một tốc độ cực nhanh, lao về phía cổng bệnh viện như một con ngựa hoang. Bạch tinh đồng cũng nhảy xuống theo, Diệp vô phong, thư âm có sao không? Đúng lúc đó một chiếc xe Việt giã dừng lại, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp bước từ trên xe xuống, uống éo mông đang chuẩn bị khóa xe. Diệp vô phong chạy tới đất cô ta ra, thực xin lỗi. Chị gái, mượn xe của chị một lúc. Diệp Vô Phong ngồi vào ghế lái, chưa kịp để người phụ nữ kia hiểu ra chuyện gì đã giẫm chân ga, chiếc xe lao thẳng ra ngoài. "Xe của tôi, ăn cướp, mau dừng xe." Người phụ nữ kia đuổi theo anh, nhưng cô ta đang mang giày cao gót, sao có thể đuổi kịp Diệp Vô Phong chứ? Bạch Tinh Đồng không kịp leo lên xe Diệp Vô Phong, đành phải an ủi chị gái kia, "Tôi là đội trưởng đội hình sự Bạch Tinh Đồng, xe của cô không mất đâu." Sau đó, Bạch Tinh Đồng gọi điện ra lệnh để cho tất cả cảnh sát của thành phố Tam Giang lập tức hành động, nhanh chóng phong tỏa tất cả các đường giao thông. Hiện tại là giữa trưa, lượng xe cộ lưu thông trên đường rất lớn. Không phải thời điểm thuận lợi để truy đuổi. Sau khi chiếc xe tải bắt cóc lâm thư âm rồi rời khỏi bệnh viện đã chạy thẳng một đường về hướng nam. Còn chưa đầy hai dặm nữa, phía trước còn có một khúc cua. Đột nhiên, một chiếc xe tải tương tự chạy song song với chiếc đã bắt cóc lâm thư âm, điều khiến diệp vô phong ngạc nhiên chính là biển số xe của cả hai chiếc xe này đều được dán bằng giấy màu trong lòng diệp vô phong trùng xuống không xong rồi bọn khốn kiếp này đã có kế hoạch từ trước anh nhất thời không thể phân biệt được lâm thư âm đang ở trên chiếc xe nào phía trước là đèn đỏ hai chiếc xe không chút kiêng rẻ trực tiếp vượt qua sau đó trái phải tách ra chạy như bay diệp vô phong tức giận đập vào vô lăng mắng khốn kiếp thật xảo quyệt anh thoáng trần chờ một chút nhìn về phía hai chiếc xe, sau đó quyết định đuổi theo chiếc bên phải. Khoảng 5 phút đồng hồ sau, Diệp Vô Phong đã chặn được chiếc xe tải đó, anh nhảy xuống xe, nhanh chóng vọt đến trước xe tải, mạnh mẽ phá vỡ cửa xe sau đó nhìn người đàn ông trung niên dâu quai nón đang hoảng sợ hỏi, anh làm cái gì vậy? Diệp Vô Phong liếc nhìn băng ghế phía sau, bên trong rỗng tuếch mẹ kiếp. Thế mà đoán sai rồi, rất rõ ràng, Lâm Thư Âm đang ở trên chiếc xe còn lại. Diệp vô phong tức đến điên rồi, kéo cái tên dâu quai nón ra khỏi chỗ ngồi, tát cho hai phát đến mức miệng dâu quai nón chảy máu tươi, khốn kiếp, ai xúi gục mày. Anh, anh là ai, anh dựa vào cái gì mà đánh tôi? Dâu quai nón cảm thấy rất oan khuất. Sáng hôm nay có một người doanh nhân đã đưa cho anh một ngàn đồng để anh ta lái chiếc xe này đậu ở ngã tư đường, chỉ đợi một chiếc xe tải giống hệt chiếc này đến. Bạch Tinh Đồng cũng nhanh chóng đuổi đến, sau khi hỏi rõ tình huống, bạch tinh đồng để cho cấp dưới tạm thời bắt giữ tên dâu quai nón này diệp vô phong thư âm bị bắt đi rồi chúng ta làm gì bây giờ diệp vô phong bình tĩnh lại nói hiển nhiên là quá muộn để đuổi theo một chiếc xe khác rồi có lẽ bọn họ đã sớm rời thư âm sang chỗ khác chẳng qua tôi cảm thấy không cần lo lắng quá đối phương bắt cóc thư âm cũng tức là có mục đích khác bọn họ sẽ nhân cơ hội đặt điều kiện với chúng ta thư âm bị bắt cóc Diệp Vô Phong không hề giấu giếm lập tức nói tin tức này cho Tả Tiểu Thanh và Lâm Vĩnh Quân. Lúc ấy, Tả Tiểu Thanh sợ đến mất mật, con gái bảo bối của mẹ, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nhé. Lâm Vĩnh Quân xưa nay không có chủ kiến, nghe nói con gái bị bắt cóc, trong lòng bối rối, nhất thời không có cách nào đành nói lại chuyện này cho bà cụ. Bà cụ nghe nói cháu gái bị bắt cóc cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, người một nhà nhanh chóng tụ tập lại, bà cụ lo lắng hỏi, Diệp Vô Phong đâu? Tả Tiểu Thanh nói, cậu ấy sẽ tới ngay. Dù cả nhà đang vô cùng lo lắng thì Lâm Kiến Ba chỉ cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Cái gì cơ? Lâm Thư Âm bị bắt cóc, thật là tốt quá, tốt nhất là bọn bắt cóc giết con tin đi, sau đó vứt thi thể cô ta xuống biển. Lâm Thư Âm chết rồi, cuộc hôn nhân giữa Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm sẽ tự động giải trừ. Bọn họ lại chẳng có con, sẽ không thể xem như người nhà họ Lâm chúng ta nữa. Nói không chừng đến lúc đó bà cụ sẽ trọng dụng tôi lần nữa. Hơn 10 phút sau, Diệp Vô Phong cùng Bạch Tinh Đồng đi vào nhà cũ của nhà họ Lâm, Diệp Vô Phong mang vẻ xấu hổ, bà nội, bố, mẹ, đều do con không tốt, không thể bảo vệ tốt thư âm, để cô ấy bị bắt cóc mất rồi. Tả Tiểu Thanh khóc suốt mướt, Lâm Vĩnh Quân than vãn, bà cụ thở dài, Vô Phong, cũng không thể hoàn toàn trách cháu được, đều là nhân quả do chúng ta gieo trồng. Chuyện trả thù nên tới sẽ tới, nhưng tốt cùng là ai bắt cóc thư âm chứ? có thể nào là nhà họ mạc không? Diệp vô phong nói, lúc ở trên đường cháu có thử phân tích một chút, cho dù không phải nhà họ mạc thì cũng không thoát khỏi liên quan đến bọn họ. Chẳng qua mọi người đừng sốt ruột quá, nếu đối phương không trực tiếp ám sát thư âm thì tức là họ sẽ đưa ra yêu cầu. Chúng ta cứ bình tĩnh chờ điện thoại của bọn cướp đi. Audio điện tử võ tấn bền chương 126, điện thoại của bọn cướp. Đến 3 giờ 30 phút chiều, Điện thoại của bọn bắt cóc rốt cuộc cũng gọi đến, gọi cho Diệp Vô Phong, một giọng nữ khàn khàn vang lên, mày chính là Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong trả lời, là tôi. Đối phương nói, vợ mày đang ở trong tay tao. Diệp Vô Phong lạnh giọng, cô dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ diệt cửu tộc cô. Người đàn bà trả lời, hôm nay chồng tao vừa mới chết trong tay mày, vốn dĩ tao nên giết vợ mày để đền mạng cho chồng tao nhưng mà tao muốn làm một chuyện chỉ cần mày làm được, tao sẽ tha cho vợ mày một mạng. Diệp vô phong hỏi, chuyện gì? Người đàn bà nói, tao muốn mày cứu Masui Chiro ra khỏi ngục giam, sau đó dùng Masui Chiro đổi lấy vợ mày. Tao chỉ cho mày 3 tiếng đồng hồ, 3 tiếng sau, mày mang theo Masui Chiro đến đảo Đông Ngư đổi lấy vợ mày. Nếu đến lúc đó bọn tao không thấy Masui Chiro thì thật xin lỗi, mày cứ đợi nhặt xác cho vợ mày đi. Đối phương nói xong, không đợi Diệp Vô Phong đồng ý đã trực tiếp ngắt máy. Tất cả người của nhà họ Lâm đều nghe thấy, lập tức vỡ hòa, điều này là không thể. Sao cảnh sát có thể đồng ý giao Masui Chiro cho chúng ta chứ? Lâm Kiến ba âm thầm vui vẻ, xem ra Lâm Thư âm chết chắc rồi. Mấy vị cướp, các người cứ nắm chắc thời gian giết chết con tin đi. Bà cụ nhìn Diệp Vô Phong nói, Vô Phong, cháu tính làm thế nào? Diệp Vô Phong nói, bây giờ cháu phải đến trại tạm giam, mang masui chiro đi tìm họ trao đổi con tin bạch tinh đồng vội vàng la lên diệp vô phong anh bình tĩnh một chút đi tôi biết anh đang lo lắng cho an toàn của lâm thư âm nhưng mà anh có nghĩ đến masui chiro là trọng phạ không nếu không có sự đồng ý của cấp trên thì tôi cũng không có quyền thả hắn ta hơn nữa dù anh thật sự đem masui chiro giao cho bọn họ thì anh thấy bọn họ sẽ thả người sao vừa rồi người đàn bà kia nói chồng cô ta vừa mới chết trong tay anh cho dù anh thuyết phục được cục trưởng để anh mang con tin Masuichiro đi trao đổi thì cũng chỉ có một đường chết mà thôi. Diệp vô phong bình tĩnh trả lời, đội trưởng Bạch, tôi chỉ có thể làm như vậy thì thư âm mới có cơ hội sống sót. Nếu tôi không đi, thư âm chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thả Masuichiro đi làm con tin, tôi biết điều này vượt quá thẩm quyền của cô. Tôi chỉ hy vọng cô sẽ không ngăn cản tôi, tôi sẽ tự mình đi thú tội. Bạch tinh đồng túm Diệp vô phong lại, Diệp Vô Phong, anh không thể sằng bậy như vậy được. Nếu anh xông vào trại tạm giam, anh sẽ bị cai ngục đánh gục. Đội trưởng Bạch, tôi không có thời gian. Diệp Vô Phong nói xong nhấc chân bước đi. Không ai dám ngăn cản nữa. Tất cả cặp mắt đều trông mong nhìn theo bóng dáng Diệp vô phong lên xe, đạp ga rời đi. Bạch tinh đồng tức đến dậm chân, cũng nhanh chóng đuổi theo. Lâm kiến bà chờ Diệp vô phong đi rồi mới đến nói với bà cụ, bà nội, chuyện hôm nay bà đã thấy rõ rồi cháu đã từng nói để cho Diệp vô phong dính líu đến nhà họ Lâm sớm muộn gì cũng liên lụy chúng ta. Anh ta quá ngang ngược, coi trời bằng vung, đối nghịch với nhà họ Mạc chưa nói, bây giờ còn muốn công khai đối nghịch với chính phủ. Bà nội, bà không thể tiếp tục che chở cho Thư Âm và Diệp Phong như vậy được, nên nhanh chóng phân rõ giới hạn với bọn họ. Tránh cho về sau lúc bị cảnh sát xét xử lại gắn cho chúng ta cái tội danh phản quốc. Bà cụ thở phào nhẹ nhõm nói, không đến mức nghiêm trọng như vậy. Lại nói, diệp vô phong là người có chừng mực sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng đâu bà nghĩ chắc nó đi tìm cục trưởng thạch để thương lượng có thể đem masui chiro ra để đổi thư âm quay về là tốt nhất lâm kiến ba cười lạnh bà nội bà đừng nghĩ đến kết cục như vậy những người kia đều là quỷ hút máu lần này chỉ sợ lâm thư âm có đi mà không có về rồi lâm kiến ba vừa dứt lời liền ăn phải một cái tát từ tả tiểu thanh lâm kiến ba tên xúc sinh này không được nguyền rủa con gái tôi Lâm kiến ba cắn răng buông ra những lời độc ác, bác gái, bác đừng có khinh người quá đáng. Cháu chỉ đang thảo luận chuyện này, họa là do các người tự đâm đầu vào, trừng phạt đúng tội. Bà cụ vỗ bàn một cái, đừng ồn ào nữa. Lâm kiến ba cháu cũng ngậm cái miệng quả đen lại đi. Nếu lần này thư âm thật sự xảy ra chuyện thì đều do cái mồm thối của cháu. Nếu con bé không về, cháu cũng đừng mơ được ngồi lại cái ghế tổng giám đốc đó lần nữa. Hơn nữa, bà sẽ trục xuất cháu khỏi nhà họ Lâm. Lâm kiến bà bị bà cụ răn dậy, không dám lên tiếng nữa, chỉ âm thầm nghiến răng, hừ. Lão bà kia, bà cứ che chở Lâm thư âm như vậy đi, chúng ta cứ chờ xem kết cục cuối cùng thế nào. Tôi không tin lần này Lâm thư âm có thể còn sống trở về. Trung tâm trại tạm giam đang rối loạn nội bộ. Diệp vô phong đi vào trại tạm giam, lấy danh nghĩa thăm hỏi Masui Chiro, đánh hôn mê bốn gã trông coi Masui Chiro sau đó mạnh mẽ bắt Masuichiro làm con tin. Masuichiro đã từng bị bắn hai phát vào chân, miệng vết thương đã trải qua quá trình xử lý, trước mắt chưa thể đi lại được. Diệp vô phong trực tiếp nắm lấy hắn ta. Các đồng chí cảnh sát, tôi trịnh trọng tuyên bố, tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Nhưng có một băng nhóm bắt cóc đang bắt cóc vợ tôi, phải dùng Masuichiro làm con tin trao đổi, nên tôi dẫn hắn ta đi. Tôi cam đoan với mọi người tôi sẽ bắt Masuichiro trở lại mười mấy tên cai ngục cầm vũ khí hạng nặng và nhẹ nhắm thẳng vào Diệp Vô Phong, sở trưởng trại tạm giam nói, Diệp Vô Phong, bắt được quỷ, tiêu diệt được chùm buôn bán thuốc phiện. Cậu giúp cảnh sát chúng tôi làm không ít chuyện tốt, nhưng mà ra có gia pháp, quốc có quốc quy, chúng tôi không thể để cậu mang người đi được, nếu muốn dẫn đi phải có xác lệnh cục trưởng tự mình ký tên. Diệp Vô Phong nhìn đồng hồ, thời gian quá eo hẹp, anh Kiên nhẫn nói, đồng chí sở trưởng, tôi không có thời gian, tôi xin mọi người để cho tôi đi đi sở trưởng trầm ngâm lắc đầu thực xin lỗi tôi không thể thả cậu đi nhìn thấy diệp vô phong sắp liều mạng lao đi sở trưởng vung tay lên mấy chục khẩu súng nhắm thẳng vào diệp vô phong chỉ cần diệp vô phong dám bước lên phía trước một bước nữa bọn họ sẽ nổ súng masui chiro nhe răng cười thật buồn cười diệp vô phong bây giờ tôi xem cậu đánh thế nào đến bây giờ vẫn vậy chẳng có cách nào cứu được vợ mình chị dâu của tôi bắt vợ anh đi rồi, có bản lĩnh thì đi cứu người đi. Lông mày Diệp Vô Phong hơi nhíu, anh dứt khoát quyết định, ai chắn anh sẽ chết. Nếu Diệp Vô Phong cưỡng chế xông qua thì thật sự là cai ngục không thể ngăn được anh, chẳng qua, Diệp Vô Phong còn phải mang theo một Masui Chiro không thể đi được, nếu muốn phá tan vòng vây vô cùng khó khăn. Làm không tốt sẽ bị đạn bắn trúng. Tuy Diệp Vô Phong là cao thủ cấp thần, thể chất của anh có thể cản lại một số súng lục có uy lực bé, súng tự động hoặc súng trường bắn tỉa thì anh không thể nắm chắc khi mà phải đem một masui chiro hoàn hảo không thương tích thoát ra ngoài khoan đã đừng nổ súng bạch tinh đồng hét lớn cục trưởng thạch đến đây nhóm cai ngục nhìn thất cục trưởng thạch và bạch tinh đồng thì nhanh chóng chừa ra một đường đi cục trưởng thạch và bạch tinh đồng đi đến trước mặt diệp vô phong cục trưởng thạch nói diệp vô phong bạch tinh đồng đã nói tình huống của cậu cho tôi nghe rồi Đồng chí Lâm Thư Âm hiện đang ở trong tay bọn bắt cóc. Tôi có thể hiểu tâm tình của cậu, niệm tình cậu nhiều lần giúp đỡ cảnh sát phá án lớn, chuyện hôm nay tôi có thể không truy cứu. Hơn nữa tôi sẽ giúp cậu lên một kế hoạch khác để giúp đỡ cậu cứu vợ mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải từ bỏ hành động không hợp quy định này. Diệp Vô Phong cười khổ, lắc đầu, "Cục trưởng Thạch, cảm ơn ý tốt của ngài. Nhưng tôi không thể, vợ của tôi còn đang chờ tôi đến cứu cô ấy." hôm nay tôi chắc chắn phải dẫn Masui Chiro theo. Tôi cam đoan tôi sẽ mang Masui Chiro quay trở lại. Làm ơn hãy tin tôi, chương 127, không còn lựa chọn nào khác. Vẻ mặt cục trưởng thạch nghiêm túc, sau một hồi cân nhắc, ông ta lắc đầu nói, Diệp vô phong, tôi không thể đồng ý yêu cầu của cậu. Hy vọng cậu lập tức từ bỏ hành động đó của mình đi, nếu không cảnh sát sẽ coi cậu như tình nghi phạm tội cướp ngục. Bạch Tinh Đồng cũng nói, Diệp vô phong, anh không được làm theo cảm tính mau dừng tay lại chúng ta có thể nghĩ cách khác đôi mắt diệp vô phong kiên định một tay nắm lấy masui chiro tay kia sờ vào hông anh vẫn mang theo khẩu súng lục mà bạch nhạn phi đã đưa cho anh trong trận chiến trên đảo đông ngư nếu những cảnh sát này thực sự không nhường đường diệp vô phong sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết hết bọn họ bằng mọi giá đem masui chiro đến đổi lấy lâm thư âm và không bao giờ quay trở lại trung hoa tóm lại anh không thể nhìn lâm thư âm chết anh không còn lựa chọn nào khác. Bạch Tinh Đồng hiểu suy nghĩ của Diệp Vô Phong, cô ta không muốn thấy cảnh Diệp Vô Phong và cảnh sát Trung Hoa sống mái với nhau một trận, cho dù người chết là ai thì cái kết cũng không thể chấp nhận được. Vẻ mặt của cục trưởng Thạch cũng trở nên căng thẳng, một tay của ông ta dơ lên cao, chỉ cần ông ta hạ cái tay này xuống, những quản ngục kia sẽ đồng loạt bắn về phía Diệp Vô Phong. Bầu không khí căng thẳng chưa từng có, một thảm kịch đổ máu sắp xảy ra. Đột nhiên, Bạch Tinh Đồng rút khẩu súng lục của mình ra, trực tiếp kề họng súng vào đầu cục trưởng Thạch. Tôi xin lỗi, cục trưởng Thạch, bây giờ tôi yêu cầu ông ngay lập tức thả Diệp Vô Phong ra và để anh ấy mang Masui Chiro đi đổi lấy lâm thư âm. Cục trưởng Thạch bị hoảng hốt, ông ta gầm lên với Bạch Tinh Đồng, đội trưởng Bạch, cô điên rồi. Vẻ mặt của Bạch Tinh Đồng cực kỳ nghiêm túc, cục trưởng Thạch, tôi không có điên. Nếu ông không ra lệnh, tôi sẽ nổ súng. Thấy cục trưởng Thạch vẫn còn đang cân nhắc. Bạch Tinh Đồng nói, tôi sẽ ở lại làm con tin. Nếu Diệp Vô Phong không về, hoặc anh ấy không thể đem Masui Chiro quay lại, tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Dù có phải ngồi tù dục xương đi nữa, Cục trưởng Thạch, tôi cũng phải đánh cược lần này. Cục trưởng Thạch hỏi, sao cô lại tin tưởng cậu ta đến vậy? Bạch Tinh Đồng nhìn Diệp Vô Phong, bốn mắt nhìn nhau, lập tức tỏa ra tình nghĩa giạt rào. Diệp Vô Phong gật đầu với Bạch Tinh Đồng, đội trưởng Bạch, tôi nói được thì làm được, tôi nhất định mang được Masuichiro đến đó. Nếu tôi không về được thì nhất định tôi đã chết. Cụ trưởng thạch cuối cùng cũng thỏa hiệp, vẫy tay nói, để Diệp vô phong đi. Bạch tinh đồng nhìn Diệp vô phong rời đi, đôi mắt cô ta ươn ướt, cô hét lên, Diệp vô phong, anh nhất định phải sống. Diệp vô phong không quay đầu lại, đem Masuichiro đi khuất tầm mắt, sau khi lên xe, anh nhanh chóng khỏi động máy, chạy thẳng đến đảo Đông Ngư. Trên đường đi, Diệp vô phong bấm số điện thoại của ả bắt cóc, nhưng đầu dây bên kia không nghe máy, xem ra ả thổ phỉ này còn có chút tính khí. Diệp vô phong cúp điện thoại, trực tiếp lái xe chạy đến bãi biển. Sau khoảng 20 phút, đến 6 giờ rưỡi, điện thoại di động của Diệp vô phong đổ chuông. Vẫn là ả bắt cóc, khan giọng hỏi, Diệp vô phong, đã cứu được Masui Chiro chưa? Diệp vô phong đưa điện thoại cho Masui Chiro, Masui Chiro vui vẻ nói, chị dâu, mau đến cứu em à bắt cóc nói Diệp vô phong mày thật sự làm được ư cảnh sát không có đuổi theo mày đó chứ Diệp vô phong nói hoàn toàn không có khi lái xe tôi đã để ý đến phía sau đảm bảo không có ai đuổi theo vợ tôi đâu tôi muốn nói chuyện với cô ấy ngay sau đó giọng nói của Lâm Thư Âm từ điện thoại truyền đến vô phong anh đừng đến cứu em bọn họ sẽ giết anh mất Diệp vô phong chưa kịp nói chuyện với Lâm Thư Âm thì giọng nói của Lâm Thư Âm đã biến mất. Ả à bắt cóc lạnh lùng nói: Diệp vô phong, mày đừng có dở trò. Năm phút sau, sẽ có một chiếc cano đến đón mày. Mày đưa Masuichiro lên cano trước, sau đó tao sẽ nói cụ thể cách trao đổi con tin. Diệp vô phong lúc này chỉ có thể làm theo sự sắp xếp của Ả à ta được. Tôi sẽ tuân theo sự sắp xếp của cô, nhưng tôi cũng cảnh cáo cô không được động vào vợ tôi, nếu không thì cô cứ chờ nhặt xác Masuichiro đi. Năm phút sau một chiếc xu thuyền màu xám bạc lặng lẽ lái tới hai người trên thuyền dùng ống nhòm quan sát chỗ của diệp vô phong một lúc sau đó cho thuyền cập bờ mày là diệp vô phong nếu muốn cứu vợ mày thì mau lên thuyền đi diệp vô phong sách masui chiro lên thuyền lập tức chiếc thuyền như một mũi tên bay khỏi cung nhanh chóng lái về phía biển khơi diệp vô phong phân tích phương hướng một chút du thuyền không đi về phía đảo đông ngư bọn chúng tính đi đâu thư âm đang ở đâu Du thuyền lái được khoảng một giờ, mà đêm cũng dần buông xuống. Xung quanh là biển cả minh mông, không thấy bóng dáng của một chiếc thuyền nào, huống chi là Lâm Thư Âm. Diệp Vô Phong không nén được tức giận, hỏi Lâm Thư Âm đang ở đâu. Tên lái thuyền nói: mày cứ kiên nhẫn chờ đi, đợi lát nữa sẽ gặp thôi. Diệp Vô Phong nghĩ thầm trong lòng: à bắt cóc này quả thực quá xảo quyệt. Lúc ở trong bệnh viện, lại có thể thừa dịp mình không để ý mà dám bắt cóc Thư Âm ngay tại địa bàn của mình địa điểm trao đổi con tin lại chọn ở đại dương minh mông cảnh sát cho dù có dùng công nghệ theo dõi gì đi nữa e rằng bây giờ đã mất dấu rồi diệp vô phong không hỏi nữa mặc cho chiếc này thuyền này tiếp tục lái về phía biển rộng minh mông khoảng một giờ sau phía trước xuất hiện một tàu chở hàng nặng mấy chục nghìn tấn chiếc du thuyền dừng lại bên trái tàu chở hàng ngay sau đó một chiếc thang được thả xuống từ trên tàu chở hàng diệp vô phong đến chạm rồi mày lên trước đi giao anh masui cho bọn tao diệp vô phong hừ một tiếng nói chưa được thấy vợ tôi thì tôi sẽ không giao người cho các người tay diệp vô phong sách masui chiro theo thang máy leo lên tàu chở hàng lên mạn tàu lập tức có hơn 20 tên cao to trang bị súng dài súng ngắn bao vây anh diệp vô phong không chút sợ hãi hỏi ai cầm đầu bọn mày một người phụ nữ mặc đồng phục lính đánh thuê màu đen đứng lên và nói tao cầm đầu ở đây mày có thể gọi tao là tử cung sơ tuyết. Diệp vô phong sửng sốt một chút, sau đó cười nói, mấy người đến từ quốc đảo các người đặt tên cũng đặc biệt thật đấy, còn có cả tử cung ra máu, nữa à. Được rồi, chị ra máu, người cô muốn tôi đã đem tới rồi đây, vợ tôi đâu. Tử cung sơ tuyết nhìn Masui Chiro, lạnh giọng nói, mày thả người trước đi. Diệp vô phong lắc đầu, không, không thấy vợ tôi, tôi sẽ không giao người ra. Tử cung sơ tuyết nói, Diệp vô phong, gan mày lớn thật đấy. Tao đã không tin mày có thể đến đây, nếu mày đã có gan như vậy, tao sẽ đáp ứng cho mày. Tụi mày đâu, đem con đàn bà kia lại đây. Ngay sau đó, Lâm Thư Âm được hai tên lính đánh thuê hắc điện lôi ra khỏi khoang thuyền, từ khi đặt chân lên con tàu này Lâm Thư Âm đã biết được lần này lành ít dữ nhiều. Mấy tên bắt cóc kia cực kỳ hung hãn, cơ hội sống sót của cô là rất mong manh. Mặc dù, những kẻ bắt cóc đã yêu cầu Diệp Vô Phong trao đổi con tin, Lâm Thư âm đoán rằng Diệp Vô Phong hẳn là không làm được. Trao đổi con tin một mình giữa biển cả minh mông cũng tương tự như việc đâm đầu vào ngõ cụt. Hơn nữa, cảnh sát sẽ không đồng ý để Diệp Vô Phong mang Masui Chiro đi. Cô không ngờ rằng Diệp Vô Phong thực sự xuất hiện trên tàu với Masui Chiro. Trong chốc lát, Lâm Thư âm khóc thút thít, Vô Phong. Anh thật sự đến rồi. Trường 128, Lâm Thư âm bị thương. Mặc dù vẻ mặt của Lâm Thư Âm kinh hãi, nhưng thân thể bình an vô sự, Diệp Vô Phong thoảng yên tâm. Anh quay người lại và nói với Tử Cung Sơ Tuyết, "Mọi người, tôi đã mang theo người mà các người muốn đến. Mong cô giữ lời trả vợ lại cho tôi." Tử Cung Sơ Tuyết khẽ gật đầu vẫy tay, thả người. Lâm Thư Âm được cởi trói, cô chạy nhanh tới lao vào vòng tay của Diệp Vô Phong, đối với cô, vòng tay của người đàn ông này là bến đỗ an toàn nhất trên đời cho dù hôm nay hắn có chết trong vòng tay này, cũng không có gì tiếc nuối. Diệp vô phong dùng một tay đẩy Masui Chiro lên, anh an ủi lâm thư âm, nói, thư âm, đừng sợ, anh đây rồi. Tử cung sơ tuyết cho người sốc Masui Chiro lên, sắc mặt nhìn Diệp vô phong trở nên u ám, đột nhiên ả ta lạnh lùng nói, thật là một đôi si tình, nhưng đáng tiếc quá. Diệp vô phong nói, thủ lĩnh, con tin đã trao đổi xong rồi cô hãy cho người đổ đầy dầu chiếc du thuyền kia để chúng tôi lái về. Khi đến đây chiếc thuyền kia đã đi hơn 3 giờ, bình dầu đã cạn kiệt. Muốn rời biển khơi mịt mù thì phải có phương tiện đi lại, con tàu chở hàng này nhất định không lái về. Hy vọng duy nhất là chiếc thuyền kia. Bất quá, tử cung sơ tuyết cười lạnh một tiếng, Diệp vô phong, mày bị mất não à? Hay là từ khi sinh ra đã ngu rồi, mày thật sự cho rằng tao sẽ thả mày đi sao? Tử cung sơ tuyết vẫy tay, hàng chục tên lính đánh thuê hắc điển chĩa súng vào diệp vô phong tử cung sơ tuyết cười ác độc khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo trở nên quỷ dị diệp vô phong tao muốn báo thù cho người chồng đã chết của tao hôm nay vợ chồng mày nhất định phải chết bắn trong khoảnh khắc tử cung sơ tuyết hạ lệnh nổ súng thân hình diệp vô phong lắc lư một cái nhanh như tia chớp rất nhiều tên lính đánh thuê không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra chỉ nhìn thấy một thân ảnh lao về phía mạn tàu quá nhanh ngay khi tử cung sơ tuyết hạ lệnh nổ súng, Diệp Vô Phong đã thực hiện hai cú nhảy hình chữ S dị thường, nhanh chóng chỉ còn cách mạn thuyền khoảng 5 mét. Diệp Vô Phong ôm lấy Lâm Thư Âm nhảy lên một cái. Cùng lúc đó, tiếng súng phía sau nổ ra, vô số đạn bay ra, trên mạn thuyền sau hai lưng người, đạn bắn tóe lửa. Tử cung sơ tuyết nhìn thấy Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm nhảy xuống thuyền, tức giận rậm chân, nhanh chóng đuổi theo, nhìn những đợt sóng dưới thuyền, tức giận nói, giết bọn chúng cho tao bọn lính đánh thuê đều tiến đến, nhắm vào mặt nước mà bắn. Nhưng với khả năng bơi lội tuyệt vời của mình, Diệp Vô Phong đã ôm Lâm Thư Âm bơi xa hơn 10 mét. Nếu nhanh chóng bơi đi, có lẽ đã bị bắn cho tan xác. Anh kéo theo Lâm Thư Âm liều mạng bơi đi. Tàu hàng vẫn tiến về phía trước, đối với loại tàu hàng hơn 10.000 tấn này, muốn lập tức dừng lại là điều không thể nào. Tử cung sơ tuyết cúi đầu nhìn xuống, đạn bắn tué nước, không biết có chúng không hai người bọn mày muốn nhảy xuống biển cho cá mập ăn sao tao không cho phép điều đó diệp vô phong tao muốn bắt mày về để cho binh lính của tao đầy đọa vợ mày rồi giết hả ta ngày trước mắt mày tao muốn thấy mày chết dần chết mòn trong đau khổ chúng mày đâu ngay lập tức điều động trực thăng từ căn cứ đến đây cho tao sống phải thấy người chết phải thấy xác lúc vừa mới nhảy xuống những viên đạn do đối phương loạn xạ bắn ra giường như đã bắn chúng lâm thư âm bởi vì Diệp Vô Phong nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng sặc nước của cô. Tuy nhiên, tình hình lúc đó rất nguy cấp anh không có thời gian để kiểm tra vết thương của vợ. Đêm nay, ánh trăng mờ ảo, trên biển vẫn còn sương mù, loại thời tiết này đã giúp Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm chạy thoát thân. Diệp Vô Phong kép Lâm Thư Âm đến một nơi cách hơn 500 m mới dừng lại. Thư Âm, em bị thương ở đâu? Vừa rồi Lâm Thư Âm quả thực đã trừng đạn, viên đạn đã găm vào mông cô. May mắn thay, Lúc ấy cô đang ở dưới nước, khi viên đạn bắn chúng đã được lực đẩy của nước làm tiêu hao bất lực sát thương. Tuy nhiên, mông của cô luôn đau rát, cô nói, vô phong, em bị một phát đạn vào mông, tuy không phải vết thương chí mạng nhưng sẽ không ngừng chảy máu, em sợ sẽ không thể cầm cự được. Diệp vô phong vô cùng đau lòng nói, thư âm, anh xin lỗi. Anh đã không bảo vệ em chu đáo, bây giờ, anh không thể xử lý vết thương cho em. Trước mắt chúng ta có một hòn đảo nếu chúng ta muốn sống sót, thì nhất định phải bơi được đến đó. Chờ lên đảo rồi, anh sẽ lập tức băng bó vết thương cho em, sẽ không sao đâu. Lâm Thư âm gật đầu, không nói gì, cô theo Diệp vô phong. Hai người gắng sức bơi về phía trước, sau khi bơi được hai ba hải lý, bởi vì mất máu quá nhiều, Lâm Thư âm dần dần mất đi sức lực, nhìn thấy động tác của cô chậm lại, Diệp vô phong liền nhắc nhở Thư âm, sắp đến rồi, em dáng thêm chút nữa. Mặc dù Diệp Vô Phong đã đỡ Lâm Thư Âm bơi, nhưng Lâm Thư Âm bị thương, cho dù có không bị thương, thể lực của cô cũng không kiên trì nổi. Cô vẫn luôn nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, tầm mắt Lâm Thư Âm trở nên mờ mịt, cô nhìn ra xa nhưng lại không thấy hòn đảo nào, Vô Phong, đảo ở đâu vậy, sao em không thấy gì hết. Diệp Vô Phong không muốn làm cô thất vọng, anh chỉ về phía trước và nói, Thư Âm, hòn đảo đó ở kia kia. Em gắng sức một chút chúng ta sẽ nhanh chóng đến đó thôi. Lâm Thư âm gật đầu, vô phong, có anh ở đây, em nhất định sẽ cố chịu đựng, cô theo Diệp vô phong tiếp tục bơi về phía trước, trong tình trạng bị thương việc cố gắng trụ vững như vậy thật không dễ dàng. Diệp vô phong yêu thương hôn lên chán nàng nói, Thư âm, em phải chịu khổ rồi, em dáng một chút nữa, chúng ta sẽ đến bờ ngay thôi. Lâm Thư âm buồn bã cười một tiếng, vô phong, em không biết mình có thể bơi đến hòn đảo đó được không? Em sợ mình không đủ sức, Lâm Thư âm nhìn xung quanh, chỉ thấy xung quanh là một vùng biển rộng lớn, căn bản là không có một hòn đảo nào cả, cô lo lắng nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong an ủi cô nói, "Thư Âm, anh không có nói dối em. Lúc ngồi thuyền đến đây, anh nhớ gần đây có không ít hòn đảo, chúng ở quanh đâu đây thôi." Diệp Vô Phong vừa cổ vũ cô vừa ôm cô bơi về phía trước, sau khi bơi hơn nửa tiếng, Diệp Vô Phong cũng đã kiệt sức, nhưng với sự kiên trì bền bỉ của mình, anh vẫn tiếp tục bơi diệp vô phong liên tục nhắc nhở bản thân rằng anh phải chịu đựng và đưa lâm thư âm ra khỏi đây một khi bơi lên đảo anh nhất định sẽ có thể cứu lâm thư âm bằng kỹ năng sinh tồn trong tự nhiên của mình bơi thêm vài trăm mét lâm thư âm thực sự không bơi được nữa diệp vô phong vẫn kéo cô về phía trước cô liên tục hỏi vô phong chúng ta còn cách hòn đảo đó bao xa diệp vô phong nói không xa đâu anh đã nhìn thấy đảo đó rồi em chịu đựng một chút đừng có ngủ gật đấy Lâm Thư Âm vui mừng cười, "Vô Phong, em thật sự rất mệt, em rất buồn ngủ, nhưng em sợ lỡ mà ngủ thì sẽ chết mất. Cứ kéo theo một người chết sẽ làm anh tốn sức hơn thôi." Diệp Vô Phong khó chịu nói, "Thư Âm, đừng nói những lời xui xẻo như vậy, em sẽ không sao đâu." Thời tiết cuối tháng 9, nhiệt độ nước ban đêm rất thấp, Diệp Vô Phong ngâm mình trong nước lâu như vậy cũng cảm thấy lạnh, còn kéo theo một người bơi lội, khiến anh tiêu hao rất nhiều thể lực. Nhưng Diệp Vô Phong biết rằng anh phải cố gắng trụ vững, coi như đây một bài kiểm tra sức chịu đựng. Chương 129, sống chết không xa rời. Hai người đều đã mệt mỏi, Diệp Vô Phong tạm dừng lại, anh ôm chặt Lâm Thư Âm vào trong ngực, "Thư Âm, em có lạnh không? Anh ôm em, chúng ta nghỉ ngơi một chút." Lâm Thư Âm nằm nửa người trong lòng Diệp Vô Phong, nhìn bầu trời đầy sao, cô yếu ớt nói, "Vô Phong, vòng ôm của anh ấm áp biết bao, em thật sự rất mong" Chúng ta có thể vĩnh mãi mãi như bây giờ, thật là tốt biết mấy." Diệp Vô Phong an ủi nói, "Thư Âm, chỉ cần cả em và anh đều không từ bỏ, chúng ta nhất định có thể bơi ra khỏi vùng biển này. Anh sẽ không để em chết, em hãy tin anh, anh nhất định có thể làm được." "Vô Phong, em tin anh." Giọng của Lâm Thư Âm càng ngày càng yếu dần, rất dễ nhận thấy là ý thức của cô đã dần trở nên mơ hồ. Thấy Lâm Thư Âm muốn hôn mê, Diệp Vô Phong liều mạng anh dùng hết tất cả năng lượng trong cơ thể để tiếp tục bơi, Thư Âm, chỉ còn mấy trăm mét nữa là chúng ta sẽ đến bờ rồi. Lâm Thư Âm cố gắng mở mắt, nhìn về phía xa, bây giờ ý thức của cô rất mơ hồ, không thể nhìn rõ bất cứ cái gì nữa, chẳng qua cô tin lời Diệp Vô Phong nói, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên và mừng rỡ, Vô Phong, chúng ta được cứu rồi. Tuy rằng giọng nói của Lâm Thư Âm vô cùng yếu ớt, nhưng được bản năng muốn sống và lời Diệp Vô Phong cổ vũ, cuối cùng cũng khiến cô kiên trì được một lúc. Diệp vô phong ôm lấy lâm thư âm, đi lên bờ cát của đảo nhỏ, thư âm, chúng ta sống rồi. Anh cảm thấy xương cốt cả người như muốn tan rã, ngã trên bờ biển. Hơi thở của lâm thư âm rất mong manh, vô phong, cảm ơn anh, là anh đã giúp em sống lại lần nữa. Nhưng em thấy hơi lạnh. Diệp vô phong nói, thư âm, anh chữa thương cho em. Diệp vô phong nhắm mắt lại nghỉ ngơi 2 đến 3 phút, sau đó ngồi xuống, thể lực của anh qua mấy phút điều chỉnh vừa rồi đã khôi phục gần một nửa, qua ánh trăng lờ mờ chiếu rọi, Diệp Vô Phong có thể nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Lâm Thư Âm, tóc của cô vẫn không ngừng nhỏ nước, nhưng sắc mặt so với lúc trước đã tốt hơn một chút. Bởi vì mất quá nhiều máu nên đôi môi tái đen run rẩy, phải băng bó miệng vết thương cho cô trước đã. Qua ánh sáng mờ mờ, Diệp Vô Phong nhìn hòn đảo này, diện tích không tính là nhỏ, có thể rộng 4 đến 5 km vuông. Trên đảo còn có một quả núi nhỏ, trên núi cây cối xanh tốt, cũng không biết có người ở đó hay không. Diệp vô phong ôm lấy lâm thư âm, lên núi tìm một sơn động sạch sẽ có thể cản được gió. Đặt lâm thư âm nằm thẳng xuống đất, Diệp vô phong cởi quần áo ướt xuống của cô ra, lúc cởi quần, cô nhíu mày rên nhẹ một tiếng, có vẻ đau đớn, Diệp vô phong nói, thư âm, em chịu đau một chút. Diệp vô phong cởi quần của cô ra, nhìn miệng vết thương trên chân cô. Bờ mông trắng noán hơi lộ ra, bắp đùi trên đôi chân thon dài trắng như bạch ngọc đã tím tái, rõ ràng là bởi vì bị lạnh quá lâu ở bên trái của mông trên quần lót của cô có vết máu có thể nhận ra đó là chỗ lâm thư âm bị thương lâm thư âm cắn răng nói vô phong anh cởi giúp em viên đạn ở phần mông diệp vô phong cởi quần lót của cô ra da thịt trắng nõn của lâm thư âm lộ hết ra ngoài diệp vô phong theo ánh trăng cẩn thận kiểm tra miệng vết thương nói thật sự là may mắn viên đạn này cũng không vào quá sâu anh tin là sẽ không khiến em chịu thương tổn hay di chứng về sau nhưng với điều kiện là phải lấy được viên đạn ra. Lâm Thư Âm cố gắng cười, hỏi: "Vô Phong, anh biết làm phẫu thuật không?" Diệp Vô Phong nói: "Biết một chút." Lâm Thư Âm lo lắng nói: "Nhưng không có thuốc tê, cũng không có dao phẫu thuật, em sợ đau." Diệp Vô Phong rút từ thắt lưng ra một cái dao gam, "Dao cũng có thể làm phẫu thuật. Thuốc tê anh không thể tìm được cho em, Thư Âm, em phải chịu đựng. Nếu không lấy đạn ra, sẽ ảnh hưởng đến chân và cả cơ thể của em, em có thể sẽ trở thành người tàn tật." Lâm Thư Âm gật đầu, "Vô Phong, không có thuốc tê thì thôi vậy, em sẽ cố chịu đựng." Diệp Vô Phong nói, "Em rất dũng cảm, Thư Âm." "Được rồi, em cắn chặt răng, kiên trì một chút." Diệp Vô Phong tìm mấy nhánh cây, đốt một đống lửa nhỏ, như thế không khí xung quanh có thể ấm lên một chút, sau đó Diệp Vô Phong hơ qua dao trên lửa, coi như tiêu độc, sau đó bắt đầu động dao trên phần mông của Lâm Thư Âm. Lâm Thư Âm nắm chặt tay, lúc nhìn thấy dao cắt lên thịt trên người mình, không nhịn được dùng mình một cái, nhưng cô biết lúc phẫu thuật không thể bị sao nhãng. Cô vơ lấy quần của mình, nhét vào miệng cắn. Diệp vô phong hạ dao, dạch ở chỗ bị thương một chữ thập dấu cộng Lâm Thư Âm đau đến ứa mồ hôi lạnh, nhưng cô cố gắng khống chế cơ thể mình không được run lên, cũng không dám thét to, phối hợp để Diệp vô phong phẫu thuật. Thư Âm, anh biết em rất đau, em cố gắng một chút, rất nhanh là xong rồi dao cắt lên người vợ mình, quả thực là so với cắt lên người mình còn đau đớn, khó chịu gấp bội lần. Diệp vô phong bình tĩnh dùng dao gắp viên đạn ra, không có thuốc cầm máu, đành lấy tấm vé bằng giấy châm lửa đốt thành cho, đổ bụi lên trên miệng vết thương của Lâm Thư Âm. Không có vải để băng bó vết thương, anh cởi áo lót của Lâm Thư Âm ra, cắt dây áo, lấy miếng mút áo đẻ lên vết thương, giúp cô băng bó miệng vết thương thật tốt. Sau khi máu ngừng chảy, Diệp vô phong mới thở phào một hơi phẫu thuật rất đơn giản, nhưng lại khiến Lâm Thư Âm đau đến mức muốn ngất đi, sau khi phẫu thuật xong cả người cô như muốn lả ra, may là thân thể Lâm Thư Âm được rèn luyện hàng ngày, thể chất tốt. Nếu không đã sớm không chịu đựng nổi. Vô Phong, em thật sự không chống đỡ được nữa, em muốn ngủ một lát, anh đừng đi đâu nhé. Lâm Thư Âm thật sự quá mệt, nói xong liền nhắm mắt lại. Diệp Vô Phong cũng nằm xuống, dịch người mình gần sát người Lâm Thư Âm, như vậy có thể ấm lên một chút. Thư Âm, anh sẽ không rời khỏi em vĩnh viễn ở bên cạnh em bởi vì bên cạnh có lửa cho nên không hề cảm thấy lạnh diệp vô phong cũng đã thấm mệt cần một giấc ngủ thật ngon anh ôm lấy thân thể mềm mại của lâm thư âm ngủ thiếp đi lúc diệp vô phong tỉnh lại thì đống lửa đã tàn trời cũng tờ mờ sáng diệp vô phong nhìn lâm thư âm cô vẫn đang say ngủ trong lồng ngực anh sau khi lấy viên đạn ra cũng không phát sốt tuy rằng sắc mặt hơi kém nhưng không nguy hiểm đến tính mạng diệp vô phong là cao thủ cấp thần tuy tối hôm qua đã tiêu hao rất nhiều thể lực nhưng cũng đã điều chỉnh được một thời gian gần như đã khôi phục hoàn toàn anh đứng lên hít sâu một hơi trong khoang mũi tràn ngập mùi của gió biển vô cùng thoải mái diệp vô phong cẩn thận đánh giá đảo nhỏ một lượt cũng nhìn xem vùng biển phía xa một con thuyền cũng không nhìn thấy cũng không biết hiện tại bản thân đang ở đâu di động không có tín hiệu không thể gọi cứu viện lâm thư âm mở mắt vươn tay cầm lấy tay diệp vô phong nhỏ giọng nói, vô phong, bây giờ chúng ta đang ở đâu? Diệp vô phong cười khổ nói, anh cũng không rõ, nhưng không sao, anh nghĩ rất nhanh sẽ có thuyền đi qua. Thư âm, em có đói không? Hãy tìm đọc trang chính ở tương đương trăm chu yên Việt Nam tương đương. Lâm thư âm gật đầu, vì từ lúc hôm qua bị bắt cóc đến bây giờ, cô chưa ăn một thứ gì cả. Diệp vô phong nói, lửa tắt rồi, anh đi kiếm củi đốt lửa, hong khô quần áo của chúng ta đã, sau đó sẽ tìm đồ ăn lại nhặt một ít củi để nhóm lửa, trong sơn động cũng ấm áp hơn, Diệp Vô Phong vừa cởi quần áo ướt súng trên người Lâm Thư Âm ra, đặt ở trên, hong khô quần áo cho cô, vừa nói, Thư Âm, miệng vết thương của em còn đau không? chương 130, Hải Ngoại Tiên Sơn là Đào Nguyên. Lâm Thư Âm dịu dàng nói, còn hơi đau, đau nóng rát. Chỉ có điều, không nghiêm trọng như trước đây. Diệp Vô Phong nói, vậy em ở đây nghỉ ngơi đi, vừa rồi lúc anh nhặt củi lửa, Phát hiện hòn đảo này không nhỏ đâu, cũng có một số động vật nhỏ, anh đi bắt một con về đây ăn." Vẻ mặt của Lâm Thư Âm thích thú nói, "Vô Phong, anh chú ý an toàn, em ở đây trông đống lửa, anh đi nhanh về nhanh." Diệp Vô Phong gật đầu, xoay người đi được vài bước, lại quay lại, anh đưa súng lục cho Lâm Thư Âm, lại dạy cho cô nổ súng như thế nào. "Thư Âm, em cầm lấy khẩu súng lục này, ngộ nhớ có dã thú tới, có thể phòng thân. Một lát nữa anh sẽ trở về." dặn dò lâm thư âm xong diệp vô phong ra khỏi hang núi rồi di chuyển lên trong rừng núi ánh nắng tươi sáng không khí tươi mát mang theo hàm vị diệp vô phong đi được một lúc cảm thấy khát nước trên núi này không biết có nước ngọt hay không nếu như không có vậy thì phiền phức rồi hòn đảo này ước chừng dài năm sáu cây số cây cối không ít phần lớn là thực vật rừng mưa nhiệt đới cũng có một số động vật nhỏ như thỏ rừng gà rừng chỉ là tìm một vòng rồi cũng không tìm được nguồn nước ngọt nhưng diệp vô phong có khả năng sinh tồn dã ngoại mạnh mẽ anh biết chỉ cần có động vật sinh sống nhất định sẽ có nguồn nước nếu không những động vật này không thể sinh sống được anh không sốt ruột bắt những động vật nhỏ đó ngay mà ở nơi xa lặng lẽ đi theo một con thỏ lanh lợi dẫn diệp vô phong đi đến trước một dòng suối nhỏ thì ra con thỏ biết nơi này có nguồn nước dòng nước là nước suối chảy ra từ khe nước trên đá diệp vô phong không bắt con thỏ chỉ dẫn đường kia tục ngữ nói uống nước không quên người đào giếng con thỏ này tốt xấu gì cũng coi như là người dẫn đường của mình diệp vô phong ngửi không thấy có mùi gì lạ nếm thử cũng không phát hiện có độc trong lòng tràn đầy vui sướng mà uống no bởi vì không có dụng cụ đựng nước diệp vô phong liền hái vài lá chuối tây lớn xếp thành cái thùng dùng để đựng nước trên đường trở về diệp vô phong tiện đường bắt một con thỏ rừng và một con gà rừng bắt những loại động vật nhỏ này đối diệp vô phong mà nói là một bữa ăn sáng trở về hang động diệp vô phong chào hỏi thư âm anh trở về rồi anh cầm theo con thỏ rừng và gà rừng qua đó sự vui mừng trên khuôn mặt của lâm thư âm tươi cười như nở hoa hai người cùng nhau làm giết gà rừng và thỏ rừng rồi đặt lên lửa để nướng không tốn quá nhiều công sức hương thơm của thịt tỏa ra bốn phía trong động lâm thư âm thèm chảy nước miếng diệp vô phong anh tìm ra nước ngọt ở đâu vậy em còn đang lo lắng không có nước uống lâm thư phong hỏi Diệp vô phong nói, trên đảo có động vật, chắc chắn là có nguồn nước, anh đi theo một con thỏ, kết quả tìm được nguồn nước. Lâm thư âm bĩu môi nói, đồ đều, người hoa hạ chúng ta có câu ngạn ngữ, chim hết thì cung cũng cất, thỏ chết thì chó cũng bị nấu. Con thỏ này cũng đủ đáng thương rồi, giúp anh tìm được nguồn nước, anh lại bắt nó về ăn. Diệp vô phong lại nói, thư âm, con thỏ dẫn đường đó, anh không bắt nó. Đây là một con khác, tuy rằng thỏ rừng đáng thương, nhưng không có cách nào hết. Thế giới này cá lớn nuốt cá bé, người thích ứng được thì sống sót, không ăn chúng ta, chúng ta sẽ đói chết. Lâm Thư âm cười, được rồi, không bắt anh đùa nữa, Vô Phong, đã nướng chín chưa, em đói bụng lắm rồi. Trên mặt Diệp Vô Phong tràn đầy nét tươi cười, nói em đừng vội, lập tức sẽ xong, nướng cháy một chút ăn càng ngon hơn. Diệp Vô Phong xoay chuyển con thỏ rừng, một lát sau, con thỏ cuối cùng cũng nướng chín diệp vô phong bẻ một cái đùi đưa cho lâm thư âm lâm thư âm lập tức gặm lấy gặm để hoa hoa thật là thơm ăn ngon thật cô ăn đến miệng bóng nhảy, đẹp không sao tả xiết diệp vô phong nhìn thấy lâm thư âm ăn ngon đến như vậy anh cũng vui vẻ cười lâm thư âm đột nhiên ngẩng đầu nói ưm um, vô phong anh cũng ăn đi đừng có nhìn em ăn nữa nhiều thịt như vậy một mình em sao ăn hết được ngày hôm qua lăn lộn lâu như vậy anh cũng phải đói lả rồi Diệp vô phong mỉm cười, thư âm, vừa rồi nhìn dáng vẻ em ăn, quả thực là đẹp đến mức nhìn thấy thôi đã đủ no rồi. Anh đã quên hết cơn đói rồi. Diệp vô phong cười cũng xé nửa con thỏ lên ăn, thật sự rất đói, từ buổi trưa ngày hôm qua đến bây giờ còn chưa ăn thứ gì. Không mất quá lâu, hai người đều đã ăn no, Diệp vô phong lấy ra lá chuối tây làm ấm nước, cho lâm thư âm uống nước. Lâm thư âm giúp cơ thể mềm mại vào trong lồng ngực của Diệp vô phong, cảm nhận được tình cảm nồng đậm từ trên người anh, vết thương ngày hôm qua mệt mỏi tất cả dường như đều quên hết vô phong anh cũng uống đi lâm thư âm nói diệp vô phong thản nhiên cười thư âm anh đã cho em ăn một lúc rồi em cũng cho anh uống nha lâm thư âm gật gật đầu được cô đang chuẩn bị nhận lấy lá chuối tây diệp vô phong lại nói anh không muốn cách này lâm thư âm hỏi vậy anh muốn cho uống như thế nào diệp vô phong chỉ chỉ miệng của lâm thư âm lại chỉ chỉ miệng mình sau đó nở nụ cười đen tối. Lâm Thư Âm lập tức đã hiểu, khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ lên, hung hăng chọc Diệp Vô Phong một chút, đáng ghét. "Em không làm." Ngoài miệng tuy rằng nói không, cô lại ngậm một ngụm nước mát lạnh đưa qua miệng Diệp Vô Phong. Người Diệp Vô Phong hướng xuống mặt đất, Lâm Thư Âm ghé sát vào đôi môi anh, bốn phiến môi lập tức dính vào nhau. Hai người bắt đầu hôn nhau thân mật, nụ hôn này khiến cho trái tim hai người gần lại vô hạn. Hai người đã quên đi bao nhiêu chuyện phiền lòng trên thế giới này, có thể rời khỏi nơi này hay không cũng không quan trọng, một khi cánh cửa tình cảm mở ra, dòng tình cảm mãnh liệt này sẽ không thể kiểm soát. Lâm Thư Âm bị Diệp Vô Phong ôm một cái xoay người, bởi vì trên mông có vết thương, không nhịn được rên rỉ một tiếng, "A." À. Diệp Vô Phong vội vàng dừng lại động tác, nhìn thấy Lâm Thư Âm nhíu mày, hỏi, "Thư Âm, miệng vết thương đau sao?" Cái chân Lâm Thư Âm bị trúng đạn kia cảm giác hơi tê dại miệng vết thương cũng đau âm ỉ, cô gật đầu nói, vô phong, chân của em tê quá, anh có thể giúp em xoa bóp một chút không? Diệp vô phong cúi đầu cẩn thận xem xét chân đau của Lâm Thư Âm, đôi chân thon dài trắng như tuyết lại hơi sưng vù lên, Diệp vô phong suy nghĩ nguyên nhân một chút, nói chắc chắn là do thời gian băng quấn quá lâu, máu không lưu thông thoải mái được, Thư Âm, anh giúp em mát xa một chút. Diệp vô phong nói rồi ôm lấy chân cô, nhẹ nhàng mà xoa bóp. Tay của Diệp Vô Phong nhẹ nhàng vừa phải, Lâm Thư Âm cảm thấy rất thoải mái, Vô Phong anh ấn thật thoải mái. Hiện tại cảm thấy khá hơn nhiều rồi, anh xoa bóp giúp em một lát. Diệp Vô Phong nói, không thành vấn đề, chỉ cần em thích, ấn bao lâu đều được. Lâm Thư Âm ngọt ngào nói, Vô Phong, cuộc sống ở nơi này em thật sự rất thích, có thể săn thỏ rừng, bắt gà rừng, hoặc là xuống biển bắt cá, khát có nước suối, những ngày tháng như này quá đẹp nếu không có người tới cứu chúng ta, chúng ta có phải là sẽ sống ở đây cả đời hay không? Trong ánh mắt của Lâm Thư Âm đều là khát khao, chân tình càng bộc lộ vô hạn, Diệp Vô Phong cười cười nói, Thư Âm, nếu không có người cứu chúng ta, chúng ta sẽ sống ở đây lâu dài, em sẽ sinh cho anh một đàn con, chúng ta cùng nhau dạy bọn trẻ đọc sách viết chữ luyện võ công, giống như băng hỏa đảo Trương Thúy Sơn và ân tố tố của đảo băng lửa vậy. Lâm Thư Âm tủm tỉm cười, xấu xa, anh nghĩ cũng hoàn mỹ quá, còn muốn sinh một đàn con, anh muốn mệt chết em sao? Audio điện tử võ tấn bền chương 131, mộng hồn lởn vởn không thể nào quên. Diệp vô phong nhìn lâm thư âm lúm đồng tiền như hoa mỹ, tâm trí càng không khỏi hướng về. Vừa rồi nói đến cuộc sống của thần tiên Trương Thúy Sơn và ân tố tố ở băng hỏa đảo, anh càng thêm hướng về, nói, thư âm, nếu thật có thể giống như Trương Thúy Sơn và ân tố tố ở đảo băng lửa như vậy, vậy thì quá là đẹp rồi, anh thật sự thực hy vọng có thể sống trọn đời với em tại hòn đảo này. Giống như lúc đầu, anh buông tất cả, về quê làm rể nhà họ Lâm các em. Lâm Thư âm khẽ hỏi, vô phong, anh vẫn luôn không nói cho em, anh buông tay nhiều thứ vốn dĩ thuộc về anh như vậy, bằng lòng là một người đàn ông trụ cột của gia đình không có tiếng tăm gì, rốt cuộc là vì sao? Diệp vô phong nghiêm mặt trả lời nói, thư âm, em còn nhớ, năm đó có một cậu bé ăn xin gần như chết cóng trước cửa nhà em không? Lâm Thư âm ngẩn ra một chút, cậu bé ăn xin. Diệp vô phong lại nói, cậu bé đó thiếu chút nữa chết đói ở cửa nhà em. Em không chỉ cho thằng bé uống sữa đậu nành, còn đem chiếc áo lông vũ màu trắng của mình mặc cho cậu bé. Trong trí nhớ của Lâm Thư âm, lập tức hiện lên ra khung cảnh năm đó, chỉ là khi đó cô còn nhỏ tuổi, khoảng cách thời gian lại quá dài, tuy rằng hình ảnh không quá rõ ràng. Đến nỗi, Cô căn bản không nhớ nổi tướng mạo của cậu bé ăn xin đó. Chỉ có điều, Lâm Thư Âm thanh khiết thông minh, cô lập tức đoán được cậu bé ăn xin đó chính là Diệp Vô Phong, "Vô Phong, thật sự anh sao?" Diệp Vô Phong nặng nề gật đầu, công ơn cho ăn đó, tình cảm tặng áo đó, cũng không dám quên. Lâm Thư Âm rốt cuộc đã hiểu, cô xúc động mà ôm chặt Diệp Vô Phong, chẳng lẽ đây là duyên phận? Đồ ngốc, vì sao anh không nói sớm một chút cho em? Diệp Vô Phong nói, anh sớm đã tuyên bố ở ẩn Giang Hồ. Anh chỉ muốn giống như bây giờ, cùng em bên nhau lâu dài. Những thứ hồng trần thế tục dậm dịt đều là mây khói thoảng qua, anh không muốn những thứ đó làm vấy bẩn em. Nhưng sau này anh phát hiện anh đã sai rồi, em anh đều là một phàm phu tục tử của hồng trần thế tục, chúng ta vĩnh viễn đều không thoát ra khỏi thế giới hồng trần này. Anh hướng về thế giới, em không có niềm vui, chịu đủ những châm trọc mỉa mai của những con người đó, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Em đã từng hỏi anh, có phải rất tủi nhục hay không? Thật ra, em chịu tủi nhục còn nhiều hơn anh. Anh không uất ức, anh càng không phải phế vật, anh chỉ là không muốn tranh cãi nữa. Nhưng, vì niềm vui của em, anh nhất định phải lao vào lửa rồi sống lại, để những kẻ coi thường vợ chồng chúng ta, hối hận cả đời. Thư âm, có thể làm người mình yêu được vui vẻ, đó mới là niềm vui thật sự. Vì em, anh cam tâm làm chua u vương, phóng hỏa hí chư hầu. Lưu tiếng số một đời cũng không sao, chỉ cần em hiểu anh, như vậy là đủ rồi. Nghe xong những lời từ tận đáy lòng của Diệp vô phong, Lâm Thư âm lập tức cảm động lộn xộn vô phong, em hiểu anh. Em yêu anh. Vô phong, hiện tại em mới hiểu được, những cái vinh quang hư vô đó, ở trước mặt tình yêu chân chính, thật sự không đáng một đồng. Hiện tại em chỉ muốn cùng anh vĩnh viễn rời xa hồng trần thế tục. Tại hòn đảo nước ngoài này bên cạnh anh đến hết đời này trái tim diệp vô phong rung động không kìm được nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng ngực lâm thư âm nhẹ giọng nói vô phong anh có thể nói cho em biết bỏ đi tất cả vinh hoa trên thế gian thế giới chỉ có hai người anh thật sự vui sướng sao diệp vô phong cảm động nói tất nhiên là vui rồi chỉ cần em đồng ý chúng ta ở chỗ này sống chết gắn bó không rời không bỏ lúc này trong lòng lâm thư âm dạt dào hạnh phúc trong lòng xúc động chủ động đưa miệng qua hai người lại lần nữa hôn nhau thân mật nụ hôn này hôn cho đến khi trời đất u ám quên đi mọi thứ xung quanh hoa cỏ cây cối nhật nguyệt sao trời trong trời đất chỉ còn lại anh và em hai người chính là toàn bộ của đối phương trong lúc diệp vô phong điên cuồng hôn cơ thể mềm mại của lâm thư âm mềm nhũn như bùn đất hôn được một lúc diệp vô phong ngẩng đầu lên si mê nhìn lâm thư âm đột nhiên nói thư âm anh muốn viên phòng cùng em khuôn mặt khuôn mặt ửng hầu ngung đồng ý cũng ca đồng ý yệt kiểu rụt rè giống như lâm thư âm hiện tại, quả thật, người con gái như là nước. Nước, thật ra là một loại tồn tại vô cùng mâu thuẫn. Nước chảy mềm nhẹ, lại không gì ngăn được, ở đâu cũng có thể gặp, có được một cách có dễ dàng. Lại tùy ý thay đổi, không thể đoán trước, như có như không, như gần như xa, hoặc động lòng, hoặc ngừng đập, hoặc đa tình, hoặc vô tình, chỉ với một ý niệm. Diệp vô phong nhìn thấy hàng ngàn sự dịu dàng trong đôi mắt sâu như hồ nước của cô, nói, thư âm, em không nói câu nào, anh coi như em đồng ý nhé. Lâm thư âm thẹn thùng gật gật đầu, Diệp vô phong xúc động ôm lấy vợ. Lâm thư âm lập tức bị Diệp vô phong nhiệt tình vây quanh, duỗi rộng hai tay ôm lấy Diệp vô phong, cúi cảm dưới mái tóc của Diệp vô phong, cô dường như giống như một dòng nước lặng lẽ uốn cong, gần như không nhìn thấy dòng nước chảy. Cô dường như cũng đang hưởng thụ một loại cảm giác vô cùng thích thú. Tự nhiên có một loại cảm giác tung bay như lâng lâng, khoan thai, tìm kiếm, như có như không rồi lúc nào cũng triền miên bên người dần dần lan tỏa loại hạnh phúc này. Cuối cùng cũng có được cô, Diệp vô phong cúi đầu nhìn sắc mặt e lệ của vợ, thư âm, anh yêu em. Tên ngốc, đã làm xong rồi, anh làm gì còn nhìn chầm chầm em như vậy? Lâm thư âm cười nhẹ, ánh mắt sáng ngời có thần. Em thật là đẹp, mãi mãi nhìn không đủ, Diệp vô phong cười nói. Em thật sự có đẹp như vậy sao? Hai má của Lâm Thư Âm giống như đóa hoa tươi nở rộ đến tột cùng của sinh mệnh, lộng lẫy như vậy, rực rỡ như vậy, hoàn mỹ như vậy. Dường như có một hương thơm nhẹ nhàng uyển chuyển bay ngang qua. Thật sự có, cả đời anh đều nhìn không đủ. Sau trận mây mưa, hai người bắt đầu nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục mây mưa, Diệp Vô Phong lo lắng trên người Lâm Thư Âm có thương tích, chịu không nổi lăn lộn, cho nên, sau lần thứ hai liền dừng lại. Diệp vô phong đưa tay vuốt ve mái tóc mượt mà đen lấy như tơ lụa của vợ, thư âm, vốn gì anh muốn, chờ ngày kỷ niệm tròn một năm kết hôn, anh lại thổ lộ lại với em, cho em đưa ra một yêu cầu. Không ngờ rằng, hạnh phúc lại tới đột nhiên như thế. Lâm thư âm dịu dàng nói, biệt thự trên đỉnh núi Tây Sơn, cũng là anh mua. Diệp vô phong gật đầu nói, không sai, em đã đoán ra sao. Lâm thư âm hừ một tiếng nói, em không phải là một con ngốc cái tên hắc đại ngay từ lần đầu tiên xuất hiện em đã nghi ngờ anh quen biết với anh ta nếu không chúng ta đụng phải xe anh ta làm gì có chuyện anh ta còn bồi thường tiền cho chúng ta diệp vô phong nói anh ta là một người bạn tốt của anh lúc trước lúc anh đang là lính đánh thuê ở nước ngoài bọn anh cùng nhau vào sinh ra tử tình bạn giữa anh và anh ta định mệnh anh ta coi anh như một người anh kết nghĩa đối với anh cũng cực kỳ tôn trọng một chiếc xe mà thôi đối với anh em bọn anh mà nói căn bản không đáng nói chuyện. Lâm Thư Âm nói, chẳng trách anh ta thấy anh vẻ mặt càng thay đổi. Bên ngoài hang động, trời bắt đầu tối, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt thời gian một ngày đã trôi qua. Thịt nướng vẫn còn không ít, chỉ là nước suối đã không còn, Diệp Vô Phong nói, "Thư Âm, anh lại chuẩn bị đi lấy nước về. Em ở đây chờ anh." Lâm Thư Âm mặc quần áo xong, đưa khẩu súng lục kia cho Diệp Vô Phong, "Vô Phong, trời tối." Bên ngoài có khả năng gặp nguy hiểm, anh mang khẩu súng này theo đi." Diệp Vô Phong cười, "Không cần lo lắng vì anh, vẫn là để lại cho em đi, anh sẽ trở về sớm thôi." Chương 132, Tình cảm kéo dài bất tận. Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm nhảy xuống thuyền trốn thoát, Murasaki Hatuyuki tức giận không thôi, cô ta vốn định ở trên thuyền xử lý Diệp Vô Phong báo thù rửa hận cho chồng mình, không ngờ rằng nấu chín vịt lại bay Cô ta đoán rằng Diệp Vô Phong có khả năng không chết đuối, sau khi dừng thuyền lập tức điều động phi cơ trực thăng của lính đánh thuê hắc điện, toàn lực tìm kiếm Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm rơi xuống. Lần trước quyết đấu với Diệp Vô Phong, Tanboku Ichigo bị thương đã phải ngồi phi cơ trực thăng tới trợ chiến, sau khi nghe Murasaki Hatsuyuki nói tình huống Diệp Vô Phong chạy trốn. Tanboku Ichigo nói, đại đội trưởng, Diệp Vô Phong bản lĩnh cao cường, tuyệt đối không thể bị chết đuối, có rất nhiều hòn đảo nhỏ xung quanh, tôi đoán rằng hắn ta nhất định chạy lên một hòn đảo nào rồi. Chúng ta thừa dịp bên phía hoa hạ cứu viện còn chưa đi vào, mau chóng tìm thấy hắn ta, giết chết. Murasaki Hatsuyuki nói, tôi cũng đang có ý này, nhưng, có đến mấy chục hòn đảo nhỏ lớn lớn bé bé lân cận, chúng ta cũng không nắm rõ phương hướng của tên tiểu tử này, sắp xếp điều tra cũng trở nên rất khó khăn. Tanboku Ichigo nói, đại đội trưởng tôi có chủ ý này nếu tìm kiếm từng hòn đảo nhỏ này sẽ quá phí thời gian. E rằng đêm dài lắm mộng, chúng ta có thể dùng lính dù, mỗi hòn đảo thả một người lính dù xuống, hẹn thời gian xong, 10 giờ tối hôm nay ở trên đảo đốt lửa trại, không có lửa trại, chắc chắn hòn đảo này có tình huống, chúng ta lập tức vây quanh toàn hòn đảo này. Xử lý diệp vô phong Murasaki Hatsuyuki gật đầu khen, chú ý này không tồi. Bản lĩnh của Diệp vô phong dù lớn, cũng không thể nào chiến được với nhiều người chúng ta như vậy, nhiều súng như vậy. Huống chi hắn ta còn mang theo một người phụ nữ phiền toái nữa. Murasaki Hatsuyuki lập tức truyền lệnh, mệnh lệnh cho phi cơ trực thăng chở lính nhảy dù lên lần lượt cất cánh, thả lính dù xuống những hòn đảo gần đó, Tanboku Ichigo vì báo thù, chủ động gia nhập bộ đội lính dù. Phi cơ trực thăng chia làm 5 lần chở hơn 20 tên lính đánh thuê hắc điện thả xuống những hòn đảo lân cận. Diệp vô phong rời khỏi hang động đi lấy nước, phi cơ của lính đánh hắc điện vừa lúc qua đó, tuy rằng Diệp vô phong nghe thấy tiếng gầm rú của phi cơ. Nhưng anh cũng không để ý, anh cho rằng phi cơ không chạm đất, đối phương chắc là bay qua điều tra một chút. Xung quanh đảo nhỏ có hai ba mươi hòn đảo, lính đánh thuê hắc điện cho dù xuất động phi cơ trực thăng, cũng tuyệt đối không thể tìm được anh. Dựa theo con đường ban ngày hôm nay đi qua, Diệp vô phong tìm được nguồn nước kia, chứa đầy nước suối, lúc quay trở lại lại thuận đường hái một ít quả dại, cùng một ít tam thất, cây đại kế, mà du, ngải Diệp, bồ hoàng, thảo dược, vv Mấy thứ này rất có hiệu quả với vết thương của lâm thư âm, có thể đề phòng nhiễm trùng. Lúc Diệp vô phong trở về cách hang động 2-300 mét, đột nhiên, ánh mắt của anh đột nhiên bị một thứ ánh sáng nhỏ chấn động, trong lòng Diệp vô phong run lên mãnh liệt, anh xoay người, ẩn mình sau một tảng đá lớn khổng lồ. Tình hình địch, với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, anh kết luận rằng đây chắc chắn là kính phản quang của súng bắn tỉa không xong rồi, thư âm ở trong hang động đã bị bại lộ. Quân địch sao lại tới đây nhanh như vậy? Trái tim anh đột nhiên trầm xuống, thư âm khẳng định lành ít dữ nhiều. Diệp vô phong rất hối hận, chỉ một lát sau, quân địch lại có thể mò lên hòn đảo này. Trinh sát mà lính đánh thuê hắc điện đổ bộ lên hòn đảo này đúng là Tanboku Ichigo, hắn ta dùng dù để nhảy, rất nhanh đã tìm thấy hang động mà lâm thư âm ẩn náu. Tuy rằng lâm thư âm có súng lục phòng thân, nhưng, Tanboku Ichigo là cao thủ cao cấp nhất của Nhẫn Hoàng, Lâm Thư Âm căn bản không có cơ hội phản kháng, đã bị hắn bắt làm tù binh. Tanboku Ichigo cười lạnh nói, cô Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lâm Thư Âm phẫn hận nói, lại là ông, ông buông tôi ra. Tanboku Ichigo cười tà mị, móc ra sợi dây thường trói chặt tay Lâm Thư Âm, Diệp vô phong đâu. Anh ấy không ở chỗ tôi, Lâm Thư Âm thở phì phì nói. Tanboku Ichigo nhìn tình hình quanh hang động, cười lạnh một chút nói, "Hừ, đừng hòng gạt ta, nhất định là đi ra ngoài dò đường rồi. Ta ở đây chờ hắn ta trở về." Tanboku Ichigo vì đề phòng Lâm Thư Âm hét to, lại bịt miệng Lâm Thư Âm lại. Sau đó tháo xuống từ trên lưng một hộp gỗ dài ông ta mang theo tùy thân, bên trong chính là một khẩu súng bắn tỉa. Thuần thục lắp ráp khẩu súng bắn tỉa xong, điều chỉnh thử ống ngắm bắn kính một chút, "Diệp Vô Phong, mày đánh tao miệng phun máu tươi." Thiếu chút nữa đã mất mạng. Hôm nay, tao ở đây ôm cây đợi thỏ, dù như thế nào cũng phải xử lý mày. Tanboku Ichigo kiên nhẫn chờ đợi Diệp Vô Phong xuất hiện, cuối cùng, dáng vẻ của Diệp Vô Phong xuất hiện ở ống ngắm bắn kính, Tanboku Ichigo biết Diệp Vô Phong rất lợi hại, ông ta không dám lơ là, lập tức khóa chặt Diệp Vô Phong, chuẩn bị tiến hành giết lén, nhưng thân hình của Diệp Vô Phong lại đột nhiên biến mất ở trong gương ngắm bắn. Không thể nào! Cho dù hắn là cao thủ thần cấp, cũng không thể nào có thần thức cao như vậy cao, phán đoán được quân địch ngoài 300 mét. Tanboku Ichigo buông súng xuống, nhìn chăm chú xuống bên dưới. Đoạn đường núi bên ngoài đi xuống kia, căn bản không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Vô Phong, đột nhiên, một bóng dáng ma quái, đang từ bên cạnh đường núi sông tới, không xong rồi. Tanboku Ichigo vội vàng thay đổi họng súng, nhắm chuẩn Diệp Vô Phong nã một phát súng, bằng. Tiếng súng mạnh mẽ của súng bắn tỉa, dọa lâm thư âm run run, Diệp Vô Phong anh nhất định không thể xảy ra chuyện. Tanboku Ichigo tự nhận là tài thiện xả của mình cũng đủ tốt, nhưng một phát súng này lại không bắn trúng lại muốn nhắm chuẩn lần hai thì đã không còn kịp rồi, Diệp Vô Phong đã lao vào trong vòng 30 mét. Tanboku Ichigo tốt xấu cũng là cấp cao thủ của nhẫn hoàng, hắn ta gặp nguy không sợ sệt, bỏ qua súng bắn tỉa một bên, nhanh chóng móc súng lục ra. Liên tục bắn tỉa hai phát vào diệp vô phong, nhưng những viên đạn hắn ta bắn ra, lại thất bại một lần nữa. Tàn bầu cụ Ichigo lấy làm kinh hãi, cắm súng lục lại vào eo, trên hai tay xuất hiện hai thanh kiếm ninja chói lọi, một dài một ngắn. Hai thanh kiếm này có chút độc đáo, thân kiếm một dài một ngắn, mặt trên thân kiếm có rãnh máu, rãnh máu thon dài thoạt nhìn vô cùng yêu dị. Nói vậy chỉ cần thanh kiếm này đâm vào trong cơ thể con người thì máu chảy không ngừng, không thể nói không có độc. Diệp vô phong nhìn vào trong hang động, tuy rằng lâm thư âm bị trói, nhưng không bị thương. Trong lòng an tâm một chút, nhìn thoáng qua Tanboku Ichigo ở cửa động, nói Tanboku Ichigo, sao lại là ông? Tanboku Ichigo nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp vô phong, chúng ta là võ sĩ Đông Dương có thủ oán là tất yếu. Đến đây đi, chúng ta nhất quyết cao thấp một lần nữa. Diệp vô phong cười lạnh, thủ hạ bại tướng, mày còn muốn báo thù tao đây nhìn xem rốt cuộc mày còn có bản lĩnh gì chưa dùng ra tan cô ichigo nhướng mày hai thanh kiếm trên tay khí thế chiến đấu trên người lập tức trở nên mãnh liệt với một tiếng gầm lớn giống như con mãnh hổ xuống núi nhào lên thanh kiếm trên tay phải chợt lẽ, không phải là chém mà là đâm tuy rằng chỉ là một thanh kiếm đơn giản nhưng lại bao hàm sự tinh xảo đỉnh cao của kiếm thuật nhẫn thuật dù sao đối thủ cũng là một người nhẫn hoàng lần trước tuy rằng bại trước mình lần này trong tay hắn có hai thanh kiếm, Diệp Vô Phong không dám lơ là, đối mặt với thanh kiếm giải trói loại kia, anh cấp tốc lui về phía sau tránh thoát một đao quỷ dị này, cấp tốc hết sức lui về phía sau, anh định thần một lát, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân Tanboku Ichigo đang nện bước, sau khi anh tính toán tốc độ bước chân của Tanboku Ichigo, hét lên một tiếng, thân mình đột nhiên cấp tốc lui về phía sau, lúc này đây tốc độ phải nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Chờ đến khi sau khi giữa cơ thể và thanh kiếm chỉ còn xuất hiện một CM, anh cấp tốc dừng bước, cơ thể hơi nghiêng sang một bên, tránh nhát dao cực kỳ uy hiếp này. chương 133, lính nhảy dù. Cùng lúc đó, đánh ra một quyền, Tanboku Ichigo lập tức cảm giác được áp chế mạnh mẽ trong lồng ngực, khiến cho thân hình ông ta lập tức lui lại phía sau. Ai ngờ, Diệp vô phong ra quyền là giả, phía dưới bay lên một chân, hung hăng đá vào đúng quần của Tanboku Ichigo, nếu như cú đá này đá lên, Tanboku Ichigo sẽ phải đoạn tử tuyệt tôn mà không chết, sợ so tới mức hắn ta lùi lại né tránh, tuy rằng khó lắm mới né tránh được, vẫn bị ngón chân của Diệp Vô Phong quét qua đùi một chút, xương cốt đau đớn dữ dội. Diệp Vô Phong, hôm nay không phải mày chết chính là tao mất mạng. cô Ichigo giống như con sư tử giận dữ, hai mắt đỏ ngầu, hét lớn một tiếng lần xông về phía Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nhìn Tanboku Ichigo tức giận khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cái anh muốn chính là hiệu ứng này, nhẫn đao nổi tiếng chính là quỷ dị, muốn người sử dụng kiếm bình tĩnh, nhưng hiển nhiên người trước mặt này đã mất đi chừng mực, nói như vậy nhẫn đao này cũng không hề là nhẫn đao. Sau khi chém lung tung, bước chân của Tanboku Ichigo dần dần hỗn độn, khuôn mặt càng trở nên vặn vẹo. Diệp Vô Phong, mày đi chết đi. Tanboku Ichigo bắt lấy sơ hở của Diệp Vô Phong, đánh úp lại một lần nữa, lúc này đây lại sử dụng thứ như cũ. Chỉ có điều lại là tay trái thành thứ tay phải tách ra, rõ ràng là muốn làm cả hai khiến cho Diệp Vô Phong không thể tránh được. Diệp Vô Phong tức giận gầm lên một tiếng, chân khí xẹt qua đôi tay, trên hai tay hắn còn đọng lại một tầng chân khí màu tím, ở dưới ánh trăng trông cực kỳ kỳ quái. Đoạt đao thức, Diệp Vô Phong hét lớn một tiếng. A, à, theo Tanboku Ichigo hét lên một tiếng kinh hãi, thanh kiếm ngắn trong tay bị Diệp Vô Phong xảo diệu mà đoạt đi rồi trong mắt hắn ta tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng được. Vốn tưởng rằng lúc thanh kiếm ngắn của mình phải đâm vào trong cơ thể đối thủ, lại bỗng nhiên phát hiện bước chân của mình rốt cuộc không cách nào bước lên được, cúi đầu vừa thấy. Chỉ thấy một đôi bàn tay to đang gắt gao mà cầm thân kiếm dài của mình, khiến cho mình không cách nào bước được nửa bước. Đồng thời, thanh kiếm ngắn của tay trái cũng bị Diệp Vô Phong cướp đi. Mũi đao vừa lúc nhắm ngay bụng mình. Diệp Vô Phong mang theo cười lạnh, nhìn Tanboku Ichigo, nói, nếu như mày không muốn chết thành thật nói cho tao biết đại đội lính đánh thuê của Murasaki Hatsuyuki hiện tại đang ở đâu tanboku Ichigo thở dài nói nếu không phải trước đây tao bị thương chưa chắc mày đã phá được song đao của tao diệp vô phong tên khốn nạn này chúng tao là võ sĩ đông dương có khí tiết thả chết chứ không chịu nhục tao sẽ không nói cho mày biết diệp vô phong lạnh giọng nói sắp chết đến nơi rồi mày còn cãi bướng tao đây sẽ thành toàn giúp mày Diệp Vô Phong nhớ tới tên này đã giúp lính đánh thuê hắc điện tà ác, bàn tay to đẩy về phía trước, động tác chui dao hoàn toàn nhất trí đi vào cơ thể của Tanboku Ichigo. Nhìn thi thể của Tanboku Ichigo ngã xuống, Diệp Vô Phong nhặt khẩu súng bắn tỉa của Tanboku Ichigo lên, vội vàng vào hang động, Thư Âm, em không sao chứ? Tháo dây trói cho Lâm Thư Âm, Lâm Thư Âm lập tức nhào vào trong lồng ngực của Diệp Vô Phong, "Vô Phong, em sợ hãi muốn chết." em lo lắng sau này sẽ không còn được gặp lại anh. Diệp vô phong an ủi nói, thưa âm, tên Đông Dương kia đã bị anh giết chết. Chỉ có điều, nơi này rất không an toàn, anh lo rằng bọn họ sẽ phái quân bộ đội lớn qua đây. Trước tiên anh đi kiểm tra quân địch một chút. Diệp vô phong cầm khẩu súng trường bắn tỉa, trở về cửa hang động, dùng khẩu súng trường bắn tỉa nhắm chuẩn kính, bắt đầu kiểm tra cẩn thận tình hình xung quanh. Khẩu súng của tên Tanboku Ichigo này cấu hình không tồi, có chứa chức năng nhìn ban đêm bằng quang học diệp vô phong kiểm tra một chút không phát hiện điều gì lạ thường dựa vào hồi ức phi cơ vừa rồi bay ngang qua dường như cũng không mang đến nhiều quân địch đột nhiên trong không trung truyền đến một tiếng gầm rú một đoàn phi cơ trực thăng bay tới đây ngược với mặt biển trong lòng diệp vô phong dùng mình nhất định là phi cơ trực thăng của lính đánh thuê hắc điện anh cầm khẩu súng trường bắn tỉa của tanboku ichigo lên quan sát nơi xa một lần nữa diệp vô phong nhìn thấy ở trên một hòn đảo nhỏ lân cận bốc cháy lên một đám pháo hoa diệp vô phong nhìn phi cơ trực thăng võ trang càng ngày càng gần trong lòng suy tư hòn đảo bên cạnh này có pháo hoa nổ lên điều này nói lên cái gì các hòn đảo quanh đây đều bị sắp xếp kiểm tra hòn đảo này cũng trong phạm vi kiểm tra không khéo chính là tanboku ichigo bị mình xử lý không thể đốt pháo hoa vì thế phi cơ liền tới điều tra tên khốn chơi loại kịch bản này với tao sao các người còn non lắm. Diệp Vô Phong đã trải qua nhiều trận chiến, lập tức suy đoán ngay được quỷ ghế của quân địch. Diệp Vô Phong trở về hang động, Lâm Thư âm hỏi, Vô Phong, tình hình bên ngoài như thế nào rồi? Diệp Vô Phong nói, lính đánh thuê hắc điện đang kiểm tra hòn hải đảo. Chúng ta ra bên ngoài đốt một chút lửa, để cho làn xương khói đạn này lừa gạt bọn chúng. Diệp Vô Phong ôm đống củi lửa còn dư thừa trong hang động ra bên ngoài hang động, ở cửa động cũng đốt lửa một đống pháo hoa sợ đối phương không nhìn thấy, Diệp vô phong đem đống lửa làm cho to lên, mồi lửa bay lên rất cao. Khói đặc càng bay cao lên hơn 10 mét. Lâm thư âm nhìn lên ngọn lửa bay lên, vui thích nói, giống như pháo hoa ăn tết vậy, thật đẹp. Đêm nay ánh trăng mờ ảo, biển lặng gió không tiếng động, một chiếc trực thăng bay qua vùng biển gần đó, lượn lờ qua lại vùng biển khu vực này. Diệp vô phong ha ha cười nói, tiểu quỷ tử, tao xem bọn mày có thể làm gì tao bây giờ. Murasaki Hatsuyuki lần này thực sự ra tay, vì bắt lấy Diệp vô phong, cô ta không tiếc vốn gốc, lại điều tới một con thuyền loại nhỏ tuần dương hạm từ căn cứ. Trên hạm chờ 100 lính đánh thuê hắc điện, hơn nữa cô ta vốn còn mang đến 5 đến 60 tên lính đánh thuê, thêm lên gần 200 người chiến đội. Diệp vô phong, tao nhất định phải bắt được mày, băm mày ra thành nghìn mảnh. Tuần tra phụ trách phi cơ trực thăng lục tục truyền tín hiệu đến, Murasaki Hatsuyuki Thu được hội báo đã điều tra 27 hòn đảo lân cận, toàn bộ đều đốt lửa pháo hoa. Khốn nạn, xuất động nhiều người như vậy, thế nhưng lại không tìm thấy Diệp vô phong. Chẳng lẽ hắn ta đã trốn thoát? Masuichiro bị thương dùng kính viễn vọng nhìn nhìn mấy hòn đảo lân cận, đột nhiên nói, chị đại, tại sao đại sư Tanboku Ichigo còn chưa trở về? Murasaki Hatsuyuki lập tức dò hỏi, Tanboku Ichigo đi là hòn đảo nào? Binh lính thủ hạ trả lời, đại sư Tanboku Ichigo đi, hòn đảo ở tọa độ số 18. 6 giờ rưỡi chiều nay đã xuất phát, chúng tôi hẹn 7 giờ phát tín hiệu, 8 giờ phi cơ trực thăng lại đem binh trinh sát trở về. Nhưng, phi cơ trực thăng chúng tôi không thu được tín hiệu phản hồi của đại sư Tanboku Ichigo. Murasaki Hatuyuki dừng lại buông kính viễn vọng, nhìn chăm chú vào hòn đảo số 18, trong lòng cô ta tự hỏi vị vua lính đánh thuê này với những suy nghĩ siêu ngược, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, truyền lệnh lập tức vây quanh hòn đảo số 18. Masuichiro Chiro lắp bắp kinh hãi, hỏi chị đại, ý của chị là, quân địch ở trên hòn đảo số 18. Murasaki Hatsuyuki lạnh giọng nói, Tanboku Ichigo nhất định là gặp Diệp Vô Phong, có lẽ hắn ta đã bị Diệp Vô Phong giết chết. Tanboku Ichigo là thủ hạ thân kín của Murasaki Hatsuyuki, tính cách của hắn ta Murasaki Hatoyuki hiểu rõ nhất, nếu hòn đảo số 18 không có kẻ địch, Tanboku Ichigo là không thể nào chờ lâu như vậy mà chưa trở về. Tanboku Ichigo nhất định đã nói với người điều khiển phi cơ trực thăng, sau khi hắn ta đốt tín hiệu pháo hoa, để cho người điều khiển đi đón hắn, mà người điều khiển không thu được tín hiệu đăng ký của hắn. Rất rõ ràng, hoặc là Tanboku Ichigo bị bắt, hoặc là bị giết. Masuichiro cắn răng một cái, Diệp vô phong, tên khốn nạn này, tao nhất định phải giết mày, báo thù cho đại sự Tanbelu Ichigo. chương 134, bức tường sắt. Murasaki Hatsuyuki ra lệnh một cái, hơn 100 tên lính đánh thuê hắc điện lập tức tập hợp ở hòn đảo số 18, chỉ sau nửa tiếng đã tập hợp đầy đủ. Murasaki Hatsuyuki nhìn hòn đảo được bao phủ bởi bóng đêm, diện tích của hòn đảo này không nhỏ, nếu không có một số lượng lớn người thì rất khó tìm kiếm. Cô ta ra lệnh, đội trưởng bản điền, anh dẫn đầu 50 tên lính tí trần công từ phía đông. Nhất định phải tiêu diệt được đối thủ, nếu có thể bắt sống đi duo CG tốt. Tuân lệnh, đội trưởng Ito, anh dẫn đầu 50 tên lính tấn công từ phía tây, quyết không được để kẻ địch chạy thoát, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tuân lệnh, Murasaki Hatsuyuki phân chia hai đường tấn công hết 100 người, bắt đầu bao vây và tấn công từ hai phía đông và tây với sự giúp đỡ của bốn trực thăng vũ trang còn bản thân cô ta thì đang theo một trăm lính đánh thuê hắc điện tạo thành một vòng vây ở bên ngoài, để phòng diệp vô phong đào tẩu khỏi biển một lần nữa. Hai trăm lính đánh thuê hắc điện của Murasaki Hatsuyuki lần lượt đổ bộ, tất cả đều bật đèn trên súng và bắt đầu tìm kiếm. Máy bay vũ trang phụ sát trinh sát trên không, tiếng động từ cánh quạt của máy bay khiến những chú chim trong rừng sợ hãi bay toán loạn. Diệp vô phong nghe thấy tiếng động ồn ào của máy bay thì lập tức đi ra cửa hang để quan sát, hai bên mặt đảo lấp lóe ánh đèn, vô số lính đánh thuê đang vây quanh chỗ anh. Lâm Thư Âm cũng đi ra ngoài quan sát, nhìn thấy cảnh này, cô giật mình, vô phong, bọn họ nhiều người như vậy, chúng ta bị bao vây rồi sao? Vẻ mặt Diệp vô phong trầm trọng gật đầu, đói mặt với hơn trăm tên lính đánh thuê như lang như hổ, nếu như chỉ có một mình Diệp vô phong anh thì anh hoàn toàn không sợ hãi. Với bản lĩnh của anh, anh hoàn toàn có thể lợi dụng ưu thế của rừng núi để đánh một trận du kích vùng núi với bọn họ thế nhưng mà bên cạnh anh có lâm thư âm anh nhất định phải bảo vệ lâm thư âm an toàn điều này đã làm tăng độ khó của trận chiến diệp vô phong kiếm tra vĩ khí đưa cho lâm thư âm mọt trong hai khẩu súng lục để cô sử dụng lúc cần thiết trong tay diệp vô phong có một khẩu súng bắn tỉa với một khẩu súng ngắn cùng với một băng đạn anh tìm thấy trên người nhẫn hoàng đoan mộc nhất thư âm chúng ta đi hai người ra khỏi hang động mượn rừng cây che phủ đi về phía tây thư âm Chúng ta phải xông ra ngoài trước khi bọn chúng hình thành vòng vây." Lâm Thư Âm lo lắng nói, "Vừa nãy lúc ở trên núi em đã nhìn thấy trong rừng cây dưới núi có rất nhiều ánh sáng của đèn pin chiến thuật, bọn họ có ít nhất 200 người, Vô Phong, cho dù phá được vòng vây ra ngoài nhưng chúng ta phải làm sao để chạy thoát?" Diệp Vô Phong trả lời, "Trước tiên là đột phá khỏi vòng vây, sau đó là cướp một chiếc máy bay trực thăng." Lâm Thư Âm sợ ngây người, "Em không nghe nhầm đấy chứ, cướp máy bay?" làm sao chúng ta có thể làm được chứ? Diệp vô phong cười một tiếng, tìm cơ hội cướp, dù sao cướp máy bay cũng đơn giản hơn so với tiêu diệt hơn 200 tên lính đánh thuê kia. Không có máy bay, chúng ta không thể rời khỏi hòn đảo này được. Hai người đi về phía trước một đoạn, đột nhiên Diệp vô phong dừng lại, họng súng nhắm ngay về phía trước, phía trước có tiếng động, nấp đi. Mặc dù Lâm Thư Âm không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu trong rừng nào, nhưng cô xem rất nhiều phi về thể loại ai này, cô lập tức cúi người nấp sau lưng Diệp Vô Phong, phía trước xuất hiện ánh đèn yếu ớt, rất có thể là ánh sáng từ đèn pin quân dụng trên súng trường của đám lính đánh thuê hắc điện. Diệp Vô Phong cầm súng bắn tỉa nấp sau một cái cây, có một nhóm lính đánh thuê hắc điện ở trong phạm vi bắn tỉa đang tìm kiếm ở đây, đám lính này có tổng 6 người, trên người vũ trang đầy đủ, đội ngũ ba hàng đầu ba hàng sau, hình thành một đội hình chiếm đấu hình tam giác, khoảng cách hỗ trợ giữa bọn họ khoảng chừng 10 mét khoảng cách của đám lính đánh thuê này với Diệp Vô Phong khoảng chừng 200 mét, họ đang vô cùng tập trung lục soát tới chỗ này. Diệp Vô Phong khẽ nói với Lâm Thư Âm, Thư Âm, em nấp kỹ đi, chờ anh xử lý đám người kia xong rồi em hãy ra. Lâm Thư Âm làm dấu ok. Diệp Vô Phong cầm súng lao về phía trước, nhanh chóng đụng mắt với 6 tên lính đánh thuê hắc điện kia, đói phương cũng đã phát hiện ra Diệp Vô Phong. Co biến, một tên lính đánh thuê hét lớn lên, Diệp Vô Phong bóp cò, viên đạn bay ra ngắm thẳng vào đầu tên lính bắn tỉa kia, tên kia lập tức chết không kịp nói. Lúc này năm tên lính đánh thuê kia mới phản ứng lại, còn chưa kịp nổ súng thì Diệp Vô Phong đã lao tới như một con dao sắc bén đâm vào trái tim yếu ớt của kẻ địch. Diệp Vô Phong đập một trường vào ngực một tên lính đánh thuê, cơ thể của tên lính đánh thuê này bị đánh bay, lập tức đi gặp ông bà. Tên lính đánh thuê thứ ba đổi họng súng, chưa kịp nổ súng thì đã bị Diệp Vô Phong đá cho một phát, cơ thể của tên lính đánh thuê này cũng bị đá ba, xác chết như sợi mì rơi xuống đấy. Trong chớp mắt, hai tên lính đánh thuê kia đã bị đánh chết lúc này mấy tên lính đánh thuê khác mới hoảng hốt, bắt đầu bắn đạn về phía Diệp Vô Phong. Thân thể như rồng của Diệp Vô Phong uốn lượn trong làn đạn, nhờ cây cối hiểm trợ lao về phía trước. Khoảng cách mười mấy mét, anh nhảy hai cái đã tới gần. Cả người anh nhảy lên cao, con dao trong tay như tia chớp phóng ra ngoài, một tên lính đánh thuê đứng ở phía trước bị con dao đâm xuyên qua yết hầu, đi đời ngay lập tức. Hai tên lính phía sau sách súng lên bắn về phía Diệp Vô Phong nhưng không bắn trúng viên nào cả. Diệp Vô Phong xoay người trốn ở sau một cái cây gần đó, đám lính đánh thuê thay đội hướng họng súng, lại một trận bắn phá. Khẩu súng ngắn trên tay trái của Diệp Vô Phong đã đến lúc được phát huy tác dụng, sau khi tìm được thời điểm thích hợp, anh bắn hai phát, hai tên lính đánh thuê kia lập tức về cõi tiên, hơn nữa mục tiêu bắn chăng đều là giữ lông mày, có thể thấy kỹ thuật bắn súng của binh vương mạnh nhất lợi hại kinh khủng như thế nào. Không tới một psts đồng hồ, cả đám lính đánh thuê đã bị quét hết sạch, nói thì dễ nhưng để làm được như vậy, người bình thường phải cố gắng rất nhiều năm mới làm được. Lâm Thư Âm nhìn thấy Diệp Vô Phong đã xử lý xong 6 tên lính đánh thuê thì sướng phát rồ, trai tới ôm hôn Diệp Vô Phong một cái, "Vô Phong, anh thật là lợi hại, siêu anh hùng của em." Diệp Vô Phong bình tĩnh nói: "Thư Âm, hiện tại đừng quá vui mừng, kẻ địch có rất đông, chúng ta không thể liều mạng được, vì để an toàn, chúng ta sẽ mặc quân trang của họ." Diệp Vô Phong chỉ vào mấy xác chết dưới mặt đất. Lâm Thư Âm khen: "Rồng cá hỗn hợp, biện pháp này rất tốt." Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm nhanh chóng thay quần áo, Diệp Vô Phong còn tìm thấy mấy quả lựu đạn từ trên người đám lính đánh thuê hắc biệt, sau khi anh cất kỹ mấy quả lựu đạn xong thì mặc quần áo của đám lính đánh thuê vào. Nói với Lâm Thư Âm, chúng ta đi thôi. Lâm Thư Âm đã thay xong quân trang của lính đánh thuê, sau đó theo Diệp Vô Phong tiếp tục đi, Diệp Vô Phong biết rằng hệ thống GSS của đám lính đánh thuê hắc điện này sẽ phát hiện ra đám lính đánh thuê này bị chết trong vòng 3 phút, mấy tổ đội lính đánh thuê ở gần đây sẽ nhanh chóng di chuyển tới chỗ này. Hai người đi về phía tây, trên đường đi bọn họ gặp hai tổ đội lính đánh thuê, và tất nhiên là đều bị Diệp Vô Phong cho đi gặp ông bà. Lâm Thư Âm nhìn ba cái xác ngã rơi trên đất, trong đó có một tên bị Diệp Vô Phong đánh nát đầu, máu tươi và não văng ra đầy đất, cô muốn nôn khan nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Sau khi xử lính xong hai tổ lính đánh thuê, Diệp Vô Phong đưa ra quyết định dứt khoát, Thư Âm, chúng ta rổi hướng, đột phá vòng vây từ phía đông. Lâm Thư Âm ngạc nhiên hỏi, chúng ta vừa mới xuất phát từ chỗ đó, bây giờ lại quay về lại đó sao? Diệp Vô Phong, anh giết người nhiều nhiều quá nên não óp rồi sao? Chương 135: Chiến thuật nguy hiểm. Diệp Vô Phong bí hiểm cười nói, "Không đúng, cái này gọi là binh bất yếm trá. Quân địch rất đông, nếu chúng ta dựa theo phương pháp xử lý thông thường thì căn bản không có cách nào phá giải vòng vây của chúng được. Chúng ta đã giết chết liên tiếp 4 tiểu đội chiến đấu rồi, quân địch chắc chắn sẽ đoán được hướng chạy trốn của chúng ta. Chúng ta phải đánh úp bất ngờ, ngược lại với hướng đi mà chúng nghĩ." Lâm Thư Âm liền sực tỉnh, khen, "Vô Phong chiêu này của anh quả nhiên là lợi hại. Quân địch nhất định sẽ không đoán ra được, vì thế, hai người bắt đầu vẽ một vòng tròn dưới tán cây, sau đó bắt đầu nhắm vào hướng đông để phá vòng vây. Đúng như Diệp vô phong dự đoán, lính đánh thuê hắc điện bắt đầu bao vây từ đông sang tây, chờ đến khi bao vây xong rồi nhưng vẫn như trước, không bắt được Diệp vô phong. Murasaki Hatsuyuki sau khi nghe tin thì nổi giận lôi đình, lập tức ra lệnh cho hai trung đội tự kiểm tra tình hình đội ngũ của mình. Trung đội trưởng ở đội phía Tây báo cáo, báo cáo đại đội trưởng, dựa vào hệ thống tin tức CSS của chúng ta, thì có 12 binh lính của chúng ta bị giết, địa điểm là... Cái gì? 12 binh lính bị giết? Murasaki Hatsuyuki tức giận mắng, nhất định là tên khốn diệp vô phong làm rồi. Phân tích một chút địa điểm của bốn tiểu đội đang chiến đấu, Murasaki Hatsuyuki quyết định thật nhanh, quân địch đang đột phá vòng vây ở hướng Tây. Tôi ra lệnh, tất cả binh sĩ tham chiến, lập tức tụ tập lại tại hòn đảo phía tây của khu rừng. Bởi vì biết được rằng mục tiêu đang ở một hòn đảo nhỏ ở phía tây, bọn họ liền đẩy mạnh quá trình tuần tra, vì cuộc điều tra trước đã không cẩn thận. Kết quả là, bằng cách thay đổi đồ với lính đánh thuê, Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm có thể dễ dàng vượt qua vòng vây kiểm tra. Diệp Vô Phong cười nói, "Thư Âm à, rốt cuộc thì bọn chúng vẫn bị lừa. Chúng ta nên nghĩ cách để cướp một chiếc trực thăng, để có thể nhanh chóng rời khỏi đây." mặc dù lâm thư âm không có quá nhiều kiến thức về quân sự nhưng cô biết trang bị một chiếc máy bay trực thăng chính là kẻ thù của lính đánh bộ vô phong anh tính cướp trực thăng sao anh thực sự cho rằng mình là thần tiên hay sao chuyện này gần như không có khả năng xảy ra em thực sự không nghĩ rằng anh có thể làm được đâu diệp vô phong cười nói em hãy nhìn cho kỹ đây chờ anh cướp được một chiếc trực thăng cho em ngồi phía trước lại xuất hiện một cái hố rất sâu diệp vô phong giúp đỡ cho lâm thư âm trốn được ở bên trong thư âm một lát nữa sẽ có đánh nhau rất ác liệt em nhớ cho kỹ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng không được chạy ra ngoài này lâm thư âm gật đầu được rồi em nhớ rồi sau khi đã bố trí ổn thỏa cho lâm thư âm diệp vô phong nhảy lên một gốc cây đại thụ quan sát xung quanh một chút bằng ống ngắm của súng bắn tỉa lính đánh bộ đánh thuê hắc điện đã muốn càn quét tất cả có hai chiếc trực thăng đang bay từ phía đông đang chậm rãi bay qua đây. Chiếc trực thăng đầu tiên đang dần dần tiến lại, chờ cho trực thăng đã tiến vào tầm ngắm, Diệp Vô Phong đứng ở trên cây, khiêng cây súng trường lên để ngắm bắn, bắt đầu ngắm vào chiếc trực thăng. Chiếc trực thăng có biệt danh là kẻ thù của lính đánh bộ, bên ngoài được bọc thép dày 10 cm, mặc dù lực bắn của súng trường rất mạnh, nhưng cũng rất khó để có thể xuyên qua được loại thép này. Nếu như là bình thường Lính đánh bộ hầu như không có khả năng như không có khả năng hạ gục chiếc trực thăng này, còn Diệp Vô Phong là ai cơ chứ, chính là người có tài bắn súng vượt trội, người anh đang ngắm vào chính là phi công của chiếc trực thăng. Đương nhiên là, mặt kính ở trước mặt chỗ lái của phi công cũng đã được trang bị bằng thủy tinh chống đạn, một khẩu súng bắn tỉa cũng không thể bắn xuyên qua chúng được. Nhưng Diệp Vô Phong tin tưởng rằng, phát bắn thứ hai của mình có thể làm xuyên qua chỗ vết đạn đầu tiên sau đó sẽ xuyên qua được cả kính chống đạn và hạ gục phi công, nhưng để làm được việc đó thì cần phải có sự tính toán cùng độ chính xác cao. Chỉ cần lệch đi một chút, chẳng những không giết chết được đối phương, mà còn lại bại lộ chỗ núp của mình. Tất cả các vũ khí trên chiếc trực thăng sẽ ngắm vào diệp vô phong, đến lúc đó cho dù có là thần linh hay cao thủ, thì cũng sẽ bị giết đến thịt nát xương tan. Vào giờ phút này đây, tinh thần của Diệp vô phong tập trung cao độ. Hạ gục chiếc trực thăng bằng hai phát súng, nếu như không phải là một người gan dạ sáng suốt, cùng với tài thiện xả hơn người, thì tuyệt đối sẽ không dám làm ra việc này. Luồng gió ở phía nam hơi yếu khoảng 1,5, đường đạn khoảng 132 mét. Sau khi ngồi tính toán cho chính xác một chút, tiếp theo một tiếng súng vang lên. Còn không chờ đến khi phi công tỉnh lại, Diệp Vô Phong đã bắn ra phát súng thứ hai. Tính chuẩn xác cực kỳ cao và chỉ có sai lệch đi vài mét, một viên đạn đã được phóng ra từ cây súng bắn tỉa hung hăng xuyên qua lớp kính chống đạn và phòng điều khiển người của phi công run lên một cái lập tức ngã úp xuống vũng máu mặc dù không phải là chúng ngay tim nhưng với lực ngắm bắn như thế thì chỉ cần bất cứ bộ phận nào bị bắn chúng thì cũng có thể mà qua khỏi được phi công vừa chết chiếc trực thăng liền giống như một con ruồi mất đầu ở trên trời liền bị mất khống chế xoay mòng mòng sau đó đập mạnh xuống mặt đất một tiếng ầm vang long trời lở đất phi công cùng với những bọn lính đánh thuê tất cả đều bị càn quét sạch. Ở bên này Lâm Thư Âm đang trốn trong một cái hang đá để tránh bị tổn thương, nhưng vẫn lén chú ý hết tình hình bên này, quả thực nếu là người khác thì có thể là khó tin, thế mà con chồng của mình thì có thể xử lý cả một chiếc trực thăng. Sau khi chiếc trực thăng này bị hạ gục, cách đó mấy trăm mét liền có một chiếc trực thăng khác phát hiện động tính, liền bay tới chỗ của Diệp vô phong, tâm tình của Lâm Thư Âm lại lập tức khẩn trương. Cô muốn la to lên, để nhắc nhở Diệp vô phong chú ý an toàn, nhưng lại cảm thấy chính mình làm thế thì thật thừa thải, nên quyết định nhẫn nhịn, trốn vào bên trong hang động không dám lộn xộn. Chiếc trực thăng có vũ khí này liền hướng tới Diệp Vô Phong và trực tiếp nổ súng. Các cơ quan pháo bắn lệch tài kêu lên, bắn ra một làn đạn dày đặc tựa như là lưỡi dao của tử thần, ngọn lửa xanh thảm ở phía cuối kia đang bao phủ cả nơi ẩn náu của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nếu như không có sự chuẩn bị trước, nhất định sẽ bị thương mà chết trên cây. Người mà có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu trên cây như Diệp Vô Phong thì làm sao có thể ngồi chờ chết được. Sau khi hạ gục được phi công, anh liền nương theo thân cây mà nhảy xuống, sau đó nghiêng mình nhảy hai lần xuống một cái hố đất cách đó không xa. Trong một khoảnh khắc, cái cây cổ thụ mà anh vừa dùng để ẩn thân, đã bị đại bác cùng pháo của trực thăng bắn đến nỗi cảnh lá bay tứ tung. Mười giây qua đi, cây cối rậm rạp đã bị bãi bác trên trực thăng bắn cho tơi tả, còn chưa tính tới vũ khí của trực thăng lại còn phóng ra một tên lửa. Sát thương cực lớn tới từ tới từ tên lửa đã làm cho cả mặt đất phải bắt đầu run dày, rừng rậm cây cối xung quanh cũng phải phát khóc. Vụ nổ thật lớn đến từ quả tên lửa khiến cho cả một mảnh rừng rậm phát sáng. Còn đám cỏ dại trên mặt đất thì bị bom rội xuống đến mức bốc cháy. Lâm Thư âm lúc đó vẫn không nhìn thấy được lúc Diệp vô phong leo từ trên cây xuống, nên khi cái cây lớn bị bao phủ bởi lửa, cô liền khẩn trương vô cùng. Trong lòng một ngực cầu nguyện, Vô phong à, xin anh đừng chết. Sau khi một trận lửa lớn bao trùm, phi công vũ trực báo cáo với Murasaki Hatsuyuki báo cáo đại đội trưởng, chúng ta đã phát hiện quân địch. Ngoài ra thì một chiếc trực thăng vũ trang của chúng ta đã bị quân địch hạ gục. Murasaki Hatsuyuki buồn bực mắng, đồ vô dụng. Quả nhiên là đồ vô dụng. Vũ trực đã bị lính đánh bộ xử lý. Lính đánh thuê hắc điện còn mặt mũi nào nữa. Lần này nếu không bắt được Diệp vô phong, thì tất cả các người nên tự kết liễu mình đi. Vâng, đại đội trưởng, phi công không dám hó hé gì. Murasaki Hatsuyuki ra lệnh, các người lập tức ra lệnh cho hai phi công đối phó với anh ta, để lại một người ở trên không để giám sát, nhớ cho kỹ, không được để anh ta chạy thoát. Tôi sẽ lập tức điều người sang trợ giúp. Audio điện tử võ tấn bền chương 136, cướp đoạt Z10 Người lái hội ý, bàn bạc với vài lính đánh thuê trên máy bay, ba người các cậu xuống dưới, tìm xem tên lỏi kia còn hay không. Nếu có, giữ chân nó lại, nhớ kỹ, không được liều mạng với nó, tôi ở trên này yểm trợ cho các cậu. Ba lính đánh thuê kiểm tra vũ khí, mở cửa buồng máy bay thả thang dây xuống, họ trèo xuống dưới bằng thang dây, dự định đi xuống tìm kiếm tung tích Diệp Vô Phong. Ngày trước Diệp Vô Phong cố gắng hết sức, chính là vì hiệu quả hiện tại, chỉ dựa vào bản lĩnh của một mình anh, muốn cướp một máy bay trực thăng, căn bản không thể làm được. Tuy nhiên, chỉ cần trực thăng dám thả thang dây xuống vậy thì mục đích của anh đã đạt được thế là anh nhảy vọt ra khỏi hố đất lao băng băng về phía máy bay như con báo săn người lái phát hiện diệp vô phong đang chạy về phía này anh ta lập tức nói với phụ lái không xong kẻ địch xông đến rồi mau xả súng phụ lái vội vã điều chỉnh thiết kế phương hướng của súng máy nhưng diệp vô phong làm sao có thể cho họ nhiều thời gian điều chỉnh như vậy khi súng máy vừa được chỉnh lại Diệp vô phong đã lao đến bên dưới máy bay, súng máy hoàn toàn không thể bắn vào góc này. Người lái chỉ đánh bay cao lên. Ba lính đánh thuê lơ lửng trên không trung lập tức ở thế cưỡi trên lưng cọp. Diệp vô phong nhân cơ hội này nhảy mạnh lên nắm lấy thang dây. Không đợi ba lính đánh thuê nổ súng, súng lục trong tay Diệp vô phong đã lên nòng. Ba cái xác rơi xuống từ thang dây. Ngăn nó lại, không được cho nó lên. Người lái hét. Phụ lái nhìn thấy súng máy không bắn được Diệp vô phong lập tức rút súng lục ra, đi đến cửa buồng máy bắn bắn súng về phía Diệp Vô Phong. Với năng lực dự đoán cấp thần của Diệp Vô Phong, cây súng này làm sao có thể bắn chúng. Tên kia vừa thò đầu ra, Diệp Vô Phong liền nhanh chóng tránh đi. Viện đạn đi lệch khỏi đầu Diệp Vô Phong 20 phân. Diệp vô phong không cho anh ta cơ hội nổ súng lần hai, anh nắm chắc dây thường nhẹ nhàng trèo lên trên, vù vù vù. Cơ thể nhanh nhẹn của Diệp vô phong trèo lên theo thang dây phụ lái chưa kịp bắn ra phát súng thứ hai đã bị một quyền của diệp vô phong đánh trúng nguyệt thái dương cả người ngã khỏi máy bay người lái của trực thăng này nhìn thấy diệp vô phong đã bỏ được lên anh ta lập tức rút súng lục bên eo mình ra song súng lục chưa kịp rút ra bàn tay của diệp vô phong đã vươn đến diệp vô phong bắt lấy cổ tay anh ta bẻ một cái cổ tay răng rắc gãy ngay sau đó là một trọng quyền đầu của tên này bị đánh vỡ diệp vô phong vừa điều khiển máy bay vừa vứt xác xuống. Diệp vô phong điều khiển được máy bay rồi, bay về phía của Lâm Thư Âm, Thư Âm, nhanh trèo thang dây lên. Lâm Thư Âm tận mắt nhìn thấy Diệp vô phong dũng mãnh cướp đoạt cái trực thăng này, vui vẻ bò ra từ hố đá, nhưng chính lúc này, sau lưng Lâm Thư Âm xuất hiện sáu lính đánh thuê hắc điện mặc trang phục giã chiến, họ nghe thấy phía trước có tiếng hét, lập tức cầm súng bao vây lại, sau khi nhìn thấy Lâm Thư Âm, họ lần lượt dơ súng chuẩn bị nã đạn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hai tiểu đội chiến đấu này cũng bị diệp vô phong phát hiện ngón tay anh khởi động nút bắn của súng máy sáu nòng trên trực thăng bằng 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 những viên đạn với mật độ dày đặc càn quét sáu lính đánh thuê hắc điện mấy tên lính đánh thuê hoàn toàn không nhanh nhạy bằng diệp vô phong rất nhanh đã bị loạt đạn bắn cho thành thịt nát có một lính đánh thuê bị bắn nứt hai chân một nửa thân hình rơi xuống trước mặt lâm thư âm anh ta còn dương nanh múa vốt muốn bắt lâm thư âm lâm thư âm dưới tình thế cấp bách dùng khẩu súng lục diệp vô phong đưa cho cô, nhắm chuẩn tên lính đánh thuê kia, bắn. Bằng, viên đạn ghim trúng đầu lính đánh thuê, máu tươi bắn lên mặt Lâm Thư Âm, Lâm Thư Âm cũng sợ đến nỗi hét thật lớn. Thư Âm, nhanh trèo lên đi, diệp vô phong hét to. Lâm Thư Âm chạy về phía trước vài chục mét, nắm lấy thang dây của trực thăng, dồn lực trèo lên trên. Mặc dù cô bị thương, lại bị chèn ép trong thời gian dài. Nhưng một khi khát vọng chạy trốn bộc phát, sức lực là vô hạn. Lâm thư âm trèo thang lên, vừa lên đến nơi bèn ôm cổ diệp vô phong, hôn một cái lên đó, vô phong, anh giỏi lắm, em yêu anh quá đi mất. Diệp vô phong cười nhẹ nhàng, thư âm, kẻ địch vẫn còn nhiều, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Diệp vô phong để lâm thư âm ngồi lên ghế phụ lái, anh điều khiển máy bay bay lên cao. Nhìn thấy Murasaki Hatsuyuki dẫn quân đến viện trợ, Diệp vô phong mắng, con quỷ cái, thưởng cho chúng mày một loạt đạn xem như nào. Diệp vô phong ấn nút bắn, bắn một quả đạn đạo đối không về phía mặt đất. Quả đạn đạo đối không hình ong độc này biến mặt đất thành một biển lửa. Lính đánh thuê hắc điện lập tức chết như ngả dạ, trong chốc lát kêu cha gọi mẹ thảm thương không thể tả. Diệp vô phong lái máy bay rời khỏi hải đảo, bay về phía trước được một đoạn đường, anh quan sát thanh hiển thị lượng dầu, nói tệ quá, dầu đốt không còn bao nhiêu, chỗ dầu này không đủ để chúng ta bay đến đất liền lâm thư âm lo lắng hỏi vậy chúng ta phải làm thế nào đúng lúc này đằng sau có một trực thẳng đuổi theo người lái chính là murasaki hatsuyuki cô ta nghiến răng nghiến lợi hét diệp vô phong mày chạy không thoát được đâu diệp vô phong quát con quỷ cái ông đây tha cho mày một mạng mày lại còn dám đuổi theo đến nộp mạng à sắc mặt diệp vô phong chán nản trong lòng thay đổi ý định anh kéo cần điều khiển trực thăng quay đầu lại sau đó đối diện với trực thăng đang đuổi đến, ấn nút bắn súng máy. Phút 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 phút, mưa đạn trút xuống cái trực thăng kia. Tao vốn dĩ không định giết chóc quá nhiều, mày lại ép tao. Tao thả giết sạch bọn khốn chúng mày còn hơn chạy trốn như thế này. Diệp vô phong vốn tưởng rằng, như vậy có thể giết chết người lái máy bay của đối phương. Ai ngờ được, kỹ thuật lái máy bay của Murasaki Hatsuyuki vô cùng cao siêu, trực thăng khéo léo thay đổi đường đi ảo diệu tránh né tấn công của diệp vô phong đạn bắn lên bảng thép của cánh máy bay bắn vào quạt lửa bảng thép mười mấy cm đằng sau đủ để chặn lại loạt đạn con quỷ cái thế mà còn có bản lĩnh này hư xem tao giết mày như nào khóe miệng diệp vô phong nhếch lên murasaki hatsuyuki và diệp vô phong không thể buông tha cho nhau cô ta cũng xả súng một loạt đạn của diệp vô phong không đánh bại được murasaki hatsuyuki anh nhanh chóng điều khiển máy bay tránh khỏi loạt đạn dày đặc của đối phương. Hai chiếc máy bay lướt qua nhau, suýt chút nữa đã đâm vào nhau. A, à, cẩn thận, sắp đâm nhau rồi. Lâm Thư Âm ngồi bên ghế phụ lái hét liên tục. Chiếc trực thăng này không trang bị đạo đạn không đối không, tuy nhiên vẫn có hai quả bom cháy, hai quả đạn đạo đối không. Nếu muốn giết chết đối phương, chỉ có thể dựa vào súng máy sáu nòng. Quay ngược đầu lại, Diệp Vô Phong bay về phía Murasaki Hatsuyuki thư âm, mở cửa buồng máy bay giúp anh. Em cũng phải chú ý an toàn. Lâm thư âm làm theo chỉ bảo của Diệp vô phong, cẩn thận mở cửa buồng máy bay. Hai chiếc phi cơ sau khi trải qua một lượt đối địch trên không, trong một chốc hai bên lướt qua nhau, Diệp vô phong móc ra một quả lựu đạn từ eo. Thắng thua phụ thuộc cả vào hành động này, Diệp vô phong rút chốt an toàn, sử dụng kỹ năng phi dao, lựu đạn bốc khói ném vào thùng dầu của phi cơ của Murasaki Hatsuyuki chương 137, chiến thắng trở về. Nếu là người bình thường, vốn dĩ không có khả năng ném lựu đạn vừa nhanh vừa chính xác như vậy, nhưng Diệp Vô Phong là một cao thủ cấp thần, sức lực, tốc độ và phương hướng đều vừa đúng. Thời điểm quả lựu đạn phát nổ, nó lan đến dưới chỗ bình nhiên liệu của trực thăng vũ trực của tử cung tuyết. Một tiếng, ầm, vang lên trước khi quả lựu đạn nổ tung, độ cao của sức công phá đã phá hủy hộp thư của vũ trực, ngay lập tức làm nổ chiếc trực thăng này, Thêm một tiếng ầm, còn lớn hơn vừa nãy, Từ Cung Tuyết và Vũ Trực lập tức rơi vào không trung. Sắc mặt Diệp Vô Phong lạnh lùng, điều khiển trực thăng quay đầu bay xuống một hòn đảo cách đó không xa. Lâm Thư âm kinh ngạc hỏi, "Vô Phong, những tên đuổi theo đều đã bị giết, giờ anh muốn đi đâu?" Diệp Vô Phong nói, "Mục đích anh đưa Masui Chiro ra khỏi nhà lao là để trao đổi con tin." Vì chuyện này, Bạch Tinh Đồng đã không tiếc vi phạm quy tắc, dùng súng buộc cục trưởng Thạch phải ra chỉ thị nếu anh không đưa masui chiro trở lại làm sao xứng với đội trưởng bạch được lâm thư âm gật đầu lia lịa hóa ra là như vậy thế nhưng ở trên đảo có nhiều lính đánh thuê như vậy một mình anh sao có thể làm được diệp vô phong cười ha ha toàn bộ trực thăng của kẻ địch đều bị anh tiêu diệt bây giờ quyền khống chế trên không thuộc về anh giết bọn họ dễ như trở bàn tay thư âm em có nhìn thấy cái nút trước mặt không đó là nút bắn của súng liên thanh trên trực thăng lát nữa lúc nhắm vào mấy tên quỷ nhỏ kia thì đừng nể nang gì cả. Hôm nay chúng ta sẽ giết sạch bọn chúng. Trên hòn đảo đó, những tên lính đánh thuê hắc điện tập kết lại cùng một chỗ, xếp hàng dài đến cả mép đảo, đang chờ mệnh lệnh của chỉ huy, không biết là nên lập tức lên thuyền hay là tiếp tục chiến đấu. Hay quá, chúng đều tụ tập ở chỗ này, ông đây cũng bất việc. Thư âm, nhắm vào mấy tên khốn kiếp này, anh nói bắn thì em bắn nhé. Diệp vô phong lái trực thăng vù vù lao tới, đám lính đánh thuê chưa phân rõ là phe địch hay phe mình, nhìn thấy một chiếc giống của vũ trực bay tới, còn tưởng rằng là tử cung tuyết trở về. Đúng lúc này, Diệp vô phòng điều khiển đầu tên lửa nhắm ngay vào khu vực chính giữa của quân địch, bắn ra một cách không thương tiếc. Sau hai tiếng nổ mạnh, nhóm lính đánh thuê lập tức bị oanh tạc, thi thể nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất, thư âm, phóng hỏa. Tâm trạng của Lâm Thư Âm có hơi kích động, đây là vụ giết người đầu tiên trong đời cô, hơn nữa còn là kiểu thảm sát có quy mô như này. Ban đầu còn có hơi e dè, sau đó lại nghĩ đến cảnh mình bị bọn khốn nạn này bắt cóc một cách nhẫn tâm, nếu không nhờ có Diệp vô phong đến cứu, thì chắc chắn khó giữ được mạng sống. Sau khi nghiến răng một cái, ngón tay cô ấn vào nút bắn trên tay cầm, những viên đạn tàn nhẫn bắt đầu bắt đầu, thu hoạch, sinh mạng của những tên lính đánh thuê đang chạy trốn từ phía trên đảo. Nếu đám lính đánh thuê này giải rác trong rừng, Diệp vô phong rất khó để giết được bọn chúng nhưng bọn chúng lại không biết sống chết, khăng khăng tụ tập tại bãi đất trống giữa biển và đất băng. Kết quả là tất cả đều trở thành mục tiêu sống, vốn dĩ không thể chạy trốn. 5 phút trôi qua, Diệp Vô Phong đã tàn sát sạch sẽ hơn 100 tên lính đánh thuê hắc điện trên đảo. Trên thuyền chở hàng còn có hơn chục tên lính đánh thuê khác, thi nhau cầm súng bắn trực thăng của Diệp Vô Phong. Trên trực thăng đã hết sạch tên lửa nhưng vẫn còn một viên đạn lửa, có điều Diệp Vô Phong muốn bắt sống Masuichiro nên có đạn lửa cũng vô dụng. Diệp Vô Phong lái trực thăng đến gần thuyền hàng, Thư Âm, bắn chết đám quỷ nhỏ khốn kiếp trên bong thuyền này đi, một tên cũng không được bỏ sót. Súng liên thanh trên trực thăng điên cuồng bắn phá, mười mấy tên lính đánh thuê trên bong thuyền cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Diệp Vô Phong điều khiển trực thăng đáp xuống bong thuyền, Thư Âm, em theo sau anh, nhớ cẩn thận đề phòng. Anh đi bắt Masuichiro. Lúc trực thăng của hai người hạ cánh, lo lắng trên thuyền chở hàng nhất định vẫn còn sót lại vài tên phản động diệp vô phong không dám lơ là tay cầm súng lục luôn luôn cảnh giác thời điểm anh đẩy cửa khoang chứa hàng ra một làn đạn bất ngờ bắt đến cơ thể diệp vô phong lập tức con người lại lùi về sau viên đạn đập chúng vào cửa khoang tia lửa bắn ra khắp nơi cùng lúc đó diệp vô phong vung tay bắn hai phát xử lý nhanh gọn hai tên thủy thủ đang trốn trong góc tối anh tìm liên tiếp ba căn phòng cuối cùng cũng tìm thấy masui chiro trong buồng lái của thuyền hàng vì Masuichiro bị gãy chân nghiêm trọng, nên hắn đang được điều trị bởi một bác sĩ quân y của quốc đảo. Masuichiro giật nảy mình khi nhìn thấy Diệp Vô Phong bước vào, định vươn tay ra chộp lấy khẩu súng thì Diệp Vô Phong đã một bước nhảy đến, vung tay một cái đánh Masuichiro mất xỉu. Tên quân y kia thấy tình hình không ổn, đang muốn chạy trốn thì đã bị Diệp Vô Phong nhấc tay bóp lấy cổ hắn, dùng sức vặn một cái. Cổ bị bóp gãy, quân y tắt thở. Một tay cầm súng, một tay vác Masuichiro trở lại bong thuyền, Diệp Vô Phong chói Masuichiro trước rồi ném lên trực thăng. Tiếp đó anh tìm thấy một thùng xăng lớn trên bong thuyền, sau khi đổ đầy bình nhiên liệu cho trực thăng, nửa thùng còn lại anh tưới hết vào buồng lái của con thuyền. "Thư âm, chúng ta đi." Sau khi hai người lên trực thăng, Diệp Vô Phong điều khiển trực thăng bay lên không trung, rồi bắn quả đạn lửa cuối cùng xuống thuyền chở hàng. Thuyền hàng bị bốc cháy ngay lập tức kèm theo nhiều tiếng nổ là khói đen dày đặc cuồn cuộn, ngọn lửa bùng lên. Một vài thủy thủ trốn trong cabin chạy ra ngoài khóc lóc thảm thiết, đang định nhảy xuống nước thoát thân nhưng lại bị súng liên thanh của trực thăng vũ trực xử lý nhanh gọn. Lần này Diệp Vô Phong ra tay vô cùng tàn độc, quyết tâm giết hết đám lính đánh thuê hắc điện này. Anh muốn cả giới lính đánh thuê biết rằng, kẻ nào dám động đến nhà họ Lâm ở thành phố Tam Giang thì anh sẽ giết cả nhà kẻ đó. Diệp vô phong lái chiếc trực thăng vũ trực này bay thẳng đến vùng biển của Trung Quốc, sau 2 tiếng cuối cùng cũng thấy được vùng đất lâu ngày không gặp. Lúc này trời vừa hửng sáng, tín hiệu điện thoại cũng đầy vạch, Lâm Thư Âm phát hiện điện thoại của mình và của Diệp vô phong có vô số cuộc gọi nhớ. Từ lúc cô bị bắt đi đến giờ cũng đã qua mấy ngày rồi, gia đình chắc chắn lo lắng gần chết. Lâm Thư Âm gọi điện cho ba mẹ trước tiên, sau khi điện thoại kết nối, tả tiểu thanh nghe ra giọng nói của con gái. Xúc động khóc lên, thư âm, con vẫn còn sống. Con đang ở đâu, mẹ lo lắng muốn chết. Lâm Thư Âm nói, "Mẹ ơi, con không sao, Vô Phong cứu con ra rồi. Có điều bây giờ chúng con phải đến đồn công an xử lý một việc quan trọng. Sau khi xong xuôi thì con mới có thể về nhà được." Tả Tiểu Thanh vui mừng nói tin tức Lâm Thư Âm và Diệp Vô Phong trở về cho bà cụ biết, bà cụ vui vẻ cười đến mức các nếp nhăn trên mặt như nở ra. Bà cụ biết rõ rằng Lâm Thư Âm sẽ không xảy ra chuyện gì diệp vô phong lại càng không hai đứa bọn nó mà xảy ra chuyện thì nhà họ lâm sẽ tiêu đời ngay không phải phá sản mà là diệt phong tốt tốt quá tốt rồi ta biết đứa nhỏ vô phong này tuyệt đối đáng tin cậy mà bà cụ nói liên tiếp hai từ tốt tiểu thanh à con và lâm vĩnh quân mau đi chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn đi trưa hôm nay sẽ đón hai đứa nó về ăn không thành vấn đề con sẽ đi chuẩn bị ngay đây ạ à tả tiểu thanh và lâm vĩnh quân phấn khởi rời đi. Lâm kiến ba đứng bên cạnh mặt xám như cho tàn cái gì. Diệp vô phong đã cứu lâm thư âm về rồi. Làm sao có thể, thằng nhóc này mưu trí như thần. Hai đứa nó mà trở về thì sau này sao mình có thể sống yên ổn ở nhà họ lâm được chứ. Lâm kiến ba lặng lẽ lui về nhà cũ của nhà họ lâm. Tam gia, Diệp vô phong trở về rồi. Lâm kiến ba gọi điện cho mạc tam gia. Mạc tâm gia vô cùng hoảng hốt, bởi vì ông ta biết, lần hành động này của đội lính đánh thuê Hắc Điện là đã cử đội lính đánh thuê tinh nhuệ nhất của quốc đảo đi. Lâm Thư Âm bị bắt cóc đến vùng biển quốc tế này là có hơn trăm tên lính đánh thuê canh giữ. Dù Diệp Vô Phong có ba đầu sáu tay cũng không có khả năng thành công cứu Lâm Thư Âm trở về được. chương 138, giữ lời hứa. Xem ra bố vẫn đánh giá thấp Diệp Vô Phong kia. Đây là một đối thủ có tài năng như thần vậy. Ban đầu đáng lẽ bố không nên đối đầu với cậu ta, bây giờ đâm lao thì đành phải theo lao. Bố nên làm thế nào đây? Nếu tiếp tục đấu nữa, nhất định nhà họ Mạc chúng ta sẽ tan cửa nát nhà. Và mặt Mạc Vân Sương ngồi bên cạnh lạnh như nước, bố, nhóm lính đánh thuê hắc điện quả thật không đáng tin, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm được. Đều là ý của bố hết, con nhất định phải lấy mã thiên vũ. Bây giờ nhà họ Mạc chúng ta với nhà họ Mã đã cùng ngồi với nhau trên một chiếc thuyền, ai cũng không chạy thoát được lần này diệp vô phong quay lại nhất định anh ta sẽ ra tay với chúng ta mạc tam gia im lặng một lúc sau đó cười lạnh nói chuyện đến nước này rồi không còn gì phải sợ cả cùng lắm thì ngọc nát đá tan diệp vô phong kia mặc dù rất giỏi nhưng muốn quật ngã tôi cũng không dễ như vậy đâu mạc vân sương nói ông ba phó công của diệp vô phong quá lợi hại nếu sau này chúng ta đấu với anh ta thì không thể liều mạng mà phải dùng trí tuệ mạc tam gia gật đầu lần dạy dỗ ở đảo đông ngư kia chúng ta còn chưa học đủ sao lần này lính đánh thuê hắc diện sử dụng đội hình chiến đấu mạnh nhất kết quả vẫn không đánh thắng diệp vô phong xem ta không phải miệng quỷ diêm quân của đảo diêm vương tự mình ra trận cục trưởng thạch nghe tin diệp vô phong trở về không những cứu được lâm thư âm mà còn bắt được đối tượng tình nghi masui chiro về hắn ta hoàn toàn bị khuất phục dưới tay diệp vô phong một nhiệm vụ vốn dĩ không thể hoàn thành vậy mà anh lại làm được cục trưởng thạch nhanh chóng đích thân lái xe đến trại giam diệp vô phong đã đứng đợi ông ta ở cửa sau khi cục trưởng thạch và diệp vô phong thân thiết bắt tay ông ta nhìn tên masui chiro đang cúi đầu ủ rũ phía sau anh diệp vô phong quả nhiên cậu làm rất tốt diệp vô phong nói cục trưởng thạch tên masui chiro này giao lại cho ông đội trưởng bạch đâu rồi cục trưởng thạch trả lời theo thủ tục tôi tạm thời giam cô ấy lại hai ngày sau khi cậu rời đi đều không có tin tức gì cả, chỉ khổ cho đội trưởng Bạch. Đi nào, đi thăm cô ấy một chút thôi. Trong phòng giam đặc biệt, vẻ mặt Bạch Tinh Đồng không thay đổi đang ngồi dựa lưng vào vách tường, đôi mắt nhìn chăm chú lên trần nhà. Diệp vô phong đã đi được hai ngày rồi, không có một chút tin tức gì cả. Bằng trực giác của mình, nhất định Diệp vô phong đang lành ít giữ nhiều. Hai ngày này trôi qua, cơm một bữa cô cũng không đụng vào, ai khuyên nhủ cũng vô ích. Đến bây giờ trong lòng cô vẫn còn giữ lấy một chút hy vọng, hy vọng Diệp Vô Phong có thể toàn thắng trở về. Nếu như anh ta không trở lại, sự nghiệp của mình cũng xong luôn, lại còn mang trên người tội danh lạm dụng chức quyền, đe dọa cấp trên. Chỉ sợ hơn nửa đời người còn lại cô sẽ vượt qua bên trong song sắt này. Bạch Tinh Đồng, mày thật ngu ngốc, Diệp Vô Phong là người đã có vợ, dù mày có thích anh ta, nhưng vì anh ta mà hy sinh lớn như vậy, có đáng không chứ? Hơn thế nữa mục đích của Diệp Vô Phong là để cứu vợ anh ta. Vợ chồng nhà người ta diễn ân ái, liên quan gì đến mày? Bạch Tinh Đồng đang nguyên man suy nghĩ, đột nhiên cô ta nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Ánh mắt cô ta nhìn về phía phát ra tiếng động, liền thấy ngay cục trưởng thạch, Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm đang cùng nhau đi đến. Bạch Tinh Đồng nghi ngờ mắt mình nhầm rồi, dụi mắt lại nhìn cho kỹ. Đúng là Diệp Vô Phong, còn có Lâm Thư Âm an toàn đứng bên cạnh anh. Bạch Tinh Đồng nhanh chóng đứng dậy, Diệp vô phong, anh thật sự trở về rồi sao? Cục trưởng thạch phất tay, cai ngục mở cửa ra, Diệp vô phong nhìn Bạch Tinh Đồng, lúc trước ngược này là một nữ cảnh sát khí phách hiên ngang, bây giờ cả khuôn mặt cô ấy đều rất tiểu tụy, hốc mắt hõm sâu, nhất là trên tóc mai mọc ra rất nhiều sợi tóc bạc. Người xưa có ngũ tử tư sau khi ngồi thiền một đêm thì cả đầu bạc trắng, loại giải thuyết này hình như không phải là giả hết. Một Diệp vô phong chưa từng tùy tiện rơi nước mắt, lúc này bởi vì cảm động mà vành mắt hơi đỏ lên đội trưởng bạch tôi đã trở về rồi cũng đã áp giải tên masui chiro kia về quy án tôi cũng cưu được thư âm rồi bạch tinh đồng không nén nổi tình cảm của mình nữa cô ta bước nhanh đến ôm lấy diệp vô phong trước mặt bao nhiêu người tên khốn kiếp này tôi còn tưởng anh đã chết rồi nếu như anh mà chết thì tôi cũng rất thảm lúc đó tôi có làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh diệp vô phong nói đội trưởng bạch ân tình cô dành cho vợ chồng tôi, cả đời này hai vợ chồng tôi cũng không dám quên. Bạch Tinh Đồng nhớ ra Lâm Thư Âm vẫn còn đang đứng đây, vội vàng buông Diệp vô phong ta, vui mừng đến phát khóc hai người quay về là tốt rồi. Sau khi Lâm Thư Âm nhìn thấy dáng vẻ tiêu tụy của Bạch Tinh Đồng, cô không kìm được mà rơi nước mắt, Bạch Tinh Đồng, cảm ơn tất cả mọi chuyện cô đã làm cho chúng tôi. Cục trưởng thạch cười ha ha, đội trưởng Bạch, tôi thừa nhận trong vụ án lần này, vì đảm bảo nguyên tắc nên đã khiến cô chịu không ít cực khổ. Bây giờ, Diệp Vô Phong không chỉ cứu được Lâm Thư Âm về, mà còn dẫn được cả tên Masui Chiro về quy án. Tất cả đều vui vẻ, tất cả đều vui vẻ rồi. Tôi biết hai ngày nay cô chưa ăn cơm nên là trưa nay tôi muốn mời người đi ăn, cô muốn ăn cái gì? Bạch Tinh Đồng cũng vừa khóc vừa cười, Cục trưởng Thạch, đây là do ông nói đó nha, hôm nay tôi nhất định sẽ ăn sạch thì thôi cục trưởng thạch cũng muốn mời diệp vô phong và lâm thư âm cùng đi ăn cơm nhưng diệp vô phong nói cục trưởng thạch thực sự xin lỗi ông chỉ trong vài ngày hai chúng tôi lần lượt mất tích người trong nhà có lẽ cũng rất nôn nóng rồi vừa nãy còn gọi điện thoại đến nói muốn chúng tôi quay về báo bình an một câu không bằng thế này đi hôm khác hai vợ chồng tôi sẽ làm chủ chúng ta ngồi ăn với nhau một chút có được không bạch tinh đồng nói cục trưởng thạch Chắc chắn là Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm phải quay về gặp người nhà rồi. Ông đừng có làm khó họ nữa. Cục trưởng Thạch trả lời, được thôi, vậy hai người các cậu cứ tự nhiên đi. Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm cùng nhau quay về nhà cũ của nhà họ Lâm. Không khí trong nhà vô cùng náo nhiệt, bà cụ tự mình chỉ đạo trong nhà bếp. Tả Tiểu Thanh, Lâm Thi Mộng và mấy đứa trẻ khác trong dòng họ cũng đang phụ giúp nấu ăn. Cuối cùng cũng thu xếp xong hơn 20 món ngon tuyệt vời nhìn thấy diệp vô phong và lâm thư âm đã quay về bà cụ vui vẻ đi đến một tay giữ chặt diệp vô phong một tay giữ chặt lâm thư âm cháu gái ngoan của bà cả vô phong nữa hai đứa khiến bà lo lắng gần chết lâm thư âm rơi lệ bà ơi diệp vô phong mỉm cười bà ơi khiến bà phải lo lắng cho bọn cháu rồi đám khốn kiếp kia sau khi bắt cóc thư âm thì đưa cô ấy đến vùng biển quốc tế trên biển không có tín hiệu hơn nữa tình hình chiến đấu cũng rất gấp gáp vậy nên cháu mới không có cơ hội gọi điện về nhà được. Xin bà tha thứ cho bọn cháu. Bà cụ gậy đầu liên tục, vô phong, hai đứa có thể quay về một cách an toàn, chuyện này tốt hơn tất cả mọi thứ. Cháu nhìn xem, hôm nay bà cố ý bảo nhà bếp làm rất nhiều đồ ăn. Cả nhà chúng ta cùng nhau ngồi xuống ăn uống. Sau đó cháu nói bà nghe xem, sao cháu lại đánh thắng được mấy tên khốn kiếp kia. Trong nhà bầy ba chiếc bàn lớn, những người quan trọng nhất trong nhà họ Lâm ngồi một bàn. Bàn này phần lớn là gia đình bà cụ và Lâm Thư Âm, còn có cả mấy bậc cha chú trong gia tộc nữa. Ngôn tình hay. Vô phong, Thư Âm, trước tiên bà mời hai đứa một ly, ly này là rượu chúc bình an. Hai đứa nhất định phải uống hết. Bà cụ cười ha hả giơ tay cầm ly rượu lên. Cháu cảm ơn bà, Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm nâng ly rượu lên, nói một câu cảm ơn. Lâm Kiến bà được sắp xếp ngồi ở bàn thứ hai bây giờ lâm kiến ba sống trong nhà họ lâm như con chó chết chủ không hề có địa vị gì ngay cả bà cũng không thèm liếc anh ta nhiều thêm một chút chuyện này khiến cho lâm kiến ba không thể chịu đựng được nhìn thấy diệp vô phong và lâm thư âm an toàn quay lại mang theo ánh sáng vô hạn điều này khiến cho sự ghen tị trong lòng anh ta càng ngày càng mạnh mẽ hừ diệp vô phong lâm thư âm hai người đừng có mà đắc ý mạc tam gia và nhà họ mã nhất định sẽ không bỏ qua cho hai người Nguy hiểm lần này chỉ là khởi đầu cho những ngày tháng đau khổ của các người. Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ lấy lại hết những thứ các người cướp của tôi. Chương 139, phòng ngừa cẩn thận. Sau khi ăn cơm trưa xong, Diệp Vô Phong dẫn Lâm Thư Âm đi vào bệnh viện nhân dân. Trước tiên, vết thương của Lâm Thư Âm cần phải xử lý, tiêu độc, băng bó, sau đó tiến hành quan sát để tránh việc nhiễm trùng vết thương. Sau đó đi thăm Bạch Vân Phong cũng đang dưỡng thương trong bệnh viện. Vết thương của Bạch Vân Phong đã ổn định, vốn dĩ Bạch Nhạn Phi muốn đưa bố về tỉnh nghỉ ngơi, nhưng Bạch Vân Phong không đồng ý. Bây giờ sắp đến lễ quốc khánh, triển lãm trang sức thịnh thế sắp sửa tổ chức hoành tráng tại bảo tàng thành phố Tam Giang. Phụ trách nhiệm vụ bảo vệ cho hội nghị lần này chính là công ty bảo vệ Long Kiếm. Triển lãm trang sức lần này hoàn toàn ở đẳng cấp quốc tế, trang sức tham gia triển lãm đều là những món đắt đỏ, trong đó có 3 món là vô giá. Theo thứ tự là quyền trượng bằng ngọc của sa hoàng từ thế kỷ 16, vương miện kim cương của vua Louis 13 và cuối cùng là viên kim cương xanh, trái tim của biển, nặng 45 cara. Chủ nhân của toàn bộ các món trang sức này là bảo tàng Louvre của Pháp. Theo các nguồn tin chính thức, triển lãm lần này ngoại trừ có 3 món kia không bán thì toàn bộ những trang sức khác sẽ được bán đấu giá hết. Tình hình thành phố Tam Giang gần đây không ổn định hội nghị triển lãm trang sức lần này liệu có thế lực tà ác bên ngoài nào thừa cơ quấy rối hay không. Vì thế Bạch Vân Phong không dám khinh thường, điều động toàn bộ nhân tài trong công ty bảo vệ Long Kiếm từ trung tâm tình về đây. Chuyên trách nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho triển lãm trang sức lần này. Dù vậy, Bạch Vân Phong cũng vẫn không yên lòng. Phải biết rằng, một khi triển lãm trang sức lần này xảy ra một chút vấn đề gì đó, công ty vệ sĩ của ông sẽ phải bồi thường. Ba món bảo vật vô giá kia nếu như bị mất, ông ta lập tức phá sản vậy nên ông ta dặn đi dặn lại bạch nhạn phi bảo cô ấy phải chú ý cẩn thận nhất định không được để xảy ra sơ sót gì diệp vô phong nói với bạch vân phong ông bạch ông yên tâm đi có tôi ở đây tôi sẽ giúp đỡ nhạn phi mà tôi đảm bảo triển lãm trang sức lần này sẽ không xảy ra sai sót gì đâu bạch nhạn phi cũng trả lời đúng vậy bố à chú dư chú phương đều đến còn có diệp vô phong canh giữ giúp con người còn gì phải lo lắng nữa. Bạch Vân Phong gật đầu nói, nhạn phi, còn bất chút thời gian mời cả đội trưởng Bạch của đội cảnh sát hình sự đến nữa, làm quen với người trong công ty bảo vệ Long Kiếm chúng ta một chút, hợp tác một lần. Dù sao thì chỉ dựa vào mấy người trong công ty bảo vệ chúng ta thế này thì vẫn chưa đủ lực lượng. Bạch Nhạn Phi nói, chuyện này không thành vấn đề, con đã nói chuyện trước với đội trưởng Bạch rồi. Tối nay mọi người đi ăn uống với nhau một chút, Diệp vô phong, anh cũng đến đi. Bạch Nhạn Phi lại quay sang nói với Bạch Vân Phong, "Bố, triển lãm trang sức lần này con sắp xếp các vị trí như sau. Bởi vì nhóm trang sức này vô cùng quý giá vậy nên con chia ra sự kiện ban ngày và sự kiện ban đêm. Ban ngày sẽ tiến hành triển lãm một số đồ trang sức phổ thông. Người có vé thường cũng có thể tham gia. Ba món bảo vật kia sẽ không tham dự vào triển lãm ban ngày. Mặt khác, con sẽ cho người phát thẻ khách quý từ sớm." Đến lúc buổi triển lãm lúc tối mở cửa thì có thể dùng thẻ khách quý để tiến vào. Như vậy thì người tham gia triển lãm lần này sẽ ít đi một chút, từ đó đảm bảo tính an toàn cho triển lãm lần này của chúng ta. Bạch Vân Phong khen ngợi, "Con suy nghĩ rất chu đáo, vậy thì cứ làm theo sắp xếp của con đi." Ban đêm, bốn người Bạch Nhạn Phi, Diệp Vô Phong, Lâm Thư Âm, Bạch Tinh Đồng đi cùng với nhau vào khách sạn Hoàng Triều. Lâm Thư Âm đã nhận được tin từ trước mất người trong công ty bảo vệ Long Kiếm đã đến rồi, Tiết Phi sắp xếp cho mọi người chỗ nghỉ ngơi. Lâm Thư âm phân công nhà bếp mở một bữa tiệc, tối nay mọi người nhân cơ hội này làm quen với nhau một chút. Dẫn đầu đội hình của công ty bảo vệ Long Kiếm là hai người cao to vạm vỡ, cả hai đều là anh em kết nghĩa của Bạch Vân Phong. Người có dâu quai nón, mặt mũi tràn đầy giữ tợn tên là Phương Thiên Chính, cao thủ cấp đại sư, luyện phục hổ la hán quyền đêm cảnh giới xuất thần nhập hóa, đã đi theo Bạch Vân Phong Nam Trinh Bắc Chiến hơn 20 năm, là phụ tá đắc lực của Bạch Vân Phong. Một người khác khuôn mặt góc cạnh, mày rậm mắt to tên là Dư Trường Hải, cũng là anh em kết nghĩa với Bạch Vân Phong, là cao thủ cấp đại sư. Mặc dù năng lực chiến đấu của Dư Trường Hải yếu hơn một chút, nhưng ông ta đã luyện được kỹ thuật phi đao rất tốt. Trong phạm vi 50 bước chân, có thể ném trăm phát trăm chúng. Lần này đến thành phố Tam Giang chấp hành nhiệm vụ, Dư Trường Hải là người chỉ huy chính, còn Phương Thiên chính là người trợ giúp. Bạch Nhạn Phi giới thiệu hai người bọn họ cho Diệp Vô Phong, Bạch Tinh Đồng và Lâm Thư Âm biết nhau. Mọi người lần lượt bắt tay. Dư Trường Hải nói với Bạch Tinh Đồng, "Đội trưởng Bạch, nghe danh đã lâu. Triển lãm trang sức lần này tổ chức trên địa bàn của cô, xin cô giúp đỡ nhiều hơn." Bạch Tinh Đồng mỉm cười gật đầu, "Đội trưởng Dư, không cần khách sáo, không có vấn đề gì." Sau đó Bạch Nhạn Phi giới thiệu thêm hai người thanh niên nam nữ hai người đó là Phương Tố Mai và Dư Thiếu Bạch, hai người họ không những là vợ chồng, mà theo thứ tự còn là con của Phương Thiêm Chính và Dư Trường Hải. Ngoài ra, còn có 24 người bảo vệ chuyên nghiệp thông minh tháo vát. Bạch Nhạn Phi đã chia 24 người này thành 4 tổ, mỗi tổ nhỏ lại cử ta hai người làm tổ trưởng. Tên tuổi 8 tổ trưởng này Bạch Nhạn Phi đều giới thiệu cho từng người. Tính tình Phương Thiên Chính rất hào phóng, ông ta đã nghe Bạch Nhạn Phi nhắc đến Diệp Vô Phong từ trước, biết được đâu là một vị anh hùng trẻ tuổi ghê gớm vừa mới xuất hiện phương thiên chính cầm chén rượu lên nói tổng giám đốc diệp cô chủ nhà chúng tôi luôn khen cậu không dứt lời truyền thuyết về câu chuyện của cậu ở thành phố tam giang chúng tôi đều đã nghe qua nhà họ mạc đúng là rất khinh người cậu lấy bạo lực khiến cho mạc đông lôi ngoan ngoãn thật sự là khiến người ta thật sảng khoái loại người giống như vậy quả thật là không giết thì không đủ ổn định lại bất bình trong lòng người Phương Thiên chính chỉ vào Phương Tố Mai và dư thiếu Bạch nói, "Tổng giám đốc Diệp thật sự làm tấm gương mẫu mực cho lớp trẻ học tập, hai đứa nhìn tổng giám đốc Diệp mà học tập cho tốt." Diệp Vô Phong nói, "Đội trưởng Phương quá khen rồi." Phương Tố Mai kính Diệp Vô Phong một chén rượu, dư thiếu Mai khó chịu hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý đến Diệp Vô Phong. Rất hiển nhiên là anh ta đang có thành kiến với Diệp Vô Phong. Nguyên nhân cụ thể là gì, Diệp Vô Phong không rõ, nhưng trường hợp này diệp vô phong cũng không thèm hỏi qua ba tuần rượu đồ ăn cũng ăn một phần diệp vô phong bưng chén rượu lên nói các vị nhận được sự ưu ái của ông bạch tôi là vệ sĩ đặc biệt của cô bạch tôi muốn nói hai câu với mọi người triển lãm trang sức lần này không giống với những lần triển lãm trang sức khác rất có thể lần này sẽ xuất hiện những tình huống không thể tưởng tượng được gần đây thành phố tam giang xảy ra nhiều vụ án lớn đây không phải chuyện tốt gì theo dự đoán của tôi Chắc chắn đây là khúc dạo đầu của một hồi gió tanh mưa máu. Tôi đã bàn bạc xong với đội trưởng Bạch, cảnh sát sẽ chi ra một phần lực lượng khống chế tình trạng xung quanh bảo tàng. Nhưng, vấn đề an toàn ở bên trong coi như là giao cho mọi người. Dư Trường Hải vỗ ngực nói, "Tổng giám đốc Diệp, chúng tôi biết tầm quan trọng triển lãm trang sức lần này. Không phải tôi khoác lác đâu, nhưng ai dám đến đây quấy rối, chính là đang tự chui đầu vào lưới." Lần này hai anh em chúng tôi dẫn đến đây 26 người, tất cả đều là bảo vệ chuyên nghiệp lấy một trọi 10. Mặt khác, 8 tổ trưởng đều được phát súng, thêm súng ống của gai anh em chúng tôi, 10 khẩu súng bảo vệ trang sức ở hiện trường. Như này thì loại đối thủ nào mới có thể thành công chứ? Sư Thiếu Bạch cũng nói, đúng vậy, lần này ông Bạch nhà chúng ta quá cẩn thận rồi, có nhiều vệ sĩ tài giỏi của chúng ta bảo vệ như vậy, sao có việc gì được. Tìm người ngoài đến giúp đỡ thật sự là vẽ vời thêm chuyện. Trong lời nói của Dư Thiếu Bạch chứa đầy gai, khiến cho người nghe rất không thoải mái. Diệp vô phong nể mặt Bạch Nhạn Phi, không muốn nhiều lời với anh ta. Bạch Nhạn Phi nói, chú Hải, cẩn thận vẫn hơn. Thành bại trong chuyện lần này có ảnh hưởng đến danh dự của công ty bảo vệ chúng ta. Mọi người chú ý cẩn thận một chút cũng không phải chuyện xấu. chương 140, hai phe địch ta sắp xếp thế trận. Sau khi tiệc rượu kết thúc, một mình Diệp Vô Phong đối diện với Bạch Tinh Đồng, đội trưởng Bạch, cô cũng thấy rồi đấy, thái độ lúc nãy của người trong công ty bảo vệ Long Kiếm, tôi cảm thấy bọn họ có chút khinh địch. Tôi hy vọng cô có thể tích cực hơn một chút, phái thêm lực lượng cảnh sát đến bảo vệ buổi triển lãm trang sức lần này. Bạch Tinh Đồng gật đầu nói, tôi hiểu rồi, tôi cũng cảm thấy có đám mây đen đang muốn phá vỡ cảnh tượng yên bình này. Diệp Vô Phong, anh yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ tổ chức một cuộc họp thảo luận biện pháp bảo vệ an toàn sắp xếp kỹ càng công việc bảo vệ cho buổi triển lãm trang sức lần này diệp vô phong còn nói thêm đúng rồi trong lúc ông bạch nằm viện rất có khả năng sẽ bị mấy phần tử khủng bố tập kích một lần nữa tôi nghĩ bên phía bệnh viện cô cũng nên phái thêm người đến đó bạch tinh đồng nói được tôi lập tức sắp xếp ngay ngày hôm sau bạch tinh đồng tự mình đến hiện trường đi đi lại lại nghiên cứu địa hình xung quanh bảo tàng và những nơi các phần tử khủng bố có thể xuất hiện Cô ta còn cố ý sắp xếp hơn 10 cảnh sát mặc thường phục, đi lại trong bệnh viện, âm thầm bảo vệ Bạch Vân Phong. Một khi có biến sẽ tiến hành vây quét ngay lập tức. Tất cả cảnh sát ở thành phố Tam Giang cũng bắt đầu hành động, không làm dùm beng lên mà lặng lẽ chuẩn bị chiến đấu. Trong tòa biệt thự xa hoa ngoài ngoại ô thành phố Tam Giang đang tiến hành một cuộc họp bí mật. Chủ trì cuộc họp chính là tư lệnh ác ma trong giới lính đánh thuê đến từ đảo Diêm Vương miện Quỷ Diêm Quân, miện quỷ diêm quân khoảng chừng 40 tuổi, dáng vẻ của hắn ta vô cùng xấu xí, dáng người cường tráng. Là một đại lão trong giang hồ, có hơn 20 năm làm lính đánh thuê. Mạc Đông Lôi đang cung kính đứng sau lưng hắn ta. Đây là biệt thự bí mật của Mạc Đông Lôi, có rất ít người biết anh ra còn có một hang ổ ở chỗ này. Sắc mặt miện quỷ diêm quân lạnh lùng, trong đôi mắt sáng ngời lóe lên hai đường sáng lãnh khốc vô tình, quét qua đám người đang ngồi bên dưới một vòng, sau đó ánh mắt hắn ta rơi vào tấm bản đồ đặt hóng giữa bàn hội nghị nhìn đám người xung quanh một lượt miệng quỷ diêm quân lạnh giọng hỏi các vị đã đến đủ hết chưa báo cáo tư lệnh đã đến hết rồi vẻ mặt miệng quỷ diêm quân vẫn đen ngòm như cũ hắn ta cầm một chiếc bút màu đỏ không ngốc vẽ lên tấm bản đồ đang trải rộng trên bàn vẽ xong hắn ta ngồi thẳng lên rồi nói các vị mọi người đều đã biết Nhóm lính đánh thuê của chúng ta liên tục làm nhiệm vụ thất bại ở thành phố Tam Giang, điều này có nghĩa là gì? Nghĩ là danh dự của đảo Diêm Vương chúng ta bị vứt đi rồi, hoàn toàn rời khỏi vị trí số 1 trong giới lính đánh thuê ở Nam Thái Bình Dương. Tôi không cam tâm. Các vị, kẻ thù lớn nhất của chúng ta, Diệp Vô Phong. Lần này chúng ta dù có phải liều mạng cũng nhất định xử lý tên đó. Cả đám người đều đứng nghiêm, nghe xong lời phát biểu của tư lệnh Diêm Vương. Nguyện quỷ Diêm Vương còn nói thêm, lần này, tôi sẽ tự mình chỉ huy, quan trọng nhất là phải hốt gọn một mẻ đám người Diệp Vô Phong, Bạch Vân Phong, Bạch Nhạn Phi, Lâm Thư Âm. Báo thù rửa hận cho những người anh em đã hy sinh. Các người đều là những tên lính đánh thuê tàn ác, giỏi giang nhất tôi có, cũng đã đi theo tôi nhiều năm nay. Trận chiến này, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thua. Nguyện quỷ Diêm Quân mở miệng thề, dẫn theo đám người phía sau cũng lần lượt đứng dậy, chăm miệng một lời, giết chết Diệp vô phong. Báo thù. Nguyện quỷ Diêm quân chỉ vào bản đồ nói, bây giờ chúng ta tiến hành phân công nhiệm vụ. Mạc Đông Lôi, Văn Tam Đa, Tử Cung Mỹ Địch, Huyết Lang, Quỷ Ảnh Vô Thường, Chiến Hùng, Hắc Sa, Thần Thương Cao Đăng, Thương Vương Lạc Đăng, xuống lại một chỗ cùng với mọi người. Nguyện quỷ Diêm quân chỉ cho mọi người nhìn những chỗ được khoanh đỏ trên bản đồ, mọi người nhìn kỹ. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, liên quan đến sự tồn vong của nhóm lính đánh thuê ác ma chúng ta. Mọi người nhất định phải tận tâm tận lực, cùng sống chết cùng tồn vong. Nghiện quỷ Diêm Quân nói thêm, bây giờ Bạch Vân Phong đang ở trong bệnh viện trị thương. Lần trước không thể giết chết lão già này là được lợi cho ông ta. Lúc đầu chúng ta có thể không tiếc bất cứ giá nào xông thẳng vào bệnh viện xử lý Bạch Vân Phong. Thế nhưng nhưng thế lại không thể hiện ra được thực lực chân chính của nhóm lính đánh thuê ác ma chúng ta để chứng minh được chính ta chính là nhóm lính đánh thuê số 1 ở Nam Thái Bình Dương, chúng ta cần phải lợi dụng tốt lần triển lãm trang sức này bày ra thế trận đánh vào một số điểm, dùng kế điệu hổ ly sơn. Đúng vậy, mời tư lệnh ra lệnh cho chúng tôi, đám người đáp lại. Nghiện quỷ Diêm Quân nói tiếp, ngày mai bảo tàng thành phố Tam Giang tổ chức buổi triển lãm trang sức và phiên đấu giá. Tham gia đấu giá đều là doanh nhân giàu có đến từ Hồng Kông, Macau, Đài Loan và trên lục địa ảnh hưởng của chuyện này nhất định rất lớn, đợi đến 7 giờ 15 phút chúng ta sẽ lập tức ra tay. Căn cứ thông tin tôi nhận được, chính phủ Trung Quốc, cảnh sát thành phố Tam Giang và bảo vệ Long Kiếm đến từ tỉnh, ba nhóm đó đã có mặt ở thành phố Tam Giang. Đây là một trận đọ sức khát máu đỉnh cao, phe nào thua sẽ chịu hậu quả nặng nề. Huyết lang cười nhạt một tiếng nói, tư lệnh diêm quân, cảnh sát thành phố Tam Giang là cái thá gì? Ngài mau hạ lệnh đi. Con mắt phan tam đa đỏ bừng, lần trước anh ta chấp hành nhiệm vụ ám sát Diệp Vô Phong đã mất đi bốn người anh em, còn đụng phải tên tổng huấn luyện viên tư đồ đăng lôi. Lần này anh ta đi theo miệng quỷ Diêm Quân tiến vào thành phố Tam Giang một lần nữa, ôm theo quyết tâm dù có chết cũng phải xử lý được Diệp Vô Phong, báo thù cho anh em của mình. Diêm Quân, chúng tôi thả chết trước chứ không chết sau. Ngài mau ra lệnh đi. Miện quỷ Diêm Quân gật đầu nói, mọi người, đây là một trận chiến giữa các thế lực ngang hàng, các người không thể nhịn địch. Tôi biết mọi người đều là dũng sĩ không sợ chết, nhưng chúng ta phải chết sao cho đáng. Nhiệm vụ lần này không thành, mặt mũi lính đánh ác ma sẽ ném đi đâu chứ? Chúng ta là một thời lính đánh thuê ác ma anh hùng rồi cũng sẽ như nước chảy về biển. Vậy nên, chúng ta nhất định phải dựng lên 100% tinh thần, đánh tốt trận này. Tôi sắp xếp một ít nhiệm vụ, mọi người phân công có thứ tự, mỗi người làm theo chức vụ của mình. Người nào không tuân theo mệnh lệnh Tôi nhất định sẽ xử lý theo quân pháp. Mạc Đông Lôi, cậu là người ở thành phố Tam Giang, rất quen thuộc với nơi này. Tôi để Chiến Hùng phối hợp với cậu, hai người phụ trách dẫn dắt mọi người tấn công nhà máy hóa chất ở phía tây thành phố Tam Giang, phân tán lực lượng cảnh sát. Sau đó phụ trách tiếp ứng. Ở nhiệm vụ sau, tôi tạm thời không muốn Mạc Đông Lôi làm lộ thân phận của mình. Mạc Đông Lôi gật đầu, nghe theo mệnh lệnh của Diêm Quân. Nghiện Quỷ Diêm Quân nhìn những người còn lại, dùng thước chỉ vào một điểm màu đỏ, đây là vị trí đối diện bảo tàng. Nhìn từ tòa nhà văn phòng này xuống, vừa khéo nhìn ra cửa của quảng trường thời đại. Một khi trận chiến bắt đầu, cảnh sát nhất định sẽ tụ tập trong tòa nhà này. Thần thương cao đăng, thương vương cao lạc đăng, hai người các cậu rất giỏi ngắm bắn, hãy bố trí mai phục ở tòa nhà văn phòng này, phụ trách phối hợp tác chiến. Tuân lệnh, hai tay súng giỏi ngắm bắn cùng nhau nhận lệnh. Nguyện quỷ diêm quân nhìn bốn người còn lại, nói, huyết lang, Quỷ ảnh vô thường, Haksa, Shikazu Sato, bốn người phụ trách nhiệm vụ tấn công bảo tàng thành phố Tam Giang. Sau khi chiếm được tất cả các vị trí, nhanh chóng bố trí các loại bom, phong tỏa bến cảng. Triển lãm trang sức kia, nếu có thể lấy thì cứ lấy, không lấy được thì thôi. Mục đích chủ yếu của chúng ta là đánh từng điểm nhỏ, tiêu diệt đối thủ là nhóm người diệp vô phong. Chúng tôi tuân mệnh, huyết lang nhận lệnh. Phan Tam Đa, tử cung Mỹ địch. Có. Nguyện Quy Diêm Quân chỉ về phía bệnh viện, nhiệm vụ của Văn Tam Đa Cậu là phải ám sát Bạch Vân Phong. Tử cung Mỹ địch là trợ thủ cho cậu, một khi trận chiến ở bảo tàng bắt đầu, chỗ đó sẽ trở thành trung tâm của trận chiến, không lên đến một hai tiếng thì sẽ không kết thúc. Lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để hai người ra tay. Nhưng, trong bệnh viện nhất định sẽ có cảnh sát chờ sẵn, hai người phải cẩn thận nhiều hơn. Văn Tam đang nghiến răng nghiến lợi nói, xin Diêm Quân yên tâm, Hai chúng tôi nhất định không phụ mệnh lệnh của ông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 140.